Lý Vân Tiêu hét lên. Cười cái khỉ gì, có giỏi thì ra đi. Tuy Lý Vân Tiêu hét to nhưng lòng bình tĩnh hơn trước nhiều. Hoàng cũng có ở đây thì khả năng bị cắn nuốt rất nhỏ. Đi ra, dĩ nhiên bản hoàng sẽ ra, ta còn muốn bắt tọn cổ các ngươi. Hắc ám vô tận như nước dâng lên, mỗi người đều có cảm giác nhỏ bé đó. Lý Vân Tiêu dùng diệu pháp linh mục, kinh kêu. Những hắc ám đang co rút. Đám người hoảng hốt hỏi. Co rút, có chuyện gì? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói. Ta chỉ thấy hắc ám đang co rút, không rõ có ý gì, cứ bình tĩnh xem đi. Một thanh âm xa lạ vang lên trong bóng tối. Chậc chậc, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Mọi người nhướng mày, thanh âm xa lạ chưa từng nghe qua. Chỉ có Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt lộ vẻ mặt kinh hoàng. Lý Vân Tiêu vô cùng quen thuộc thanh âm kia nhưng không biết tại sao người đó ở đây. Giọng hoang vang lên. Ai, là ai? Tiếng hét chói tai chất chứa kinh hoàng, dường như không tin nổi có người ẩn núp. Ha ha ha, ta là IA không quan trọng, điều quan trọng là ngươi có thể thuần phục vô khiến rất giật mình. Thanh âm trêu chọc. Vốn chỉ định đến đánh Lý Vân Tiêu một trận không ngờ thấy cuộc chém giết đặc sắc như vậy, còn tìm được tin tức của vô, ông trời rất ưu ái chúng ta, chậc chậc. Thanh âm ngừng, trong bóng tối vô tận lóe vệt đỏ rồi từ từ lan rộng. Đó là một con mắt, đỏ thẫm như máu, ánh mắt quái dị nhìn xuống mặt đất. Ui, Nguyệt Đồng. Nhiều cường giả từng gặp Nguyệt Đồng của Lý Vân Tiêu nên hét lớn, quay sang nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng. Trong mắt lạnh lẽo và sát ý. Trước con mắt to trong bóng tối chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Nữ nhân mặc váy dài màu vàng nhạt thêu nước biển bóng mây màu lam, làn váy không gió tự bay trông yêu kiều thướt tha. Nam nhân vác chiến qua màu vàng trên vai, hai tay lười biếng gác. Nam nhân châm học nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào người Lý Vân Tiêu. Rác rưởi, không ngờ gặp mặt nhanh vậy. Khúc Hồng Nhan tức giận, có người gọi Cổ Phi Dương là rác rưởi. Làm nàng không nhịn được. Nhưng khi thấy khuôn mặt hai người thì Khúc Hồng Nhan rung động, sợ hãi kêu lên. Mộ Dung Trúc, Ninh Khả Nguyệt. Khúc Hồng Nhan nhận ra hai người này. Ninh Khả Nguyệt nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Hồng Nhan cung chủ, không ngờ lúc sống còn có ngày gặp lại nhau. Khúc Hồng Nhan giật mình hỏi. Các người làm sao vậy? Lý Vân Tiêu nói nhỏ bên tai Khúc Hồng Nhan. Ninh Khả Nguyệt bị Tổ Nguyệt Đồng quy khư nhập xác, từ 20 năm trước Mộ Dung Đại Ca đã chết, hiện đang thấy Mộ Dung Đại Ca thật ra là Thiên Tư. Khúc Hồng Nhan hết hồn. Quy khư, Thiên Tư. Lần đầu tiên Khúc Hồng Nhan nghe hai cái tên này, nhưng thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu rất kém thì không hỏi nhiều. Hoang lên tiếng. Hai người rốt cuộc là ai? Thân hình nhân tộc nhưng người đầy yêu khí, từ ngàn dặm xa xôi tới chịu chết sao? Thiên Tư cười nói. Thần thông yêu tộc rất thú vị, có thể đính khế ước với vô, xem như ngươi siêu may mắn. Ngàn vạn năm nay có thể giao tiếp với vô tuy ngươi không phải người thứ nhất nhưng cũng hiếm hoi. Hoang im lặng, hắc ám đầy trời co rút dữ dội. Nhiều người phát hiện hắc ám không phải vô cùng vô tận mà do quá khổng lồ nên không thể phát hiện giới hạn, giờ phút này tự áng mây đen to đùng rơi xuống. Chính giữa co rút độ ám ngày càng sâu, chậm rãi hiện ra thân hình cao to vạm vỡ của hoang. Nhưng người hoang biến thành màu ám, hai mắt chậm rãi mở ra, sáng như sao. Trán hoang có đồ án kỳ lạ toát ra lực lượng bùm bùm khiếp hồn người. Đồ án như một con cá, dường như vật sống, rất linh động. Mọi người cảm nhận áp lực cực mạnh ập vào mặt, như thể trước mắt không phải hoàng của vạn mà là chân linh xuyên qua thiên cổ. Mắt Thiên Tư sáng rực khen hết lời. Lợi hại, rất lợi hại, có thể hoàn mỹ dung nhập vô vào người mình. Vũ giả nhân tộc kinh ngạc hỏi. Vô ở trong cơ thể hắn. Người yêu tộc cũng rất giật mình, đặc biệt là Mạch, lòng lạnh lẽo, tồn tại cường đại như vậy làm sao gã lật lại được. Hoang ngước mắt lên nhìn Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư. Hoang lạnh lùng nói. Biết vậy còn dám cố ý lộ mặt, nên nói các ngươi ngu ngốc hay đần hay khờ. Thiên Tư cười nói. Yêu Hoàng đại nhân khoan giận. Sao ngươi biết chúng ta là kẻ thù, không chừng còn là bằng hữu. A, à, Hoang lạnh nhạt nói. Bản Hoàng không nghĩ ra từ khi nào có bằng hữu như các ngươi. Thiên Tư nói. Trước kia không có nhưng bây giờ đúng rồi. Chúng ta cần đại nhân giúp việc nhỏ, đương nhiên chuyện này không giúp khơi khơi. Hoang hiểu ra. À,
ra là hỗ trợ. Nếu thật sự là chuyện nhỏ, như hai vị thiếu mấy nguyên thạch và ẩm ón huyền khí đề giai thì bản hoàng là Mạnh Thường Quân, rất thích giúp người làm niềm vui. Ha ha, đại nhân nói đùa. Thiên Tư nói chính xác là chúng ta cần nhờ lực lượng của chân linh vô. Nếu đại nhân đồng ý hỗ trợ thì hai chúng ta sẽ giúp đại nhân một tay giết hết nhân tộc trừ Lý Vân Tiêu ra. Thiên Tư mắt lóe tia sáng lạnh, tất cả vũ giả nhân tộc hoàn toàn biến sắc mặt, vừa kinh vừa giận. Tập thể cảnh giác. Hoang nhướng đuôi mày, không quá để bụng. Hoang nhàn nhã hỏi. Còn nếu ta không đồng ý thì sao? Sát khí trong mắt Thiên Tư tan biến ngay, vẻ mặt cười nhạt. Thiên Tư cười tủm tỉm. Ha ha ha, vậy chúng ta đành giúp nhân tộc giết các vị. Hoang nhíu mày, tức giận đọng lại ở đuôi mày. Hoang cười âm trầm. Hai vị có cân lượng bản thân chưa? Thiên Tư cười khẽ. Có rồi. Hoang hừ lạnh một tiếng. Muốn giao dịch với bản hoàng phải xem hai vị có tư cách này không? Hoang dứt lời cánh tay phải run run giơ lên, năm ngón khép lại. Một mảnh chân không vỡ nát trước áp lực kia. Một vòng xoáy màu đen hiện ra ở đầu cú đấm như ngân hà vũ trụ. Đồ án trên trán Hoang nhấp nháy liên hồi, nhiếp ồn người. Hoang quát to. Nếu có thể đỡ được một đấm của bản hoàng thì sẽ ban cho các ngươi tư cách đàm phán. Nhất tự trảm quyền. Ầm 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 ầm. Vô số chân không vỡ nát như đánh nát từng tầng hư không. Nhiều mảnh nhỏ hắc ám bắn tung, khung trời thiên địa chìm trong hỗn độn vô tận. Lực lượng một cú đấm cường đại như thế. Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư đứng mũi chịu sào. Biểu tình Thiên Tư trầm trọng thoá xuống chiến qua duệ quang cầm một tay. Ninh Khả Nguyệt ngăn Thiên Tư lại. Để ta đi. Ninh Khả Nguyệt tùy tay chộp, một đoàn sáng vàng kéo dài từ lòng bàn tay nàng hóa thành quyền trượng, tuế nguyệt như ca giơ ngang trước mặt Ninh Khả Nguyệt. Thử đi năm xưa, nên là ngày tốt cảnh đẹp thoáng qua, liền có ngàn lão ai phong tình, cùng ai nói đây. Tuế nguyệt như ca hóa thành các đốm sáng vàng lấp lánh biến mất trong tay Ninh Khả Nguyệt, như bị gió thổi nhẹ rơi hết vào người nàng hóa thành chiến y màu vàng. Một vầng huyết nguyệt dâng lên trên trời, chiếu vào sắc vàng có chút mờ tối. Ninh Khả Nguyệt nhìn chằm chằm cú đấm hung uy, chậm rãi giơ kiếm lên chém xuống. Ninh Khả Nguyệt nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Quang chiếu. Giải sáng vàng rắc xuống, trong huyết nguyệt hiện ra con ngươi như ngủ say ức vạn năm trở về nhân gian, mở to mắt chiếu khắp cõi trần. Ầm 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 ầm. Ánh sáng vàng chém vào quyền uy như hai thế giới giao hao xâm thực lẫn nhau. Cuối cùng ánh sáng vàng yếu hơn một chút bị ánh sáng đen cắn nuốt, xé rời lao đi. Không trung ngàn dặm bị nhuộm đen. Nhưng Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư đã biến mất tại chỗ từ lâu, khi khói đen tan biến mới chậm rãi hiện ra. Hoang biến sắc mặt, lòng vô cùng giật mình. Cứ tưởng gã dung hợp với chân linh vô thì vô địch thiên hạ, nhưng không biết hai người bí ẩn từ đâu chui ra có lực lượng đối kháng được gã. Nhát kiếm vừa rồi của đối phương tuy bị quyền kình đánh nát nhưng Hoang nhìn ra được đối phương chưa dốc hết sức, hoặc không muốn xung đột quá kịch liệt với gã. Hoang đoán nửa đúng nửa sai, Ninh Khả Nguyệt đã dốc hết sức trong nhát kiếm đó, nhưng mức độ dung hợp của nàng và quy khư không đủ, không thể dùng hết lực lượng của quy khư. Ninh Khả Nguyệt hỏi, như thế nào, yêu hoàng đại nhân cảm thấy hai ta có tư cách bàn điều kiện chưa? Hoang hừ lạnh, hừ. Hoang cố ý lộ vẻ khinh thường nói. Tạm tạm, nhưng có thể sống dưới một đấm của bản hoàng xem như có chút tài. Nói đi, bản hoàng giúp ngươi như thế nào? Ninh Khả Nguyệt nhìn Hoang chằm chằm, gần từng chữ. Chúng ta muốn vào vô tri không gian. Vô tri không gian. Hoang hết hồn. Các ngươi muốn tự sát sao? Dù là bản hoàng cũng không kiểm soát được vô tri không gian, cũng không biết rõ về nó. Từ xưa đến nay vạn vật bị cắn nuốt chưa từng sống sót. Ninh Khả Nguyệt nói, điều này thì yêu hoàng đại nhân không cần lo, chỉ cần đại nhân đồng ý với chúng ta, để chúng ta vào vô tri không gian một lần thì hôm nay ta sẽ xóa sổ đám nhân tộc này cho đại nhân. Đương nhiên trừ Lý Vân Tiêu ra. Hoang nhíu mày khó hiểu. Tại sao trừ người này ra? Ninh Khả Nguyệt đáp, người này hữu dụng. Mấy chữ đơn giản, không giải thích nhiều làm gì, có giá trị lợi dụng là đáng để sống. Lửa giận bùng cháy trong lòng Lý Vân Tiêu, nhìn hai bằng hữu thân thiết nhất của mình một vị bị cướp thân thể, một vị bị cướp tâm trí, hoàn toàn thành người qua đường, thậm chí là kẻ thù. Khúc Hồng Nhan cảm nhận cảm xúc của Lý Vân Tiêu dao động, nhẹ bóp tay hắn.
Lý Vân Tiêu cảm giác hơi thở lạnh lẽo vần quanh lòng bàn tay, tâm tình bình ổn lại, Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Khúc Hồng Nhan cười đáp lại, tươi như hao nở. Đời người nếu như lúc ban đầu gặp, chuyện gì gió thu bi họa phiến. Đẳng nhàn biến khước lòng cố nhân, ai ngờ lòng cố nhân dễ đổi thay. Lý Vân Tiêu tiếp lời. Rời núi cạn lời thanh tiêu bán, Lệ Vũ Linh Linh cuối cùng chẳng oán. Sao như bạc hạnh cẩm y lang, nguyện như ngày xưa liền cánh liền cành. Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy trời cao mây xa, lãng quên tình cảnh lúc này, như trốn không người. Hoang trừng mắt nhìn, quát to. Thì ra tiểu tử này là người trong lòng của nàng, vậy không thể tha mạng cho nàng. Lý Vân Tiêu đang tức nhưng không quá giận dữ, hắn buồn cười nói. Ngươi cho rằng nhét một chân linh vào người thì oai lắm sao? Còn mơ cắt đứt sinh tử của người. Hơn một vạn tinh nhuệ yêu tộc cuối cùng có 100 trở lại đã là siêu may mắn, ngươi còn không mau kẹp đuôi chạy trốn, đứng đây thổi phồng với người lạ. Hoang tức giận quát. Chết đi. Bóng người màu đen chợt lóe gần như thuấn di đến, bàn tay thô to vỗ vào đầu Lý Vân Tiêu muốn một chưởng nổ nát đầu hắn. Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan đã đề phòng trước, song kiếm đều xuất hiện đâm vào mắt Hoang. Mặc kệ tồn tại cường đại cỡ nào, trừ phi là đồng tộc nếu không con mắt luôn là điểm yếu. Sau khi Hoang dung hợp với vô thì người phát ra lực lượng cường đại, trong một lúc khó thể phá mở chân nguyên hộ thể. Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan lòng có linh tê nhằm vào con mắt Hoang. Hoang giật nảy mình, cảm thấy đôi mắt lạnh lẽo sắp mù, vội rụt tay về chộp song kiếm. Bùm bùm. Bàn tay to chộp thân kiếm nhưng không dán sát lòng bàn tay mà dựa vào chân nguyên hút kiếm, làm hai người không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Ngươi giỏi. Lý Vân Tiêu bắt ấn quyết, mấy đóa hoa sen trên kiếm bay tới. Hoang cảm nhận nguy hiểm, cổ tay xoay đánh bật kiếm thương chảm hồng ra, bàn tay to vỗ vào các đóa sen. Ầm 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 ầm. Băng sát tâm diễm nổ tung, xung lực đốt cháy tất cả nhưng không bị thương được Hoang, tuy nhiên làm bàn tay gã đau xót giật mình vội rụt tay lại. Khúc Hồng Nhan vùng kiếm thế hất tay trái Hoang ra, cùng Lý Vân Tiêu lùi về. Hoang nổi giận, không chỉ vì tự tin sau khi dung hợp với vô thì vô địch thiên hạ bị tổn hại, còn bởi bị châm biếm trêu đùa ngay trước mặt Khúc Hồng Nhan. Mắt Hoang tóe lửa. Ninh Khả Nguyệt ở phía sau kêu lên. Yêu Hoàng đại nhân. Giọng Ninh Khả Nguyệt lạnh băng. Mới rồi bổn tọa đã nói, người này còn hữu dụng. Người Hoang cứng lại, cảm nhận uy hiếp đến từ sau lưng. Nếu Hoang truy kích Lý Vân Tiêu e rằng đối phương sẽ ra tay ngay. Hoang nhớ đến lúc trước một kích chưa dốc hết sức đó, thực lực của nữ nhân này không kém hơn Hoang bao xa, giờ mà đánh nhau thì lỗ to. Nhưng Hoang không chấp nhận thua như vậy, tức giận quát. Người nói không thể giết liền không giết sao. Ngươi già được bao năm? Ninh Khả Nguyệt lạnh nhạt nói. Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, không xem như già. Nhưng nếu chuyện ta muốn mà không làm được thì ta cũng sẽ biến đối phương thành già bất lực. Rõ rành rành uy hiếp, lòng Hoang nổi giận, nhưng suy tính kỹ lại, Hoang đành nén giận cười to bảo. Ha ha ha, có cá tính, tốt, bổn tọa nể mặt ngươi tạm thời cho hắn sống thêm mấy ngày. Hai người này quá nặng ký. Nếu nghiêng hướng nhân tộc e rằng hôm nay yêu tộc sẽ toàn quân bị diệt. Dù bây giờ hai người này muốn tiểu trên đầu gã thì Hoang chỉ cố nhịn. Ninh Khả Nguyệt nói. Yêu Hoàng đại nhân quả nhiên anh minh, ta nghĩ đại nhân sẽ làm ra quyết định sáng suốt. Hoang nói. Tốt, bản Hoàng hứa với các ngươi. Ninh Khả Nguyệt không quá vui mừng, như thể mọi thứ vốn là đương nhiên. Ninh Khả Nguyệt thản nhiên nói. Vậy thì tốt. Miễn Yêu Hoàng đại nhân thề thì hai ta sẽ giúp đỡ tiêu diệt những người này ngay. Cái gì, thề? Hoang tức giận quát. Bản Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, cần gì thề? Hay là ngươi không tin lời của bản Hoàng? Ninh Khả Nguyệt nhìn Hoang, gật đầu nói. Đúng rồi, không tin. Hoang. Hoang gần ba chữ. Tốt, tốt, tốt. Hoang đã tức điên rồi lại không biết làm sao, gã giơ tay thề, mắt phun lửa, mặt tím lịm. Ninh Khả Nguyệt vừa lòng nói. Đại nhân yên tâm ra tay đi, có hai ta hậu thuẫn thì những người này chết chắc. Hoang tức giận quát. Cái gì, hậu thuẫn, không phải các ngươi cũng ra tay sao? Thiên Tư cười nói. Nếu yêu tộc không đánh lại thì hai ta sẽ tự ra tay, bảo đảm xóa sổ đám nhân tộc. Hoang tức hộc máu, hai người này hoàn toàn không muốn ra sức,
chỉ vào lúc quan trọng đi ra uy hiếp gã nhặt của rơi. Miễn là hai người này không gây chuyện, với lực lượng hiện tại của Hoang không cần bất cứ ai trợ giúp. Ninh Khả Nguyệt nói, đại nhân tuyệt đối đừng tức giận, chẳng qua là xem xét thời thế, trước khác nay khác thôi. Hoang tức run người. Giỏi, hai người rất giỏi. Nhưng lúc này dù là một đống phân thì Hoang cũng phải nuốt vào, chờ về sau tính sổ. Hoang nổi khùng chỉ huy đại quân. Giết, giết, giết. Hoang hét to. Giết sạch, giết hết. Đại quân yêu tộc tăng vọt sĩ khí, hơn 5.000 người như châu chấu tràn ra, bao vây binh khí giết chóc. Số yêu tộc còn lại xông hướng 3 chiếc chiến hạm. Hoang lắc người xuất hiện trên chiến hạm, lực lượng bá đạo khuếch tán. Đám người đang trị thương trên chiến hạm giật nảy mình, chạy tứ tán. Ầm 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 ầm. Chiến hạm vốn bị hỏng giờ không chịu nổi khí thế của Hoang thoáng chốc nổ tung. Vụ nổ mạnh mẽ làm nhiều người trốn chậm bị cuốn vào, trong khoảnh khắc tan xương nát thịt. Hoang cuồng cười. Ha ha ha, chết đi. Tất cả uất ức vừa rồi đều được trút ra, một đấm đánh hướng đám vũ giả chạy trốn, hắc ám buông xuống như trên bầu trời có cái mồm máu to há ra nuốt tọn mọi người. Hắc ám biến mất, những người này cũng mất tích, hoàn toàn mất tăm. Người trên hai chiếc chiến hạm khác sợ tái mặt. A, à, quá là khủng bố. Vi Thanh biến sắc mặt bay xuống chiến hạm, chộp lấy Mộng Bạch. Đi, nơi này không thể ở lâu, đừng nói Quy Khư và Thiên Tư, dù là Hoang thì bọn họ cũng không địch lại, gần như vô địch thiên hạ. Vi Vô Nhai thì thể xác và tinh thần bị đả kích. Vi Vô Nhai tiềm tu nhiều năm, khó khăn lắm mới đột phá hư cực thần cảnh, cứ tưởng vô địch thiên hạ, đủ sức càn quét tất cả nhưng rồi phát hiện vô địch chỉ là ước mơ. Vi Vô Nhai tỉnh táo ngăn Vi Thanh lại. Vẫn chưa kết thúc. Vi Thanh kinh ngạc hỏi. Như thế nào, phụ thân còn hậu chiêu? Vi Vô Nhai lắc đầu, nói. Là Công Dương Chính Kỳ còn hậu chiêu. Vẻ mặt Vi Thanh giật mình, khó tin nhìn Công Dương Chính Kỳ sắc mặt âm trầm. Vi Thanh không tin lúc này Công Dương Chính Kỳ còn chiêu gì. Vi Vô Nhai nhìn Công Dương Chính Kỳ. Ta nói có đúng không Công Dương Đại Nhân, hoặc nên kêu là, Địa Tôn Giả Đại Nhân. Con người Công Dương Chính Kỳ co rút, khí thế đột nhiên thay đổi như biến thành người khác. Nhiều người nhíu mày, nghe Vi Vô Nhai thốt lời thì quay đầu lại. Lòng Lý Vân Tiêu vô cùng rung động thất thanh bật thốt. Cái gì, Công Dương Chính Kỳ là địa giả? Lý Vân Tiêu vụt xoay người. Phía không xa người Tuyết Thần Hề run nhẹ, tuy sắc mặt hơi khó xem nhưng vẫn bình tĩnh như nước, dường như nàng đã sớm biết. Lý Vân Tiêu hiểu ngay tại sao Tuyết Thần Hề sẽ ở chỗ này, có cách giả íp hòng Ngũ Hà Sơn. Thì ra chấp chính thì thánh vực là vị địa tôn giả cực kỳ bí ẩn trong tông môn ẩn thế. Nếu vậy thì, Lý Vân Tiêu giật mình thần thức khuếch tán không chung, cảm ứng được cái gì? Chỉ có Vi Vô Nhai muốn đối phó Công Dương Chính Kỳ dường như có người truyền âm nên mới ngừng lại. Khiến Vi Vô Nhai kiêng dè, lại còn bênh vực Công Dương Chính Kỳ thì chỉ có vị kia trong địa minh. Mọi người đều cho rằng người đó mới là chủ địa minh, nhưng không hiểu tại sao chịu uất ức dưới tay Công Dương Chính Kỳ. Hoang một đấm tiêu diệt vũ giả nguyên chiến hạm, đang định thuấn di chợt khựng người lại, cảm nhận uy nhiếp siêu mạnh xé gió ập đến, nghiền nát tất cả. Xoẹt 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 xoẹt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nơi không gian Hoang ở phát ra tiếng xé rách như có vô số phong nhẫn xé thân thể Hoang ra. Cơ thể Bát Tuyệt hiện ra các vết thương li ti. Hoang gất giật mình, tâm tình giống như Vi Vô Nhai, sinh ra cảm giác ngoài trời có trời, ngoài người có người. Hoang đột phá hư cực thần cảnh, dung hợp với chân linh vốn nên càn quét thiên hạ mới đúng. Nhưng Hoang liên tục gặp cản trở, dù không e ngại người tới lại khiến tâm cảnh của Hoang gặp trở lại. Không cần biết ngươi là ai, hiện tại bản hoàng có chân linh tại thế, ai chắn đường phải chết. Hoang phồng lên niềm tin gấp trăm phần, phù văn lấp lóe trên trán, hắc ám vô tận tuôn ra từ người gã. Song quyền giao nhau đột nhiên tung ra. Thập tự tồi hình. Hai quyền uy minh mông đầu tiên là trùng kích cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ như sấm. Hắc ám bị xé một hình chữ thập nghênh đón cú đấm bá đạo như sao băng thiên thạch. Ầm 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 ầm. Bầu trời rách ra, thập tự tồi hình xé rách ngàn dặm. Một khe rãnh to xuất hiện trên bầu trời như muốn nuốt cả thế giới. Trong khe rãnh lấp lánh ánh sáng vàng như sao băng bay nhanh xuống, nhưng đó là một bóng người, chớp mắt xuất hiện trước mặt Hoang. Đại Huyễn Diệt Quyền.
Đòn công kích trước đó chưa làm người đó lùi bước, ngược lại kích thích đấu chí vô thượng, toàn thân tỏa sáng như chiến thần giáp vàng bay lên. Bá Thiên Vũ Đế ngạo trường không. Hoàng đã hiểu thân phận người đến, tư thế chiến thể siêu mạnh kia, cương mãnh ập vào mặt, trong thiên hạ chỉ có một người duy nhất. Từng là thiên hạ đệ nhất nhân thì sao? Đó chỉ là quá khứ xa xôi. Bầu trời hiện tại đã không theo ý ngươi. Hoàng ẩn vào hắc ám, hoặc đêm dài vô biên đó vốn là thân hình gã. Đại tượng vô hình, hủy thiên diệt địa. Bóng đen vô biên, cú đấm màu vàng như lưỡi dao rạch màn đêm, muốn xé rách bóng đêm vô tận. Mọi người kinh hoàng vội vàng chạy đi xa, xung quanh chỉ còn lại binh khí giết chóc không sợ chết bám chặt yêu tộc chém giết kịch liệt. Khá nhiều bị cuốn vào dư âm hóa thành cho bụi, biến mất. Vẻ mặt Khúc Hồng Nhan giật mình. Mạnh quá! Khúc Hồng Nhan dùng Tử Tiêu kiếm múa kiếm cương bao phủ nàng và Lý Vân Tiêu vào trong. Đột nhiên ánh sáng xanh lấp lóe cũng dung nhập vào phòng ngự kiếm cương, cười mắng. Chỉ lo cho tiểu tình lang, bỏ mặc cả thái thượng tổ sư. Cố Thanh Thanh trốn sau kiếm cương, thở phào, mắt lóe tia sáng kỳ dị. Cố Thanh Thanh hưng phấn hỏi. Nam nhân này là ai? Lực lượng thật cường đại, thú vị, bản cô nương thích. Khúc Hồng Nhan xấu hổ phi một tiếng. Người này là kẻ mạnh nhất dưới vòm trời, Bá Thiên Vũ Đế ngạo trường không? Kẻ mạnh nhất, mắt Cố Thanh Thanh sáng rực khen. Chậc chậc, bất diệt kim thân, quả nhiên là thân thể đại thành. Có lẽ lần này được cứu rồi. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Thân thể đại thành. Lý Vân Tiêu nhìn vệt sáng vàng trong bóng tối, biểu tình ngạo trường không trầm trọng, đã lâu vẫn không xé hắc ám ra được. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Thiên hạ đệ nhất nhân cũng đến, nếu không cứu được thì chúng ta thật sự chết chắc. Cố Thanh Thanh nạt. Ai già, cái miệng quạ nhà ngươi, mau nhìn kìa. Đốm sáng ngạo trường không dần bị hắc ám cắn nuốt, cuối cùng hoàn toàn chìm vào. Bùm! Tiếng quyền kình tan nát, sắc vàng hoàn toàn bị đánh tan, màu đen cắn trời nuốt đất, vạn cổ một màu đêm. Lý Vân Tiêu hết hồn há hốc mồm, bần thần. Không thể nào! Không chỉ bọn họ giật mình, toàn bộ vũ giả nhân tộc hoảng sợ. Ngạo trường không xuất hiện không chỉ là tiếp viện thực lực còn là liều thuốc trợ tim. Giờ ai nấy lòng như cho tàn, hắc ám tràn ngập tâm hồn. Nhưng chỉ khoảnh khắc góc trời có ánh sáng vàng bừng lên. Ngạo trường không hiện ra, làn da đầy các phù văn màu vàng như ký hiệu có sự sống, rất linh động. Ninh Khả Nguyệt nhíu mày nói. Thập giai đại thành thánh thể, người này rất mạnh. Thiên Tư kinh ngạc nói. Đại thành thánh thể ngày xưa không hiếm thấy. Đặc biệt những chân linh hầu như mỗi chân linh đều là thánh thể. Nhưng vòm trời hiện nay chưa ai tu luyện được, rất hiếm hoi. Ninh Khả Nguyệt nói. Đớ chỉ hiếm hoi, ta đã nắm rõ hoàn cảnh vòm trời này, muốn thành tựu thánh thể cơ hồ là không thể nào. Không biết sao hắn làm được. Thiên Tư nghiêm túc nói. Vậy có giết được người này không? Ninh Khả Nguyệt đáp. Muốn đánh bại hắn thì dễ hơn, đánh bại hơi khó khăn. Tuy yêu hoàng dung nhập vô vào người nhưng phát huy lực lượng của vô rất ít ỏi. Tình huống này rất giống ta, không chừng chúng ta sẽ phải ra tay. Hai người nhìn lại, sau chiêu đó của hoang hắc ám tán đi, không chỉ có thêm ngạo trường không còn có nhiều vũ giả hiện ra, đều là người địa minh. Lý Vân Tiêu còn thấy Tuyệt Thiên Hàn cũng ở trong đó. Nguyên địa minh với ngạo gia, Long Nha Sơn Trang, Đảo Thiên Diệp dẫn đầu kèm theo mấy chục, hàng trăm tiểu tông tiểu phái. 300 người đồng thanh kêu lên. Kính chào địa giả đại nhân. Bọn họ cung kính nhìn Công Dương Chính Kỳ, thân phận của gã đã quá rõ ràng. Công Dương Chính Kỳ giải phong ấn Ngũ Hà Sơn vốn muốn để hai tộc liều đấu ngươi chết ta sống, đặc biệt là tiêu hao lực lượng phe phái thánh vực khác rồi gã dựa vào tử sĩ giáp vàng, lực lượng địa minh dọn dẹp tàn cục, đập dẹp yêu tộc, chấn chính thánh vực. Nhưng người tính không bằng trời tính, đầu tiên là lực lượng yêu tộc cường đại ngoài dự đoán. Chiến sự kéo dài rất lâu. Công Dương Chính Kỳ bất đắc dĩ BTH tên lực lượng các ti thánh vực vào. Ti trưởng các ti chết không phải cục diện Công Dương Chính Kỳ muốn thấy, dù sao bọn họ toàn là lực lượng trung kiên của thánh vực. Điều Công Dương Chính Kỳ muốn là khống chế nguyên thánh vực hoàn chỉnh, tuyệt đối. Nếu người chết hết thì Công Dương Chính Kỳ muốn thánh vực làm gì? Sau đó vì vô nhai, quỷ tu la xuất hiện như cục đá lớn ném vào hồ nước đánh loạn tính toán của Công Dương Chính Kỳ. Dù là lực lượng hư cực thần cảnh của Vi Vô Nhai hay lực lượng binh khí giết chóc quỷ tu la đều vượt tầm kiểm soát của Công Dương Chính Kỳ,
thậm chí bị đảo khách thành chủ, cơ hồ bị Vi Vô Nhai nuốt trọn. Lúc này Ngạo Trường không ra mặt uy hiếp Vi Vô Nhai, tình thế xem như còn trong quỹ tích. Thế nhưng hoang biến đổi, Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư xuất hiện đã vượt ngoài kiểm soát. Công Dương Chính Kỳ từ một kỳ thủ rớt xuống thành quân cờ trong bàn cờ, không biết được tình huống tiếp theo là gì. Hiện tại thân phận địa giả bị lộ, lực lượng trong tay Công Dương Chính Kỳ đều lộ ra, nếu không cách nào kiểm soát được thế cục thì sẽ thua thảm. Công Dương Chính Kỳ hỏi, Trường Không đại nhân, có thể áp chế yêu hoàng không? Hoàng cuồng cười, ha ha, áp chế bản hoàng, Công Dương Chính Kỳ, chờ ta điểm phá đan điền của ngươi, phế bỏ tu vi cả đời ngươi, kiếp sau ngươi có thể dựa vào kể chuyện cười mưu sinh. Công Dương Chính Kỳ tức hộc máu, hung trợn lườm Hoang rồi quay sang ngó Ngạo Trường Không. Không chỉ Công Dương Chính Kỳ, mọi người đều chờ giáp án, nếu không được thì trận chiến này khỏi đánh nữa. Mắt Ngạo Trường Không lấp lánh ánh sao, thanh âm hùng hồn leng keng. Ta sẽ cố gắng, ít nhất có thể bám giữ nửa canh giờ. Đáp án này không ủng hộ sĩ khí nhưng làm mắt mọi người rực sáng. Chỉ cần bám chân được Hoang thì còn lại dễ xử. Hoang nổi khùng, cuồng vọng, nửa canh giờ, bổn tọa cho ngươi biến mất trong nửa nén hương. Nói vậy nhưng Hoang không dám khinh thường, đối phương dù sao là đệ nhất cường giả nhân tộc trong tin đồn. Nếu kêu Hoang đánh bại Ngạo Trường Không trong vòng nửa nén nhang thì gã cũng không dám chắc. Tuy nhiên lúc này không thể yếu sĩ khí được, Hoang vọt tới gần Ngạo Trường Không, vung nắm đấm công kích. Hoang quát to, hai vị bằng hữu, tới lượt các người ra tay rồi. Ngạo Trường Không không đỡ đòn, lúc trước dốc hết sức đánh một kích chỉ vì muốn thăm dò thực lực của đối phương mạnh tới mức nào. Hiện tại Ngạo Trường Không đã nắm được cơ bản, gã chỉ cần nắm chắc chừng mực, không cứng rắn đánh thì dư giả bám chân Hoang trong nửa canh giờ. Quyết định xong, Ngạo Trường Không nhanh chóng bay ngược về sau, kiểm soát tốt khoảng cách chơi diều với Hoang. Công Dương Chính Kỳ chớp mắt xuất hiện trước mặt Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư, tay chậm rãi ngưng tụ thanh trường thương màu đỏ. Trường thương bao phủ tầng huyết quang chặn hai người lại. Thiên Tư xì cười. Chỉ bằng vào ngươi. Thiên Tư lấy chiến qua duệ quang xuống xa xa chỉ. Công Dương Chính Kỳ nói. Thiên Hàn, Thần Hề, và cả Thiên Cầm đại nhân, Hồng Nhan cung chủ, làm phiền bốn vị. Tuyệt Thiên Hàn lập tức đáp xuống sau lưng Công Dương Chính Kỳ, lấy thanh đại đao dày rộng ra, khí lạnh bốc lên từ mặt đao. Ánh mắt Tuyết Thần Hề cực kỳ phức tạp. Lệ Hoa Trì không muốn Tuyết Thần Hề khó xử, nói. Đi đi, trận chiến này phải dốc hết sức, sinh tử hưng vong chỉ trong phút này. Tuyết Thần Hề khẽ ừ. Sau trận chiến ta sẽ buông mọi việc đảo Thiên Diệp, từ nay theo chàng đi chân trời góc biển. Lệ Hoa Trì vuốt cầm huyền, cười nói. Ta chờ đã nhiều năm, không ngại giây lát này. Hai người nắm tay sau tiến lên, đáp xuống cạnh Công Dương Chính Kỳ, chặn Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư lại. Lý Vân Tiêu nói. Nhát kiếm Quy Khư chém Hoang vừa rồi cực kỳ cường đại, ta e rằng mấy người đó không ngăn lại được. Hồng Nhan, nàng hãy đi trợ trận. Khúc Hồng Nhan lo lắng nói. Nhưng bên đại quân yêu tộc. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta sẽ cố gắng bám giữ, đừng lo. Mọi người đều tức thật lâu sau đã phục hồi lực lượng khá nhiều. Có binh khí giết chóc che đằng trước, có mấy trăm cao thủ địa minh, ít nhất có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Điều đáng lo duy nhất là Mạch và Chiết, nhưng hai người chém giết thật lâu đã nguyên khí đại thương. Khúc Hồng Nhan ngần ngừ một lúc rồi lao lên, đáp xuống cạnh Công Dương Chính Kỳ. Năm vị cường giả bao vây người, không khí túc sát ngược lại tĩnh lặng. Thiên Tư hét lên. Đại nhân! Ninh Khả Nguyệt ngắt lời. Ta biết, đừng nói nữa, cứ đứng yên đi. Ít ra chúng ta bám giữ năm vị cường giả, còn lại phải xem yêu tộc. Công Dương Chính Kỳ nhíu mày nói. Hai vị không định ra tay sao? Ninh Khả Nguyệt mỉm cười nói. Năm người các ngươi dắt tay nhau đến chắc đã tính toán ra lực lượng đủ ức chế hai người chúng ta. Nếu vậy thì sao không kiềm chế nhau? Đỡ khỏi phải đánh, hơn nữa ta thấy ba người kia nguyên lực không tốt, các ngươi như vậy có nắm chắc không? Chẳng bằng thừa dịp này nghỉ ngơi cho khỏe. Ninh Khả Nguyệt đang nói đến Khúc Hồng Nhan, Lệ Hoa Trì, Tuyết Thần Hề. Ba người chém giết rất lâu, thua xa Công Dương Chính Kỳ, Tuyệt Thiên Hàn đang sung sức rất nhiều. Công Dương Chính Kỳ trầm ngâm nói. Tốt, vậy năm người chúng ta sẽ đọ sức với hai vị. Hồng Nhan cung chủ, Thiên Cầm đại nhân, cố gắng phục hồi nguyên lực đi, ta sẽ hộ pháp cho ba vị.
Tuy ba người Khúc Hồng Nhan thấy kỳ kỳ nhưng việc này có lợi không hại cho mình thì lười ý kiến. Ba người chung một ý tưởng, Lăng Không bấm quyết điều tức phục hồi. Bọn họ nhìn ra Ninh Khả Nguyệt, Thiên Tư không thật sự muốn đánh nhau chắc vì lo lún vào đầm lầy chiến đấu là không vùng thoát được. Dù sao hai người không chung nhóm với yêu tộc, chỉ lợi dụng lẫn nhau, không cần thiết phải bán mạng. Giờ phút này, binh khí giết chóc chỉ còn gần trăm người nhưng vẫn ngoan cường chống lại đại quân yêu tộc, từ đầu đến cuối không lùi nửa bước. Đám vũ giả địa minh không hiểu gì hết, bị lòng can đảm của bọn chúng đánh động, máu nóng sục sôi giống to giết vào vòng chiến. Lý Vân Tiêu quay về bên cạnh Bắc Quyến Nam, hỏi. Sao rồi? Bắc Quyến Nam luôn điều tức tại chỗ, không quan tâm sự vật bên ngoài. Nghe hỏi, Bắc Quyến Nam mở mắt ra nói. Ngươi muốn thêm lần nữa sao? Người xung quanh hết hồn, lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ biết, thêm lần nữa, là có ý gì? Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói. Hiện tại ta còn 3 phần lực lượng, dốc hết sức ra đủ để mở lôi giới lần nữa. Bắc Quyến Nam lắc đầu, nói. Nhưng thất huyễn hiểm lục trong người ta còn chưa đủ 3 phần, thậm chí không được 1 phần. Không tích lũy mấy năm thì không thể phục hồi được. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Lâu vậy sao? Bắc Quyến Nam trả lời. Đại diệt tuyệt ngũ độc tổn thương thiên hòa, không dễ có được. Mộng Bạch ở cạnh Vi Thanh nghe hai người đối thoại, cực kỳ chăm chú lắng nghe. Lý Vân Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn Mộng Bạch làm gã sợ hết hồn, bỗng thấy căng thẳng, thụt lùi mấy bước. Vi Thanh che trước mặt Mộng Bạch, lạnh lùng đầy địch ý chừng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ mạnh. Hừ. Khóe môi Lý Vân Tiêu cong lên châm chọc và sát ý. Vi Thanh hiểu rõ, cũng hừ lại. Mộng Bạch đã bị Vi Thanh xóa ký ức nên Lý Vân Tiêu không sốt ruột nhận nhau. Cộng thêm hiện tại Mộng Bạch phô bày thực lực bất phàm, đặc biệt công kích hỗn hợp dị thủy và độc nhện càng rùng rợn. Dù Mộng Bạch đi theo bên Lý Vân Tiêu mấy năm gần đây cũng chưa chắc hắn dậy ra lực lượng như vậy được. Vi Thanh và Lý Vân Tiêu mâu thuẫn gay gắt, thù mới hận cũ dây dưa nhau nhưng hắn phải công nhận Vi Thanh là tài năng khoáng thế. Bắc Quyến Nam nói. Nếu có bát mị chu tiên đại thành thánh thể kích thích ta, thất huyễn hiểm lục sẽ dễ tiết ra nhiều hơn. Tiếc rằng thiếu niên này quá yếu. Lý Vân Tiêu cười nói. Chờ hắn đại thành thánh thể thì ngươi đã sớm phục hồi cả trăm lần. Bắc Quyến Nam nói. Ta sẽ cố gắng thử. Sợ là uy lực lần này không bằng lúc trước 1 phần. Mắt Lý Vân Tiêu sáng rực nói. 1 phần cũng đủ làm bọn họ đau khổ rồi. Hơn nữa uy lực thấp chút cũng tốt. Miễn cho lại lần nữa dẫn đến thiên lôi, ngươi và ta đều không đỡ nổi. Hai người nhìn nhau, tăng tốc bấm quyết. Lôi màu xanh và độc dâng lên từ cơ thể hai người, biến đổi, dung hợp trên không trung. Vi Vô Nhai hét to. Hộ pháp cho bọn họ. Những thương binh tàn tướng đều căng thẳng vây quanh cạnh hai người. Trong trận doanh yêu tộc phía xa. Nguy rồi. Ngài phát hiện tình huống, lớn tiếng kinh kêu. Bọn họ lại thi triển đại diệt tuyệt ngũ độc, mau đánh gãy họ. Một câu hù toàn yêu tộc sợ đứng tim, mấy ngàn người trong chiến trường xô nẫy trao. Lần trước quá là khắc cốt minh tâm, suốt đời khó quên nên hiện tại hơi thần hồn nát thần tính, yêu tộc sợ chết khiếp. Chiết hét to một tiếng. Đừng hoảng. Mắt Chiết bốc cháy lửa giận quá to. Để ta đi giết hai người kia. Chiết phung tỳ bà đao, thoáng chốc biến mất trong tay gã. Chiết định xông lên giết người nhưng bị một huyết quang ngăn lại. Mạch xuất hiện trước mặt Chiết. Ngươi chỉ huy đại quân, ta đi. Chiết hoảng sợ. Mạch tiên sinh, thân hình của người. Mạch một đường giết tới, cơ thể tổn hại không chịu nổi, bị thương còn nặng hơn Chiết. Mắt Mạch lóe tia sáng kỳ dị nói. Ta không sao, nhưng cần chút thời gian, chắc sẽ hoàn thành trước bọn họ. Chiết sừng sốt hỏi. Tiên sinh nói vậy là sao? Mạch nhe răng cười âm trầm. Chiết tiên sinh đã quên nguồn lực lượng của tộc thương yêu chúng ta sao? Chiết nhíu mày hỏi. Máu. Mắt Mạch bắn ra tia sáng. Đúng là máu, máu đầy trời này, máu của vạn yêu tộc, tinh nhuệ nhân loại, còn thứ gì hấp dẫn ta hơn? Chiết hết hồn, hoảng sợ hỏi. Thương tiên sinh, rốt cuộc muốn làm gì? Mạch trầm giọng nói. Không làm gì, những máu này không dùng cũng uổng. Ta chỉ cần ngươi hộ pháp thay ta, chờ ta thi triển thần thuật thu nạp huyết nguyên đầy trời là đủ để giết bọn họ. Chiết đã hiểu, tộc thương yêu khát máu, nơi đây là ao máu tốt nhất.
nhưng Triết là người của Hoang, không thể trơ mắt nhìn Mạch biến mạnh. Tuy nhiên lúc này không thể lo nghĩ nhiều. Triết nói, chỉ cần tiên sinh thể hiệu trung Ngô Hoàng bệ hạ, Triết sẽ tạm hộ pháp cho tiên sinh. Mạch nét mặt xa sầm nói, thề. Mạch hừ mũi, lời thề sao có thể tùy tiện được, nếu không tin bổn tọa thì thôi, dù sao độc lôi cũng không bị thương ta được. Sắc mặt Triết khó xem, băn khoăn do dự. Ngài nói, đã lúc này rồi đừng suy nghĩ nhiều quá, Mạch tiên sinh, làm phiền ngươi. Có ngài lên tiếng thì Triết không tiện nhiều lời. Tốt, ta sẽ hộ pháp cho mẹ cha tiên sinh. Mạch mừng như điên, cười khẽ bay ra, hai tay bấm quyết. Lập tức hiện một tầng huyết quang bao trùm Mạch, phù ấn màu đỏ liên tục bay ra từ người gã lan tràn bốn phía như lá liễu. Dị lực hiện ra trong toàn chiến trường, không trung đột nhiên xuất hiện vô số điểm đỏ. Nhìn kỹ thì điểm đó dần rõ ràng hơn, xung quanh có vô số dòng chảy tựa tơ máu xẹt qua hóa thành huyết châu, nhiều cỡ hàng ức. Ngài giật nảy mình, gã cảm nhận rõ ràng trong mỗi giọt máu ẩn chứa lực lượng. Hơn nữa giữa các bên có trường năng lôi kéo. Ngài cảm giác toàn thiên địa ở trong thiên la địa võng do huyết châu kết. Thể chất của tộc thương yêu cực kỳ lạ lùng, có thể trực tiếp rút đi và phân giải máu, cắn nuốt lực lượng ẩn chứa trong đó. Lực lượng chứa trong máu liên quan đến chủ giọt máu. Bao nhiêu cường giả trên chiến trường bị nghiền nát, máu phun khắp bầu trời, mặt đất tràn ngập năng lượng. Huyết thuật của Mạch không ngừng tinh luyện, từng giọt bay hướng gã, đánh vào làn da, xuyên thấu vào. Thi thuật phạm vi lớn thế này lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Không chỉ máu những người chết, đám người đang trong chiến trường cũng cảm nhận lực lượng của mình cùng với máu không ngừng xói mòn, hóa thành các giọt máu bay lên trời. Triết kinh kêu, Mạch tiên sinh, chính Triết cảm nhận rõ ràng lực lượng đang theo máu trôi đi, nhìn từng giọt máu trên người mình chảy ra bay hướng Mạch làm Triết hoảng hồn. Ngài trầm giọng nói, công pháp thật bá đạo, nhưng trước khác nay khác. Người này thực lực cường đại, hài lòng nhưng lúc này đành nhờ vào lực lượng của hắn. Biểu tình Triết trầm trọng nhìn phía xa Hoang đang đánh nhau với Ngạo Trường Không. Hai tay Triết siết chặt nắm đấm, ngăn máu ngừng cháy, ngăn lực lượng không xói mòn. Ngài nói đúng, tranh giành yêu hoàng là chuyện nội bộ, lúc này là cuộc chiến khí vạn yêu tộc, nên có sự nặng nhẹ. Nghĩ thông rồi Triết yên tâm, đứng trước Mạch hộ pháp cho gã. Đó là... Cố Thanh Thanh ở phía xa sợ hãi biến sắc mặt nói. Thần thông thiên phú của tộc thương yêu, huyết cấm thức. Thiên chiếu tử kinh kêu. Thức này có gì lợi hại? Cố Thanh Thanh đáp. Thật ra là một cách thu nạp năng lượng, không khác gì bản chất công pháp rút lực lượng nguyên thạc bên ta. Nhưng nguyên thạch của tộc thương yêu là máu. Ngày xưa tổ tiên của Mạch thi triển chiêu này phong ấn bản thân rồi mượn dùng lực lượng đất đai luyện hóa thành huyết thần châu để cho hậu nhân hưởng dụng. Mọi người hết hồn. Phong ấn chính mình luyện hóa thành châu, cái này. Nghĩ đến quyết tâm khí phách đó làm người ta rợn tóc gáy. Cố Thanh Thanh cười gian. Nhưng tính tới tính lui cũng không ngờ cuối cùng bản cô nương được lợi. Mắt Lý Vân Tiêu hấp háy ánh sáng. Đừng đắc ý, trên chiến trường này ẩn chứa huyết năng quá mạnh, ức vạn huyết châu liên kết ảnh hưởng nhau gần như thành thiên la địa võng, năng lượng lớn chưa chắc dưới huyết thần châu. Nếu không ngăn cản có lẽ một hư cực thần cảnh sẽ đi ra. Phi Thanh trầm giọng nói. Nói đúng, nhưng người này được ngàn vạn yêu tộc bảo vệ ở hậu phương, làm sao ngăn đây? Phương xa, đám người Công Dương Chính Kỳ giật mình nhìn dị tượng. Lệ Hoa Chỉ một trưởng vỗ vào Cầm Huyền phát ra tiếng ù ù. Hai ngón tay Lệ Hoa Chỉ kéo đuôi dây định chảm kích. Đột nhiên một dải ánh sáng vàng lấp lóe hóa thành lực lượng nhật hao đốt ra thịt nóng rát. Lệ Hoa Chỉ hơi đụng Cầm Huyền là ánh sáng nhật hoa kia sẽ công kích ngay. Nhật hoa sáng rực lơ lửng trên Cầm Huyền, chiến qua bay lượn bên trong, là duệ quang của thiên tư. Mấy người khác cảnh giác, siết chặt binh khí, sẵn sàng tấn công. Thiên tư cười khẩy nói. Đã xem kịch thì nên yên lặng chút, không thì tự mình lên sân diễn. Lệ Hoa Chỉ ngẫm nghĩ nếu phe họ ra tay thì Ninh Khả Nguyệt, thiên tư sẽ ngăn cản, e rằng không phân tâm đi qua được. Cầm Huyền trở lại như cũ, Lệ Hoa Chỉ yên lặng quan sát. Thiên tư thu về duệ quang để sau lưng, cũng nhìn huyết châu đầy trời, không biết trong lòng gã nghĩ gì. Lý Vân Tiêu nói, theo ta thấy để, đại nhân đi ngăn huyết cấm thức của người này là thích hợp nhất. Hoàng Phủ Bật và Thiên Tinh Tử coi như tham gia vào chiến trường sớm nhất, người hai phái tử thương thảm trọng.
Vạn Tinh Cốc chỉ còn mỗi Thiên Tinh Tử và một trưởng lão, Phệ Hồn Tông còn 4 người. Hoàng Phủ bật nét mặt xa sầm lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, người có ý gì? Muốn hại bổn tọa sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Bật đại nhân nghĩ nhiều, tuy quý phái hy sinh rất lớn trong cuộc chiến này nhưng với đại nhân và ba vị trưởng lão khác cũng coi như là cơ duyên. Mạch thu nạp máu trên chiến trường, bốn vị thì luôn thu nạp hồn trên chiến trường, được đến ích lợi không nhỏ gì đúng không? Tuy đại nhân luôn giả bộ bị thương nặng khó thể tái chiến nhưng với diệu pháp linh mục của bản thiếu gia thấy rõ thân thể đại nhân chẳng những như rồng như hổ, còn khỏe hơn trước. Mấy người Phệ Hồn Tông nghe Lý Vân Tiêu nói xong hoàn toàn biến sắc mặt. Mọi người mắt trợn trắng chừng bọn họ. Hoàng Phủ Bật ho khan, ánh mắt mọi người như gai dâm sau lưng. Hoàng Phủ Bật nói, tuy vết thương của bổn tọa phục hồi được 2-3 phần nhưng không hoàn toàn khỏe như Lý Vân Tiêu nói, còn về tiến bộ thêm một tầng toàn là lời nói không đâu. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm. À, vậy sao? Hoàng Phủ Bật, ba trưởng lão khác nhìn nụ cười đó mà ra đầu tê dại. Như thể trước đôi mắt trí tuệ đó tất cả không có đường che giấu. Hoàng Phủ Bật tức giận quát. Đương nhiên rồi, ta thấy che giấu sâu nhất là Lý Vân Tiêu nhà ngươi. Ngươi là cường giả có thánh khí trong tay, lúc ức chế hỗn thiên nghi cũng đã biết uy lực thánh khí nhưng về sau không thấy ngươi dùng lần nào. Nếu lấy thánh khí ra thì những yêu tộc, mày có ai chặn lại được. Lý Vân Tiêu câm nín, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc trước hoàn toàn bị hỗn thiên nghi ức chế. Nên đại lục thiên vũ tự động kích phát ra lực lượng. Sự thật này có giải thích thì hơn phân nửa mọi người sẽ nghi ngờ, hiện tại Lý Vân Tiêu phải chịu ánh mắt nghi ngờ của nhiều người. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Không phải ai cũng dùng thánh khí được, nếu ta có thể dùng tùy thích thì bây giờ đã ném bật đại nhân ra đập chết địch. Hoàng Phủ Bật bị Lý Vân Tiêu đốp chát lại chọc tức hộc máu. Ngươi! Ngực Hoàng Phủ Bật nghẹn lại, gã nổi lên cảnh giác. Lý Vân Tiêu sở hữu thánh khí lại là địch thủ của gã, tương lai sẽ là mối hạo ngầm. Nghĩ đến đây mắt Hoàng Phủ Bật lạnh băng, thậm chí ngưng tụ sát khí. Lý Vân Tiêu nói hợp tình hợp lý, dù hắn có thánh khí cũng khó vận dụng tùy thích, lực lượng phản vệ không phải người bình thường có thể chịu nổi. Luân hồi đại quang bàn của Ti Đình Ngữ cũng như thế. Giải thích gạt bỏ nghi ngờ của mọi người. Thiên Chiếu Tử sợ hai người xung đột, vội nói. Hiện tại Lý Vân Tiêu đang ngưng tụ lôi độc, nhiệm vụ cắt đứt huyết cấm thức mong rằng Phệ Hồn Tông sẽ đảm nhiệm. Hoàng Phủ Bật lộ vẻ mặt ngượng nghịu, cực kỳ không muốn. Nhưng mọi người đều nhìn gã, vết thương cũng sớm lành, lúc trước Hoàng Phủ Bật lẫn trong đám đông thì còn giả bộ được, hiện tại toàn là cảnh giới đánh gái ngươi từ đầu đến chân, khó thể giả bộ tiếp. Ba trưởng lão khác cục xúc bất an, vẻ mặt lúng túng. Hoàng Phủ Bật hung tợn lườm Lý Vân Tiêu, lên tiếng. Tuy rằng nhiệm vụ rất nặng nề nhưng việc lớn liên quan sinh tử của tộc ta, bổn tọa và ba vị trưởng lão đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Hoàng Phủ Bật nói xong dứt khoát cùng ba trưởng lão khác biến thành luồng sáng vàng tựa mũi tên lao ra. Huyền Hoa càm giảm. Cáo giả này để ta giúp hắn một tay. Huyền Hoa giơ cung tên, một mũi tên thô màu đen bắn ra ngoài hóa thành vô số phủ văn trên không trung, tách ra thành mấy trăm mũi tên đuổi theo bốn người lao nhanh, lướt qua bên cạnh họ. Lực lượng hiện tại của Huyền Hoa không bằng lúc đỉnh cao, bắn tên xong gã rất suy yếu, hai tay rũ xuống không còn sức cầm cung. Mấy trăm mũi tên mở đường trước mặt nhóm người Phệ Hồn Tông, bắn ra một con đường. Mấy người yêu tộc lao ra từ chiến trường, một yêu tộc cao 8 trượng, hai tay cầm một tấm thuẫn độn bay ra. Tấm thuẫn lượn vòng trên không trung đánh bay một nửa số tên rồi quay về tay yêu tộc. Yêu tộc cuồng cười, thân hình to lớn núp sau tấm thuẫn lao hướng Hoàng Phủ Bật. Hoàng Phủ Bật cười giễu. Vô chi. Một tay Hoàng Phủ Bật bấm quyết, ngữ giả màu vàng bay ra khỏi người gã, cười khùng khục xông lên. Ong 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 ong. Tấm thuẫn to phát ra tiếng ủ vang, ngữ giả màu vàng xuyên thấu qua tấm thuẫn. Yêu tộc khẽ run, biểu tình kinh khủng và mờ mịt rồi dần biến thành ngơ ngẩn. Yêu tộc và tấm thuẫn từ trên trời rơi xuống đất. Cái mồm to của ngữ giả màu vàng cắn một hồn phách là hình dạng yêu tộc đang liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích, bị ngữ giả màu vàng từ từ nuốt vào, miệng rộng nhai nhóp nhép ngon lành. Ui! Mấy chục tiếng hút khí vang lên, đám người Thiên Chiếu Tử nhìn mà mặt trắng bệch hãi hùng. Càng không nói đến những yêu tộc này, sợ hãi toàn thân dựng đứng lông tơ. Sợ nhất là chưa biết,
kết cuộc cuối cùng của vũ giả hơn phân nửa là chết trận. Ai đều sớm chuẩn bị tâm lý, nên bọn họ không e ngại tử chiến. Nhưng cái kiểu bị quái vật ăn mất hồn phách thì chưa từng nghe, không biết hồn phách bị ăn rồi có kết quả gì. Tập thể sợ hãi. Mười mấy yêu tộc che đằng trước thoáng chốc mặt không chút máu lùi sang hai bên, không dám chặn mũi nhọn bốn người nữa. Chiết mắng to. Toàn là phế vật vô dụng. Hai tay Chiết cầm tỳ bà đao, rót yêu khí vào trong vũ khí, không ngừng xúc lực, từng vòng sáng xanh khuếch tán. Hoàng phủ bật xuất hiện trước mặt Chiết, vẻ mặt châm chọc nhìn gã. Ha, bọn họ là phế vật còn ngươi thì sao? Ta là người chém ngươi dưới đao này. Chiến đao của Chiết xúc thế đã lâu, thiên quân lực bộc phát chém mạnh qua. Ầm 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 ầm. Một dải đao hải làm trời sụp đất nứt. Hoàng phủ bật vận dụng bàn cổ phiên, thiên địa biến sắc, tất cả đao khí bị hút vào trong. Ngữ giả màu vàng bay vào người Hoàng phủ bật, hồn chiến kỹ pháp nâng lực lượng của gã lên tới đỉnh. Hai tay Hoàng phủ bật kết ấn tấn công. Chiết hoảng hốt thu chiến đao về che trước mặt. Bùm. Hai tay kết ấn vỗ vào thân đao. Chiết hộc máu bị đánh bay đi. Nhưng máu phun ra không rơi xuống mà trực tiếp ngưng tụ thành huyết châu bay hướng người mạch. Hoàng phủ bật giật mình quát to. Mau ngăn hắn lại. Ba trưởng lão khác hét to xông lên, mỗi người cầm một phệ hồn phiên, đều được nhiều ích lợi từ chiến trường. Ba người lấy phệ hồn phiên ra tựa như trận pháp nhốt mạch lại. Ba hồn phách màu vàng bay ra táp mạch. Hừ, buồn cười. Mạch nét mặt xa sầm hét to. Tài mọn, ba thứ rác rưởi mà mơ bị thương ta. Mạch biến mông lung, một phân thân lao ra từ huyết quang liên tục vỗ ba trưởng đánh vào đầu ba chủ hồn. Chúng nó phát ra tiếng hét thê lương, nổ tung. Bùm bùm bùm. Ba trưởng lão hộc bãi máu, thu phệ hồn phiên lại bay về một bên. Mắt Hoàng phủ bật bắn ra tia hung trợn nhảy vọt lên, hai tay nhanh như tia chớp giáng xuống. Ầm 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 ầm. Phân thân của mạch dơ trưởng nghênh đón. Hai bên va chạm. Phân thân không đánh lại chợt nổ tung, vô số huyết phụ tung tóe. Huyết phụ không tán đi mà ngưng tụ thành huyết châu lại bị mạch nuốt vào. Nhưng rõ ràng mạch bị trùng kích, dao động nguyên lực trên người gã hơi hỗn loạn. Hoàng phủ bật hét to một tiếng. Chết đi. Hoàng phủ bật chộp lấy bàn cổ phiên đánh vào vòng bảo vệ huyết quang. Chiết lao lên, không rảnh quan tâm vết thương toàn thân, chiến đao nghênh đón. Ầm. Đao bắn ra vô số hỏa hoa, cảm giác xé rách hiện ra trong người Chiết, nội tạng như bị nước chưng nướng. Chiết cưỡng ép chặn lại bàn cổ phiên, đôi mắt tràn ngập tàn nhẫn và giác ngộ. Mắt Hoàng phủ bật sáng rực. A, nếu ngươi đã có quyết tâm đó thì bổn tọa không ngại rút thêm một hồn siêu phàm nhập thánh. Ngữ giả màu vàng là tiền bối phệ hồn tông dùng hồn phách một vị siêu phàm nhập thánh luyện hóa ra. Lúc trước Hắc Phú Hộ, Ti Đình Ngữ lần lượt gặp nạn nhưng ở trước mặt nhiều cường giả. Hoàng phủ bật không dám phạm húy đụng vào hồn phách của hai người, chỉ lặng lẽ nuốt hồn vũ giả khác. Từ cũng là đại cao thủ siêu phàm nhập thánh, sau khi bị hoang giết vì hoàng phủ bật đứng cách quá xa không dám đến gần, trơ mắt nhìn hồn phách tan biến. Bây giờ hoàng phủ bật cuối cùng cũng có cơ hội. Hoàng phủ bật há mồm phun ra một luồng sáng vàng biến thành ngữ giả màu vàng lao lên táp đầu Chiết. Chiết kinh hoàng hét to. A! À, nhưng chiến đao bị bàn cổ phiên áp chế. Chiết không thể nhúc nhích đành mặc cho ngữ giả màu vàng cắn. Đau đớn khó tả hiện lên trong tâm hồn Chiết, như thể linh hồn sắp bị rút ra. Ngài vừa kinh vừa giận. Dừng tay. Ngài phất tay bắn ra ánh sáng rực rỡ hóa thành tử đỉnh đáp xuống chấn trên đầu hoàng phủ bật. Đỉnh như vậy ánh sáng chói lòa bắn ra hà vân màu tím, bốn phía giấy lên chân hỏa, cả không gian bốc cháy hừng hực. Xung quanh hoàng phủ bật hóa thành biển lửa. Có ánh sáng tím bập bùng cháy xuyên qua làn da đốt tận linh hồn. Ngữ giả màu vàng chịu đòn trực diện nhất, hét thảm. A a a. Ngữ giả màu vàng chui vào bàn cổ phiên, Chiết nhặt về một mạng, nhưng đầu gã đầy máu và nỗi sợ. Bùm. Bàn cổ phiên hút ngữ giả màu vàng lực lượng tăng vào đánh bay chiến đao của Chiết, lực lượng mạnh mẽ đập vào ngực gã, xương cốt vỡ vụn. Chiết hộc bãi máu. Phụt. Chiết như diều bay đi. Đột nhiên một huyết ảnh xuất hiện sau lưng Chiết, bắt chặt gã. Chiết đại nhân bị thương nặng vậy e rằng không sống nổi, hay cho ta thân tinh huyết này đi. Ta sẽ báo thù thay đại nhân. Là phân thân của mạch. Chiết bị thương không nói nên lời, phân thân biến thành cái bóng chui vào người gã. Bùm.
Cơ thể Chiết nổ tung thành nhiều mảnh thịt vụn, khiến người sợ hãi là không có một giọt máu. Chỉ có một huyết ảnh chợt lóe chui vào người Mạch. Ngài luôn nho nhã giờ giận điên, hoàn toàn thất thốt. Người ngài run bần bật rít gào. Mạch, người không bằng súc sinh. Mạch hí mắt ra, khóe môi cong lên. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngài tiên sinh đừng giận không tốt cho sức khỏe. Tiên sinh là thiên tài thuật đạo vạn năm khó gặp của tộc ta, sau này bổn tọa còn cần dựa vào sức tiên sinh rất nhiều. Người ngài run run, chợt lực lượng xuyên qua tử đỉnh phản phệ làm gã hộc bãi máu. Quanh người Hoàng Phủ Bật nổi lên gió âm lẫm liệt cách ly tử quang thành chân không. Hoàng Phủ Bật lạnh lùng nói. Dùng thiên địa làm đan lô, muốn luyện hóa bổn tọa. Người luyện khí đến điên rồi sao? Bàn cổ phiên bay ra mấy phủ văn, Hoàng Phủ Bật dùng ấn quyết biến chúng thành trưởng đánh vào tử đỉnh. Bùm! Tử đỉnh ùn bần bập, tê ngọn lửa lan tràn dần tắt. Đỉnh được ngài triệu hoán liền bay về. Một vì ngài không đỡ nổi, hai là thấy mạch tàn nhẫn như vậy làm lòng ngài lạnh lẽo, mắt tràn đầy bi ai và nản lòng, không muốn chiến đấu nữa. Hoàng Phủ Bật lạnh lùng lườm ngài. Giết mạch rồi mới xử ngươi sau. Hoàng Phủ Bật bay hướng mạch, ngữ giả màu vàng như mãnh thú phi cầm ngủ đông trên vai Hoàng Phủ Bật, lộ ra nụ cười âm hiểm nanh chanh khiến người nhìn rợn tóc gáy. Mạch xì cười. A, à, giết ta. Huyết châu đầy trời từ khắp nơi liên miên tụ tập dung nhập vào người mạch, nguyên huyết cấm thức dường như chưa xong. Nhưng khóe môi mạch cong lên khinh thường, mắt lạnh băng nhìn Hoàng Phủ Bật như ngó người chết. Hoàng Phủ Bật thầm la nguy rồi, gã cảm ứng có gì đó không đúng, chợt đứng lại. Mạch nhướng mí mắt lên khinh thường nói. Như thế nào, sợ? Hoàng Phủ Bật kinh kêu. Vết thương của ngươi. Mạch cười khẩy nói. Không đúng, là thương của ngươi. Lòng Hoàng Phủ Bật lạnh lẽo, bỗng xoay người bỏ chạy. Mạch lạnh lùng quát. Chỉ có loại chỉ số thông minh thế này. Mãi mãi ở lại cho bổn tọa. Một bóng đao chém tới, tiếng gầm chân long hiện lên trên đao chấn Hoàng Phủ Bật. Cái gì? Hoàng Phủ Bật hoảng hốt nhưng không bối rối. Tuy đao quang kia mạnh nhưng không đến mức một đao lấy mạng gã. Hoàng Phủ Bật chộp bàn cổ phiên quét qua. Bùm! Linh khí trên lá cờ bị đánh tan. Lực lượng cường đại chấn trên người Hoàng Phủ Bật. Gã cảm thấy cánh tay run rẩy, thậm chí cảm nhận vô số hồn phách trong bàn cổ phiên run rẩy rít gào dưới long uy. Hoàng Phủ Bật run sợ, quát to. Đi! Ba vị trưởng lão khác hóa thành độn quang định trốn về. Mạch trầm giọng quát. Ngăn bọn họ lại. Trăm tên yêu tộc bỗng chốc bay ra chặn đường bốn người, xung phong liều chết. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật âm trầm tức giận quát. Bỏ ngựa đấu xe, chết hết đi. Hoàng Phủ Bật dẫn theo ba người nhào qua. Lúc trước ngài bị thân đồ giật tiêu tập kích chịu vết thương nặng, giờ thì vết thương cũ tái phát. Ngài khó khăn lắm mới ức chế được, nhìn hướng mạch. Ngươi còn cần bao lâu mới thành công? Tuy mạch làm ngài rất tức giận nhưng hiện tại gã là một trong hai trụ cột lớn của yêu tộc. Huyết châu đầy trời liên tục ngưng tụ bay tới, bị mạch hút vào người. Vẻ mặt mạch thỏa mãn chìm đắm vào đó. Những huyết châu này ẩn chứa lực lượng phong phú hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Hiện tại vết thương của ta đã lành nhưng không trở ngại ta tiếp tục hấp thu, tiếp tục tiến bộ thêm một bước. Mắt mạch sáng rực, lúc trước Cố Thanh Thanh cướp đi huyết thần châu là nỗi đau vĩnh cửu trong lòng mạch, may mắn được tung tích phản yêu thánh công mới cân bằng tâm lý một chút. Giờ xuất hiện cơ hội không thua gì huyết thần châu làm máu trong người mạch nóng bỏng, cực kỳ hưng phấn. Ngài trầm giọng nói. Đừng quên điều kiện cho ngươi thi triển huyết cấm thức đó là ngăn cản bá khốc huyễn chi thiên thu vạn cổ lưu lưu cầu, hiện ngươi đã có lực lượng đánh gãy bọn họ. Mạch cười khẽ. Vậy sao, ta thấy hai người kia đã không có bao nhiêu lực lượng, không thể chế tạo công kích khủng bố như trước. Chẳng bằng để ta hấp thu huyết châu nhiều hơn nữa rồi mới ngăn cản bọn họ. Ngươi, ngài tức giận liên tục phun mấy ngụm máu, bỗng chốc trở nên già nua. Mạch cười lạnh, phớt lờ ngài. Tiếp tục thu nạp huyết châu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Những hạt châu dung nhập vào người mạch phát ra tiếng bóc bóc như nước sôi. Thiên chiếu tử ở phía xa sắc mặt khó xem nói. Lần này rắc rối to, không ngờ Hoàng Phủ Bật không đáng tin như vậy. Lực lượng như Hoàng Phủ Bật hoàn toàn có thể đánh gãy huyết cấm thức của yêu mạch, ngăn chặn mạch tăng mạnh lực lượng hơn nhưng bây giờ đã lãng phí cơ hội. Trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiên chiếu tử dương mắt nhìn bốn người Hoàng Phủ Bật đã chìm trong biển yêu tộc,
bị vây công không ra được. Ba trưởng lão trước đó đã bị thương nặng, hiện tại càng nguy hiểm chập trùng, tùy thời sẽ chết. Bọn họ sốt ruột vã cả mồ hôi. Vẻ mặt Thiên Tinh Tử châm chọc nói. Hừ, tôn tử kia đã bao giờ đáng tin. Càng nhiều là vui sướng khi người gặp họa. Lý Vân Tiêu nói. Hắn rất sợ chết, không chịu dấn thân vào nguy hiểm. Thiên Chiếu Tử lắc đầu, nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, hai vị dung hợp sao rồi? Sấm sét lượn lờ quanh thân Lý Vân Tiêu kêu đì đùng. Bắc Quyến Nam thì mặt trắng bệch cố gắng ngưng tụ thất huyễn hiểm lục, khó khăn lắm mới làm ra một đoàn cỡ dưa hấu, kém xa lúc trước. Bắc Quyến Nam nói. Đã là cực hạn, thử xem. Lý Vân Tiêu nói. Tốt, kêu bọn họ lui ra. Hai người một tay chạm nhau, lôi và mộc dần dung hợp. Ánh sáng xanh lấp lóe chiếu rọi thân hình hai người lắc lư. Thiên Chiếu Tử vì tránh bị yêu tộc phát hiện đã thi triển đại truyền âm thuật truyền vào tai mỗi nhân tộc, binh khí giết chóc. Lý Vân Tiêu một tay bấm quyết quát to. Cuồng bá khốc huyễn. Con người Bắc Quyến Nam co rút hét. Thiên Thu Vạn Cổ. Quả bóng màu xanh trong tay hai người từ từ dung hợp vào nhau, phát ra tiếng lôi điện xèo xèo, chung quanh sinh ra vòng xoáy giống như đóa hoa màu xanh đang nở rộ. Đột nhiên võ giả nhân tộc đạt được truyền âm lui ra phía sau, những người này chủ yếu đều là thành viên địa minh, sau khi đi lên chém giết mới cảm nhận được yêu tộc khủng bố, đã sớm muốn chạy đi thật nhanh, giờ phút này càng muốn bỏ trốn thật xa. Những binh khí giết người phản ứng chậm hơn nhiều, chuyện này không được chậm trễ, vừa vặn thay người địa minh ngăn cản phía sau, trong khoảnh khắc lại bị diệt sát mấy người, lúc này mới chính thức lui ra khỏi chiến trường. Nhìn qua phía sau vết thương chồng chất. Hơn 10 người cụt tay chân, mỗi binh khí giết chóc đều có vết thương chồng chất, sắc mặt không thần thái, hoàn toàn vô hồn. Những kim giáp tử sĩ có linh tính nên tốt hơn một chút, lúc này nhíu mày thừa nhận thống khổ. Quỷ Tu La đang nuốt nguyên tinh, hoàn toàn không dừng lại một chút nào. Từ trên công năng mà nhìn, Quỷ Tu La hiển nhiên cường hãn hơn kim giáp tử sĩ, hơn nữa kèm theo năng lực khôi phục, nhúc mà độ khó và thành phẩm của Quỷ Tu La cao hơn không ít. Sau khi mọi người lui ra sau, sĩ khí yêu tộc tăng vọt, gào thét lớn tiếp tục truy kích. Ngả kinh hãi, lúc này đề khí hét lên. Đều lui, mau lui lại. Không ít người cũng phát hiện Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam khác thường, lập tức nhớ tới chiêu lúc trước, sợ tới mức hồn phi phách tán, đợi đến khi ngả hét lên thì dốc sức liều mạng chạy đi. Đại quân yêu tộc bắt đầu rối loạn. Hoàng Phủ Bật đang chém giết phía sau. Ba gã trưởng lão bị vây khốn đã bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại hắn đang chém giết mà thôi, muốn mở một con đường nhưng bị yêu tộc giết đỏ má, cũng bất chấp sinh tử, không ít yêu tộc tự bạo để hắn không thoát ra được. Thiên Chiếu Tử truyền âm hắn cũng nghe thấy, nhưng thật sự bị bức không thể phân thần. Tự nhiên Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam sẽ không quản khỉ gió gì tới hắn cả, một chiêu lưu lưu cầu bắn thẳng tới phía trước. Ầm ầm, quả cầu kia trực tiếp nổ tung. Hóa thành thế giới quét qua chung quanh. Lũ yêu tộc lập tức rối loạn, chúng chạy thục mạng ra các hướng, nhưng tốc độ quả cầu quá nhanh, trong khoảnh khắc mấy ngàn yêu tộc đã bị bao phủ bên trong. Một số đông người bắt đầu trúng độc, tuy độc tính không mạnh bằng lúc trước, mà những người có thương thế trên người, thương thế dính độc tính, độc sẽ lan theo vết thương tiến vào máu, sau đó độc phát thân vong. Người có chút thực lực nhanh chóng vận chuyển nguyên công ngăn cản độc tố. Mọi người lúc này mới phát hiện, chiêu này cũng không phải nghịch thiên như lúc trước, chiêu này yếu hơn rất nhiều, xem như phiên bản bỏ túi, không ít cường giả còn có thể ngăn cản. Bắc Quyến Nam nhíu mày lại, nói. Chỉ có thể đến trình độ này. Gương mặt anh Tuấn của hắn trở nên mục nát, độc trong người tràn ra như tháo nước, thân thể héo rũ biến thành tướng mạo anh Tuấn như cũ. Thiên Chiếu Tử vui vẻ nói. Đã rất tốt. Một chiêu này sát thương vượt qua 100 cao thủ công kích đấy. Từng đám yêu tộc bị độc chết, chúng rơi từ không trung xuống đất, có không ít đã trúng độc và có thể kháng trụ, yêu tộc như vậy chiếm đa số, chỉ có không 1/10 là không có bị trúng độc. Ngả nhìn thấy cảnh trước mặt này, khóc ròng nói. Chẳng lẽ là trời muốn tuyệt yêu tộc sao? Mấy ngàn năm nay, căn nhà nhỏ bé tại tinh nguyệt ảo cảnh thật vất vả mới có một yêu hoàng, vậy mà chân linh không ký kết chủ ký sinh ước hẹn. Phong ấn Ngũ Hà Sơn mở ra, phóng xuất thương yêu nhất tộc khủng bố, càng có họa đấu tộc thương ngủ say vài vạn năm tỉnh lại, mang đến thánh khí hồn thiên nghi, hơn nữa hắn còn gặp được thuận đạo thiên tài, đây vốn là cảnh tượng trung hưng mới đúng. Nhưng mà hơn vạn tinh nhuệ chết tổn thương trong trận chiến này,
chiến lực cao cấp của yêu tộc đã sụp đổ tan rã. Chiêu lưu lưu cầu này vừa ra, hạ độc chết và tổn thương hơn phân nửa yêu tộc, có gần 2.000 người vẫn lạc, còn lại 2.000, hơn phân nửa đã trúng độc. Mạch chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh trước mặt, thường yêu nhất tộc vốn dựa vào huyết dịch mà sống, từ trong ngũ hà sơn từ nhỏ tới lớn, không biết giết bao nhiêu đồng tộc, yêu tộc khác trong mắt của hắn chỉ có đồ ăn. Hắn vẫn không ngừng lâm vào khoái cảm tăng thực lực lên, nhưng rất nhanh cũng biến sắc, trong mắt của hắn hiện ra vẻ cả kinh, lập tức dùng hút máu. Thì ra máu này cũng bị nhiễm độc từ lưu lưu cầu, hắn đã hút độc tính vào trong cơ thể. Mạch nâng hai tay lên, chỉ thấy độc tố màu xanh nhỏ như sợi tóc đang chạy trong cơ thể, lập tức không thể hấp thu máu huyết tiếp tục, thu hồi huyết quang quanh thân, quát. Chết! Thật vất vả mới có lực lượng bổ sung cho mình, có thể đền bù hạ huyết thần châu mất đi, bây giờ nó bị độc tính ảnh hưởng, làm hắn cực kỳ tức giận, lập tức cầm đao trong tay chém thẳng vào Hoàng Phủ Bật. Hoàng Phủ Bật đang tức giận chém giết yêu tộc chung quanh, hắn cũng bị lôi giới bao lại, hắn kinh hãi vận chuyển nguyên lực ngăn cản độc tố, không ít yêu tộc chung quanh ốc không mang nổi mình ốc, cũng không quan tâm tới hắn, lập tức hóa thành độn quang bay đi. Lúc này lực lượng Bài Sơn Đảo Hải đánh tới, sát khí trùng thiên bao phủ hắn vào trong, đao mang chưa đến nhưng bầu trời đã vỡ ra. Chi! Hoàng Phủ Bật hoảng hốt, đột nhiên quay người, kim sắc ngữ giả dung nhập trong cơ thể, song hồn hợp nhất. Đồng thời kích phát bàn cổ phiên tới mức tận cùng ngăn cản đao quang chém tới. Phanh! Âm thanh huyền khí đứt gãy vang lên, tiếng đứt gãy làm nội tâm mọi người rung động dữ dội. Bàn cổ phiên bị chém thành hai đoạn dưới đao quang này, đao khí bất diệt càng tiến vào thân hình Hoàng Phủ Bật, nhập vào trong cơ thể của hắn. A! Hoàng Phủ Bật kêu thảm một tiếng, trên trán của hắn đổ mồ hôi lạnh. Kim sắc ngữ giả kêu tham thiết, chậm rãi bay lên đỉnh đầu Hoàng Phủ Bật. Nó hét thống khổ vài tiếng, đột nhiên chạy như bay, cắn đầu lâu Hoàng Phủ Bật, lại muốn nuốt hồn phách của hắn. Hồn phách Hoàng Phủ Bật giãy giụa trong miệng kim sắc ngữ giả, cũng giống như vô số vỏ giả từng bị hắn rút hồn phách, hắn giãy giụa thế nào cũng không làm được gì, lập tức bị nuốt đi. Kim sắc ngữ giả cắn nuốt sạch Hoàng Phủ Bật, nó vẫn phi thường thống khổ, nó dường như có liên hệ với cổ phiên, giờ phút này phiên hủy thì nó mất đi nơi tá túc, cũng không cách nào trường tồn nhân gian. Sợ rằng sẽ từ từ tiêu tán. Hồn ảnh màu vàng bay một vòng, liền phóng lên bầu trời, biến mất trong thế gian. Hoàng Phủ Bật lúc này hai mắt vô thần, mở thật to không nhắm lại. Hừ, lại máu của một tên cường giả siêu phàm nhập thánh, chậc chậc, thật tốt, hơn nữa còn là siêu phàm nhập thánh đỉnh phong, sợ rằng kém một bước là đạt tới đăng phong tạo cực. Hoàng Phủ Bật ở trên chiến trường hấp thu quá nhiều hồn phách. Hắn vẫn ẩn nhẫn không lên tiếng, hắn đã sắp lên cấp, bây giờ tiện nghi địch nhân. Mạch cuồng hỉ, bàn tay đâm vào trong cơ thể Hoàng Phủ Bật, trực tiếp rút máu tươi của hắn, thi thể hắn bị hút khô. Hoàng Phủ Bật chết tạo ra trùng kích không nhỏ với võ giả nhân tộc. Thiên Tinh Tử ngây ngốc một hồi, hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ càng một hồi, nghĩ kỹ mấy chục năm muốn đánh chết đối thủ cứ như vậy bị yêu tộc một đao chảm, ngay cả hồn phách cũng không chạy thoát. Bị kim sắc ngữ giả ăn tươi hồn phách, xem như phong thủy lưu truyền, báo ứng khó chịu. Mọi người mặc dù cảm thấy khiếp sợ nhưng nội tâm lại cảm thấy hả hê, tất cả đều là vì thanh danh Phệ Hồn Tông thật sự không tốt chút nào cả. Cố Thanh Thanh lo lắng nói. Lần này phiền toái, dường như mạch sắp đạt tới cánh cửa hư mạch thần cảnh. Lý Vân Tiêu nói. Yêu tộc tinh nhuệ hủy hết, còn lại 2.000 người, sợ rằng mấy ngàn năm cũng không thể khôi phục. Chỉ còn lại hai gã đại yêu đỉnh phong thì có thể dùng gì? Hơn nữa một núi không thể cho hai hổ, bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ còn một người, đến lúc đó chúng ta có thể đối phó một tên đại yêu. Thiên Chiếu Tử nói, ý của ngươi là, hiện tại rời đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, giờ này rút đi là lựa chọn sáng suốt nhất, cứ để yêu tộc lân vào nội đấu đi, chờ bọn chúng tiêu hao nguyên khí lại vây giết. Mọi người lâm vào trầm tư. Cố Thanh Thanh cũng nói ra. Phương pháp của tiểu tình lang rất hay, trước kia đại của yêu tộc mạnh mẽ, hơn nữa có ba gã đứng đầu, kiềm chế lẫn nhau, rất khó sinh ra xung đột. Hiện tại chỉ còn lại hai người, hơn nữa trụ cột vững vàng hủy hết, hai người tranh đoạt yêu hoàng là đương nhiên. Mặc dù không có chúng ta nhúng tay, sợ rằng yêu tộc trong mấy ngàn năm đừng mong hưng thịnh. Thiên Chiếu Tử nói. Thật có lý, đã như vậy chúng ta rời đi thôi. Bọn họ cũng dứt khoát,
đặc biệt là đám võ giả bị đánh tàn, vừa nghe nói phải đi, lập tức sốc tinh thần, lập tức cố kéo thân thể rời đi. Tất cả tộc nhân nghe đây, rút khỏi chiến trường. Thiên Chiếu Tử trực tiếp truyền âm. Lập tức sinh ra xôn xao, nhưng đó là kinh hỉ, tất cả võ giả chạy như điên ra các hướng. Công Dương Chính Kỳ cũng hiểu thế cục, quát. Đi thôi. Một trận chiến này tuy át chủ bài hoàn toàn bạo lộ, nhưng yêu tộc cơ bản bị đánh phế, hơn nữa vì Vô Nhai bộc phát lực lượng bất thường trong thánh vực cơ bản chết hết, mặc dù không tính là đặc biệt viên mãn nhưng mục đích đã thành, xem như rất tốt. Năm người đang muốn thối lui, ánh mắt Ninh Khả Nguyệt ngưng tụ, nói. Muốn đi, Lâm Trận bỏ chạy không sợ bị thế nhân chê cười hay sao? Một lực lượng trong người nàng bộc phát, dường như muốn động thủ. Năm người lúc này cả kinh, không dám khinh thường, lập tức cảnh giác. Công Dương Chính Kỳ cười lạnh nói. Phải chăng bị người ta nhạo báng hay không thì quan hệ gì tới các hạ? Thật sự cảm tạ ngươi quan tâm cho chúng ta đấy. Ninh Khả Nguyệt lạnh nhạt nói. Không khách khí, nếu đã quan tâm thì phải làm tới cùng, làm cho các ngươi một đi không trở lại mới tốt. Lực lượng trên người nàng bộc phát, một huyết nguyệt hiện ra sau lưng nàng, chiếm cứ nửa bầu trời, nó rất đẹp. Trên huyết nguyệt có kinh mạch ẩn hiện, phía trên có phù văn cổ quái cùng với các loại trận pháp, giống như tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nó là sinh linh sống sờ sờ, đột nhiên mở mắt ra. Lúc nó mở mắt ra, cả bầu trời trở nên thanh tịnh, giống như được gột rửa qua. Nội tâm mọi người chấn động, một cảm giác khác thường hiện ra trong đáy lòng, sau khi con mắt kia đảo qua thân thể chẳng khác gì ngàn vạn năm trôi qua, biến hóa tang thương vô tận. Đây là... Mọi người lúc này lâm vào hoảng hốt, phát hiện thời không bị thay đổi, bản thân mình đang ở trong thiên địa xa lạ. Mọi người lăng không đứng đó, hiện tại toàn bộ chân đạp đại địa, phía dưới là nham thạch dày đặc, cho người ta cảm giác rất chắc chắn, tầng nham thạch này kết cấu cực kỳ cổ xưa. Loại linh khí này, không ít người giật mình, chỉ cảm thấy linh khí thổi qua mặt, lúc này Thiên Vũ Đại Lục còn là linh sơn bảo địa linh khí dồi dào. Thiên Chiếu Tử ngồi xổm xuống vuốt tầng nham thạch, sắc mặt trở nên quái dị, cả kinh nói. Thái cổ cương nham, trong đó không ít người tinh thông thuật đạo, còn có mấy cường giả thuật uyển của hóa thần hải cũng kinh hãi kêu to lên. Hai tay Lý Vân Tiêu nắm chặt, mái tóc của hắn đang đẫm mồ hôi, nói. Đây chỉ là quy khư đồng thuật mà thôi, chế tạo ra cảnh tượng thái cổ, các vị không nên cho là đúng. Ảo thuật sao? Thiên Chiếu Tử nhìn lên bầu trời, quan sát đại địa, dùng tay chạm nhẹ vào mặt đất, nỉ non lẩm bẩm. Nhưng mà cảm giác rất chân thật, ảo cảnh sao? Cố Thanh Thanh cũng mê hoặc, nói. Ảo cảnh chân thật quá, dường như là thay đổi thời không, có ai nghĩ đây là ảo giác? Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, hắn cũng cảm nhận nơi này cực kỳ chân thật, hoàn toàn khác với đồng thuật hắn thi triển ra, nghe được Cố Thanh Thanh hỏi thì nghĩ tới cái gì đó, nói. Nơi này giống như ảo ảnh trong mơ, có hiệu ứng như sương mù. Chính là pháp hoa liên thai, đây là một pháp quyết kinh người. Hắn bấm niệm pháp quyết, hai mắt của hắn bắn ra kim quang sáng ngời, hắn suy nghĩ một lát, nhưng hai mắt đột nhiên bị lực lượng áp chế, cảm giác đau đớn sinh ra, trong mắt có huyết lệ chảy xuống. Như thế nào? Đám người Sa Vưu kinh hãi, lúc này quát lớn lên. Ta không sao. Lý Vân Tiêu thò tay ngăn lại mọi người, nhắm hai mắt, cái kia huyết lệ mới dần dần dừng lại. Quy khư đồng thuật chi lực quá mạnh mẽ, nó có thể dùng giả đánh cháo, dùng hóa hư thật, chỉ có chân thật chi nhãn dòm phá mọi hư ảo mới thấy được. A, Ninh Khả Nguyệt nhìn sang, nói. Ngươi nói chính là ba gia tứ hải cộng chủ sao, bọn họ tương truyền nhiều thế hệ đều có chân thật chi nhãn. Có thể nhìn tận chân tướng vạn pháp, nếu đồn đãi là thật, như vậy ta rất giật mình đấy. Trong mắt Thiên Tư có tinh quang lập lòe, nói. Xem ra ta phải đi tứ hải xem mới được. Trong lòng Lý Vân Tiêu thất kinh, toàn thân của hắn phát lạnh, có lẽ hắn còn phải chiến với bọn chúng ở quy khư rồi, nhưng trạng thái của hắn hiện tại cực kém, nếu hai người này đi hải hoàng điện, sợ rằng sẽ có một phen gió tanh mưa máu, mà hắn chính là tội nhân. Thiên hạ này không phải nơi ngươi có thể tùy ý làm chủ đâu. Lý Vân Tiêu cắn răng tức giận nói. Chư vị, muốn rời khỏi ảo cảnh này chỉ có thể giết vào quy khư. Nếu không thì không có biện pháp nào khác cả. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, cảm thấy nội tâm trầm xuống. Thật vất vả mới có chỉ lệnh rút lui, vốn tưởng rằng chấm dứt,
lại không thể ngờ lại sinh ra nguy cơ khác. Ninh Khả Nguyệt nói, ngươi nói không sai, trừ giết ta thì không có biện pháp nào khác cả. Lý Vân Tiêu nhíu mày, trên mặt đầy nghi hoặc. Ninh Khả Nguyệt khẽ cười nói, đó chính là vì ta muốn cởi bỏ ảo thuật. Lý Vân Tiêu nói, vậy ngươi làm thế nào mới có thể cởi bỏ ảo thuật? Ninh Khả Nguyệt cười lạnh như băng, nói, ứng yêu hoàng đại nhân ước hẹn, chứ ngươi thì phải giết toàn bộ nhân tộc. Tất cả mọi người tộc đều giận dữ, Công Dương Chính Kỳ lạnh giọng nói. Đã như vậy, ngươi đi chết trước đi. Biết rõ chiến sự là không tránh được, trong tay Công Dương Chính Kỳ cầm chiến thương đâm thẳng vào mi tâm của Ninh Khả Nguyệt. Long cong, một âm thanh chấn động vang vọng hư không, chiến thương trực tiếp đâm vào trán Ninh Khả Nguyệt, mặt mũi của nàng máu tươi đầm đìa. Công Dương Chính Kỳ biến sắc, loại tràng cảnh chân thật này làm hắn chấn kinh, nổi giận gầm lên một tiếng, thương thức quét ngang, thân thể Ninh Khả Nguyệt nổ tung, phấn thân toái cốt. Sau đó Ninh Khả Nguyệt xuất hiện lần nữa, nàng đứng trên quy khư chi nhãn, ánh mắt như tiên tử từ trên cao nhìn xuống, mang theo thần sắc khinh miệt đảo qua mọi người. Hoang và Ngạo Trường Không cũng phát hiện thiên địa thay đổi, nhưng hai người truy đuổi chém giết phá không vạn dặm, lúc xuất hiện, khi thì biến mất, căn bản không bận tâm chung quanh xảy ra chuyện gì. Công Dương Chính Kỳ thu hồi chiến thương, quát. Giết nàng, năm người chúng ta cùng liên thủ, thiên hạ này căn bản không ai có thể ngăn cản chúng ta được. Chậc chậc, các ngươi tự tin thật sao? Thiên Tư cười cợt châm chọc, trực tiếp xuất hiện trước mặt Công Dương Chính Kỳ. Chiến thương tỏa sáng làm mọi người bị chói mắt nhắm mắt lại. Hừ, Công Dương Chính Kỳ hừ một tiếng, nói. Ta giết súc sinh này trước, nữ nhân kia giao cho bốn người các ngươi. Trường thương run lên, tiếng gầm gừ hung mãnh truyền ra, đâm rách thiên địa, thương mang đâm thẳng vào người Thiên Tư. Thiên Tư cười lạnh, cầm thương tiến lên, hai người lao vào nhau. Khúc Hồng Nhan phi thân bay lên, Huyết Nguyệt cũng tiến lên theo Ninh Khả Nguyệt. Ánh mắt Ninh Khả Nguyệt đảo qua bốn người, khẽ cười nói. Giết ta, mấy vị cảm thấy có khả năng sao? Khúc Hồng Nhan đang định nói cái gì, Lệ Hoa Chỉ lại quát. Sát! Gọn gàng, dây đàn run lên, một sát âm chấn động, hóa thành vô số chảm kích đánh tới. Tuyết Thần Hề cũng sử dụng kiếm âm, hai người hợp tấu, quần anh hội tụ, âm luật tăng cao lên mấy lần, cả bầu trời bị xé tan thành vô số lỗ hỏng, gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Trong khoảng khắc công kích đã xé Ninh Khả Nguyệt thành phấn vụn, hóa thành vô số màn sáng. Tuyệt Thiên Hàn trầm giọng nói. Đáng chết, cô nàng này ảo thuật rất mạnh. Đột nhiên cảm giác sợ hãi lan tràn trong nội tâm của hắn, chỉ cái cảm giác mình lúc này bước vào trong quỷ môn quan. Ngay lúc sống còn, một đạo ánh sáng tím rơi xuống, phía sau nó còn có huyền khí chấn động. Khúc Hồng Nhan chém một kiếm, lập tức đánh thẳng vào kiếm của Ninh Khả Nguyệt. Tuyệt Thiên Hàn nhặt được một mạng từ quỷ môn quan trở về, kinh hãi không quay đầu lại, lúc này cầm chiến đao chém ra sau lưng, quát. Muốn giết ta, đi chết đi. Ồ ồ, bầu trời bị chém ra, nhưng không thấy thân ảnh Ninh Khả Nguyệt, không chỉ có như thế, ngay cả Khúc Hồng Nhan, Lệ Hoa Trì, Tuyết Thần Hề, thậm chí Công Dương Chính Kỳ đứng ở xa xa cũng không có nhìn thấy. Tuyệt Thiên Hàn hoảng hốt, lập tức biết rõ chính mình lâm vào ảo cảnh, không dám lộn xộn. Cầm đao đứng đó, thần thức tản ra, đề phòng cảnh giác. Đột nhiên bầu trời như bị tách ra, dung nhan tuyệt thế của Khúc Hồng Nhan xuất hiện, cầm Tử Tiêu kiếm trong tay, tư thế hiên ngang, lăng không đứng đó, nói. Mỗi người đang ở trong ảo thuật, mau đi theo ta. Tuyệt Thiên Hàn đại hỉ, khen. Không hổ là cung chủ Thần Tiêu Cung, Tuyệt Mỗ tại hải ngoại cũng nghe nói qua, thật sự danh bất hư truyền. Khúc Hồng Nhan nói. Khen nhầm. Bây giờ không phải là thời điểm khách sáo, làm sao giết địch mới là chính sự. Tuyệt Thiên Hàn ôm quyền nói. Đúng vậy. Hắn lúc này xuất hiện bên cạnh Khúc Hồng Nhan, đột nhiên đảo tay hóa đao chém một cái. Phanh. Khúc Hồng Nhan ăn cả kinh, vội vàng lách mình đánh ra một kiếm, lúc này chấn động bay ra xa, một chảm này xuất chém trúng nàng, tức giận nói. Người điên sao? Tuyệt Thiên Hàn nhếch miệng cười lạnh nói. Ta điên rồi. Nhưng đao trong tay của ta không điên. Nó có thể nhận biết khí tức của ngươi, Quy Khư. Sắc mặt Khúc Hồng Nhan lạnh nhạt, hóa ra chân thân Ninh Khả Nguyệt, kinh ngạc nói. Thú vị, lại có binh khí như vậy. Nàng nhìn qua chiến đao răng cưa sắc bén, kinh ngạc nói ra. Hừ,
chuyện thú vị còn khá nhiều đấy. Tuyệt Thiên Hàn cười lạnh nói. Nhìn ngươi có mạng chơi không đã. Thân ảnh Khúc Hồng Nhan xuất hiện sau lưng Ninh Khả Nguyệt lặng yên không một tiếng động đâm tới một kiếm. Tuyệt Thiên Hàn nói như vậy chính là muốn phân tán sự chú ý của nàng, nhưng dường như vẫn có phát giác, thân ảnh lóe lên phiêu hoảng hốt bất định, biến mất trước mắt, làm cho Khúc Hồng Nhan không thể đâm trúng. Long cong! Trên bầu trời có tiếng đàn truyền ra, tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, dây đàn chấn động, tiếng đán như châu như ngọc. Bị dây đàn ảnh hưởng, bầu trời bắt đầu chập trùng, giống như nhạc phổ, quanh co khúc khuỷu, từng đạo kiếm âm vang lên, không ngừng quanh quẩn các nơi. Phạm Hải Thanh âm khúc. Sóng âm phiêu đãng trên bầu trời vài lần, Ninh Khả Nguyệt không thể che giấu, chân thân xuất hiện. Nhưng trên mặt nàng cũng không kinh hoàng, thậm chí không có một tia thần sắc, chỉ cầm kiếm đứng đó, lắng nghe như si mê. Sau đó trong nội tâm thở dài, kim kiếm hoành trước người, cẩn thận ngưng trông đi tới, bốn chữ tuế nguyệt như ca đủ hình dung tang thương của nàng. Sinh thời, không thể buông tha, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi. Người nghe được tiếng đàn dường như hiểu được tâm tình của nàng, tiết tấu càng lúc càng nhanh, kiếm âm nhanh chóng, chúng như đảo quanh người Ninh Khả Nguyệt, kiếm thế không ngừng kêu vang. Khúc Hồng Nhan cũng bị xúc động tiếng lòng, trong mắt có phần hoảng hốt, cảnh núi tuyết năm đó cũng hiện lên trong tâm trí của nàng. Đột nhiên Lệ Hoa chỉ quát lên một tiếng. Hồng Nhan cung chủ, đừng vội phân tâm. Nội tâm Khúc Hồng Nhan lúc này mới run lên, ánh mắt thanh tỉnh, xua tan tất cả suy nghĩ viễn vông. Tử Tiêu kiếm không ngừng hô ứng với tâm tình của nàng. Phạm Hải Thanh âm khúc đột nhiên âm điệu thay đổi, tiếng đàn như xé rách nhân tâm, toàn thân người nghe cảm thấy rất khó chịu. A! À, Ninh Khả Nguyệt lúc này kêu thảm thiết, gương mặt trở nên cực kỳ đáng sợ, thất khiếu chảy máu tươi. Vào lúc này trên không trung xuất hiện một thân ảnh, chính là Tuyết Thần Hề, thân ảnh của nàng như một nhạc khí, kiếm âm trong tay đua tiếng, hóa thành kiếm cương đánh thẳng tới phía trước. Khúc Hồng Nhan cùng Tuyệt Thiên Hàn cũng không lập tức ra tay. Thiên tinh chiếu ứng, địa sát sông ngưng, Tử Tiêu kiếm chấn động mạnh, hàn khí tỏa ra, một kiếm này mang theo khí thế chảm phá thương sinh. Tuyệt Thiên Hàn cảm nhận được kiếm khí kia, ăn cả kinh, không dám lãnh đạm, hắn cũng vung đao chém thẳng xuống. Bốn người hợp lực, một kích hủy thiên diệt địa. Trên người Ninh Khả Nguyệt xuất hiện ánh sáng tím chấn động mạnh, trực tiếp phóng lên trời cao, dường như cực kỳ thống khổ. Thân ảnh không ngừng vỡ ra trước một kích của bốn người, huyết nhục trong người quay cuồng, gương mặt trở nên khủng bố, giống như một viên cầu thịt, ngũ quan mơ hồ, xuất hiện con mắt quỷ dị. Trong mắt bắn ra thần thái thù hận, mỗi một người đều cảm giác mình bị nhìn chằm chằm vào. Khúc Hồng Nhan quát, lại lên, Tử Tiêu kiếm lăng không bay tới, nhân kiếm hợp nhất. Ba người khác cũng nghiêm túc, tiếng đàn, kiếm âm, bảo đao đều không ngừng giơ lên ngăn cản. Oanh! Kết giới đỏ thấm xuất hiện trên người Ninh Khả Nguyệt, ngăn cản công kích của bốn người. Kết giới từ từ ngưng hình, nó có hình dạng con mắt, Ninh Khả Nguyệt trúng lực lượng công kích cực mạnh của bốn người, con mắt to trên gương mặt lúc này chảy máu. Lực lượng kết giới không ổn, chấn động sinh ra không dứt. Thân thể Ninh Khả Nguyệt đang run rẩy, đột nhiên con mắt trên gương mặt trở nên tang thương, máu tươi chảy dài, miệng há to, giọng nói khàn khàn, nói. Đi, nhanh, đi. Khúc Hồng Nhan cả kinh, nói. Ngươi là Ninh Khả Nguyệt. Thân thể Ninh Khả Nguyệt run rẩy lợi hại hơn, dường như không cách nào khống chế được, bộ dáng thống khổ, nói. Ta, sắp, khống chế không nổi. Khúc Hồng Nhan nói. Rút lui trước. Lực lượng bốn người đánh một kích lúc nãy đã làm kết giới tiêu tán đi, thân thể Ninh Khả Nguyệt lúc này dừng run rẩy, hơi thể vội vàng. Bốn người không dám lên trước, vẫn cẩn thận. Lệ Hoa chỉ nói. Làm sao mới có thể cứu ngươi? Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói. Phạm Hải Thanh âm khúc vừa rồi làm quy khư thất thần, khiến cho ta tạm thời lấy được quyền khống chế thân thể, ta vốn định tự sát, nhưng chỉ cần ý niệm tự sát vừa xuất hiện thì bị đoạt quyền khống chế. Các ngươi đi mau, dùng lực lượng của các ngươi tạm thời không thể giết quy khư. Khúc Hồng Nhan vội la lên. Nên làm gì mới có thể giết nó? Gương mặt Ninh Khả Nguyệt nhúc nhích. Chậm rãi sinh ra ngũ quan, khôi phục tương mạo sẵn có của mình, mặt đầy máu tươi. Mọi người đã thấy bộ dáng kinh khủng kia, mặc dù hiện tại nàng xinh đẹp tuyệt trần, bọn họ cũng sợ hãi không dám tới gần. Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói. Ta cũng không biết,
Quy Khư lúc ở thượng cổ là tồn tại cao cao tại thượng, trong trí nhớ của ta, nó thậm chí đã tranh đấu với thượng cổ chân long, thậm chí còn không bị giết. Chi, cái gì? Sắc mặt bốn người đại biến, lập tức hóa đá. Lệ Hoa Trì sợ hãi nói. Thượng cổ chân long cũng không thể giết nó. Ninh Khả Nguyệt nói. Tin tức của ta quá ít, nhưng mà hiện tại Quy Khư đã sớm mất đi lực lượng năm đó, dường như là bị chân long đánh bị thương, lúc này mới lâm vào ngủ say. Mà muốn cho nó triệt để khôi phục, nhất định phải có lực lượng của Thiên Tư cùng Lý Vân Tiêu, ta không biết làm sao mới giết nó, nhưng các ngươi nhất định phải ngăn cản nó đạt được Lý Vân Tiêu, hoặc là giết Thiên Tư. Những lời cuối cùng nàng dùng tòa lực nói ra, sắc mặt biến thành khó nhìn. Khúc Hồng Nhan nghe được chuyện này liên quan tới Cổ Phi Dương, trên mặt sinh ra sát khí, hàn quang chớp động. Tuyệt Thiên Hàn lúc này suy nghĩ nhiều hơn, nói. Ý của ngươi là, nếu như Quy Khư đạt được Lý Vân Tiêu, như vậy trên đời sẽ sinh ra quái vật có thể sánh ngang thượng cổ chân long. Ninh Khả Nguyệt nói. Đúng vậy. Ánh mắt Tuyệt Thiên Hàn phát lạnh, nói. Trừ giết Thiên Tư ra, theo cách nhìn của ta, Lý Vân Tiêu cũng phải giết, chấm dứt hậu hoạn. Ba vị không biết định như thế nào. Lời của hắn còn chưa dứt, Tuyệt Thiên Hàn lập tức cảm thấy không đúng, thấy lạnh cả người không biết từ đâu sinh ra, toàn thân của hắn như rơi vào hầm băng. Ba người đưa mắt nhìn qua hắn, Trừ Tuyết Thần Hề còn bình thản ra, trong mắt Lệ Hoa Chỉ cùng Khúc Hồng Nhan đã sinh ra sát ý. Đặc biệt là sát khí trên người Khúc Hồng Nhan như biến thành thực chất. Xuy, một đạo kiếm quang màu tím xuất hiện, Tuyệt Thiên Hàn không kịp phòng bị, vai phải bị chém nứt một khối huyết nhục, kiếm phong đảo qua yết hầu của hắn, chưa chạm vào nhưng đã làm da thịt của hắn chảy máu. Tuyệt Thiên Hàn sinh lòng sợ hãi, kêu lên. Hồng Nhan cung chủ, người có ý gì? Khúc Hồng Nhan lạnh lùng nói. Niệm ngươi vô tri xúc phạm, nếu có lần sau, chỉ cần ngươi động tâm tư đối phó Lý Vân Tiêu trong đầu, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Lệ Hoa Chỉ vươn tay vỗ vai hắn, nói. Không chỉ đầu của ngươi, Long Nha Sơn Trang có thể xong đời theo ngươi đấy. Tuyệt Thiên Hàn lập tức hiểu mình sai ở đâu, hắn âm thầm trách cứ chính mình, ở hải ngoại thế gia rất ít nghe thấy chuyện trên địa lục, không nên mở miệng nói lung tung, trên đại lục tàng long ngọa hổ, không cẩn thận là lâm vào họa sát thân. Tại hạ nói lỡ, mong hai vị tha thứ. Tuyệt Thiên Hàn xem như một đời nhân kiệt, có được giãn được. Sau khi nghĩ thông suốt liền lập tức xin lỗi, đồng thời đưa mắt nhìn qua Tuyết Thần Hề, đều là tông môn hải ngoại, lại là thành viên địa minh, hy vọng nàng nói giữ vài lời hữu ích. Tuyết Thần Hề nói, hắn cũng không biết chuyện Hồng Nhan cung chủ và Lý Vân Tiêu, cũng không biết Lý Vân Tiêu có giao tình với Lệ đại ca, bây giờ là thời điểm phi thường, mong Lệ đại ca và Hồng Nhan cung chủ bỏ qua cho hắn. Khúc Hồng Nhan lúc này thu hồi kiếm, nói, ta đã trừng phạt. Hơn nữa cũng đã tha cho hắn một lần, cho dù là lúc nào cũng không có lần sau. Tuyệt Thiên Hàn lau cổ một cái, toàn thân run rẩy, vội vàng ôm quyền nói. Hồng Nhan cung chủ yên tâm, tuyệt không có lần sau. Lại nói ta cũng có giao tình với Vân Tiêu công tử. Ninh Khả Nguyệt cười khổ nói. Xem ra các ngươi thật sự hòa hợp với nhau, ta rất cao hứng cho các ngươi. Khúc Hồng Nhan không biết nói cái gì cho phải. Mộ Dung chúc hắn. Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói. Hắn đã sớm chết rồi, hiện tại trừ thân hình ra, cả linh hồn cũng là của Thiên Tư. Trong mắt nàng sinh ra một tia thê lương, nói. Ta cũng không biết chính mình còn mê luyến và chấp nhất cái gì, có lẽ dù chỉ là thân hình, tâm tình của ta cũng bình tĩnh, có thể nói là ta cam tâm tình nguyện. Khúc Hồng Nhan cả kinh nói. Ngươi có ý gì? Ninh Khả Nguyệt nói. Nếu không phải ta cam tâm tình nguyện, Quy Khư cũng sẽ không có cơ hội chiếm cứ thân thể của ta. Tuy giờ phút này, ta rốt cuộc không thể quay đầu lại, nhưng thời điểm ở bên ngoài thành Hồng Nguyệt, ta đã không hối hận. Nội tâm mấy người run lên, sinh ra tâm đồng tình. Người ở đây hiểu được thống khổ này, đối với Ninh Khả Nguyệt mà nói, phồn hoa đã là quá khứ, hiện tại chỉ còn lại có tàn lụi. Ninh Khả Nguyệt vén tóc mai lên, thê lương cười cười, nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Các ngươi ngàn vạn nhớ rõ lời của ta, còn có chút thời gian rời đi. Tiếp theo Quy Khư khống chế thân hình, ta sẽ càng mất phương hướng, khi đó dung hợp sẽ còn hơn hiện tại. Khúc Hồng Nhan nói. Chính ngươi bảo trọng. Nàng không đành lòng lại nhìn Ninh Khả Nguyệt, quay người liền rời khỏi, ba người khác cũng cáo từ. Ninh Khả Nguyệt bắt đầu bấm niệm pháp quyết, thu hồi ảo thuật,
Đột nhiên kim quang bay tới, Thiên Tư xuất hiện bên cạnh nàng, nhíu mày nói. Ngươi đi ra thế nào? Ninh Khả Nguyệt khẽ giật mình, cười khổ nói. Ta đi ra làm ngươi chán ghét sao? Thiên Tư không vui, nói. Ngươi cũng biết như vậy là phá hư kế hoạch của Quy Khư Đại Nhân không? Ninh Khả Nguyệt nói. Những người này đều là bằng hữu của ta không muốn thấy bọn họ chết. Thiên Tư cười lạnh nói. Cứu bằng hữu, chậc chậc, đúng là làm ta cảm động đấy. Chủ nhân thân thể này, ngươi không muốn cứu sao? Toàn thân Ninh Khả Nguyệt run lên, ngực phập phồng dữ dội, một lúc sau mới thở bình thường lại, nói. Ngươi không cần gạt ta, ngươi chết không thể sống lại, huống chi Mộ Dung đại ca đã chết rồi. Thiên Tư cười nhạo nói. Ha ha, là ai nói cho ngươi biết người chết không thể sống lại? Là Lý Vân Tiêu không phải là cổ phi dương chuyển thế sao? Quy Khư Đại Nhân là tồn tại có thể so với Thượng Cổ Chân Long, tận trưởng thế giới quy tắc, muốn ai chết ai sẽ chết, muốn ai sống thì ai sống. Ninh Khả Nguyệt nói. Đã như vậy, vì sao chính nó biến thành nửa sống nửa chết, chẳng lẽ hắn không muốn bản thân sống lại sao? Tạch! Thiên Tư giận dữ, lúc này bóp cổ Ninh Khả Nguyệt, gương mặt anh Tuấn tà ác nhìn qua, hai mắt như biến thành độc xà. Nội tâm Ninh Khả Nguyệt đau xót, kêu lên. Ngươi không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta khó có thể thừa nhận ánh mắt Mộ Dung đại ca như vậy. Chậc chậc, khóe miệng Thiên Tư cười lạnh, chậm rãi thu tay lại, lúc này cấm tay vào ngực của mình, lập tức kêu một tiếng, rất nhiều máu tươi chảy ra ngoài. A, ngươi, Ninh Khả Nguyệt cả kinh kêu một tiếng, vội vàng quát. Ngươi làm cái gì? Hắc hắc, Thiên Tư tà tà cười cười, nói. Không cần khẩn trương như vậy. Ta chỉ trừng phạt ngươi một chút mà thôi. Đối với ta mà nói, thân thể này không có gì cả, mất đi còn có thể tìm cái khác tốt hơn. Nhưng đối với ngươi mà nói, mất đi là vĩnh viễn không còn. Hô hấp Ninh Khả Nguyệt trở nên dồn dập, nước mắt chảy dài, nói. Van cầu ngươi, không nên như vậy. Thiên Tư dữ tợn nói. Nếu muốn sớm có được thân hình này, hơn nữa sớm để hắn sống lại, tốt nhất nên phối hợp với Quy Khư Đại Nhân. Sớm ngày hoàn thành dung hợp, để Quy Khư Đại Nhân mau chóng khôi phục lực lượng. Ninh Khả Nguyệt chảy nước mắt nói. Ta sẽ hết sức. Có một số việc, biết rõ là sai nhưng vẫn kiên trì, bởi vì không cam lòng, càng bởi vì thật sự muốn gặp lại người kia một lần, cho dù chỉ trong chớp mắt. Ân. Thiên Tư lúc này khôi phục bộ dáng bình thường, hơi xử lý tổn thương, nói. Lần này cho qua, ta không hy vọng còn có lần sau. Nếu ngươi đã đi ra, trong ngắn hạn Quy Khư Đại Nhân cũng khống chế không thân hình, lực lượng của ngươi không đủ ngăn cản bọn chúng, đi thôi. Ninh Khả Nguyệt lúc này mới thu liễm tâm thần, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, cả thế giới biến mất, dần dần thoát ly hoàn cảnh thượng cổ, trở về bình thường. Thiên địa trở về như thường, Ninh Khả Nguyệt cùng Thiên Tư cũng không lưu lại, quay người rời đi. Đám người Khúc Hồng Nhan nhìn bóng lưng điều hưu của nàng, không đánh lòng nhìn. Công Dương Chính Kỳ cau mày nói. Hồng Nhan cung chủ, vì sao không giết nàng? Ngươi biết thả hổ về rừng là hậu họa vô cùng không? Trong mắt Khúc Hồng Nhan hiện ra thần thái chán ghét, lạnh lùng nói. Thật có lỗi, bổn cung thực lực thấp kém, giết không được. Công Dương đại nhân nếu cảm thấy không ổn, vậy ngươi xông lên đi. Lệ Hoa Trì cũng cười cười, nói. Ta cũng như thế, phụ nhờ vả của đại nhân. Công Dương Chính Kỳ rên một tiếng, mặc dù trong nội tâm không vui. Nhưng cũng không nói cái gì, nói. Mấy vị vất vả, Quy Khư vừa đi, đám yêu tộc này chưa đủ thành hỏa. Đột nhiên lực lượng mạnh mẽ bộc phát, thiên địa chấn động, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên người mạch sinh ra vô số phù quang, thiên địa quy tắc xoay chuyển quanh thân, không ngừng hút vào trong người. Một đao đánh bay Hoàng Phủ Bật, hắn cũng không tái chiến, hắn đã rút sạch máu Hoàng Phủ Bật, tiếp tục hấp thu máu huyết chung quanh. Tuy máu chung quanh đã nhiễm độc, nhưng chúng còn nằm trong tầm khống chế. Nếu mất đi cơ hội tuyệt hảo này, sợ rằng không thể tìm nhiều máu cao thủ như vậy, muốn trùng kích tầng thứ cao hơn càng khó khăn. Cho nên sau khi hấp thu máu Hoàng Phủ Bật, hắn cắn răng tiếp tục thu nạp, máu tươi đầy trời bị hắn hấp thu đi. Rốt cuộc phá tan bình cảnh đăng phong tạo cực, trực tiếp bước vào hư cực thần cảnh. Ha ha ha! Mạch đứng trên trời cười to, thu liếm khí tức quanh thân. Dùng thần thức cảm ứng. Nguyên lực trên người chấn động tần suất nhanh hơn, người yêu tộc chung quanh có cảm giác muốn quỳ bái.
hắn đột phá làm mọi người khiếp sợ, ngay cả Hoàng vẫn đuổi theo Ngạo Trường Không cũng cảm ứng được, Hoàng giật mình rồi dừng lại. Ngay cả Quy Khư cùng Thiên Tư thua chạy, hắn cũng không quan tâm tới, mà lúc này mạch bước vào hư cực, mặt của hắn như băng xương, lập tức đình chỉ đuổi giết Ngạo Trường Không. Hai người tách ra, lập tức bay về trận doanh của mình. Thân ảnh Ngạo Trường Không bay lên chiến hạm, liền nhịn không được há miệng phun máu tươi, máu rơi xuống chiến hạm bắn ra hào quang màu vàng, chỉ mấy hô hấp sau biến thành máu bình thường. Thiên Chiếu Tử tiến lên phía trước, nói. Như thế nào? Ngạo Trường Không thở sâu, nói. Thật mạnh, bằng vào lực lượng, hắn có thể đã bước vào hư cực. Duy trì không hạn chế. Mọi người đều cả kinh, đây không phải tin tức tốt, sắc mặt biến hóa. Ngạo Trường Không nói. Không chỉ có như thế, từ khi bắt đầu chiến đấu, hắn với không dung hợp càng ngày càng cao, chi phối lực lượng càng mạnh. Ta thậm chí hoài nghi, tiếp tục chiến tiếp, hắn sẽ chạm vào tầng thứ cao hơn. Chi? Vì Vô Nhai cùng Cố Thanh Thanh là số ít người hít khí lạnh, hư cực thần cảnh đã là chiến lực mạnh nhất trong 10 vạn năm qua, mặc dù là Diệp Thiên Nam năm đó chỉ duy trì mấy canh giờ mà thôi, Hoàng có thể duy trì cảnh giới không hạn chế là quá đáng sợ, về phần chạm đến tầng thứ cao hơn, càng khó tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Không có khả năng không có tác dụng phụ gì chứ. Ninh Khả Nguyệt sau khi bị Quy Khư phụ thể, trực tiếp mất đi thần trí, nếu Hoàng dung hợp quá nhiều, có lẽ cũng bị không thôn vệ mới đúng. Ngạo Trường Không trầm tư, nói. Có khả năng, trong trận chiến vừa rồi, ta có thể cảm giác được hắn còn lực lượng mạnh hơn nữa, giống như dương cung mà không bắn, hiện tại tăng lên như vậy, ta dường như đã hiểu, hắn không dám mượn lực lượng kia. Ánh mắt Cố Thanh Thanh sáng ngời, nói. Đúng vậy, phải biết rằng không là tồn tại có thể thôn vệ chính mình, nếu như Hoang có thể dễ dàng khống chế. Lúc này cũng không cần mở phong ấn Ngũ Hà Sơn, liên hợp mạch đối phó thương. Một khi mượn lực lượng quá độ, lại không thể thôn phệ, đứng mũi chịu sào là bản thân hắn. Lý Vân Tiêu nói, đây thật sự là phỏng đoán đáng cao hứng, nhưng mà có thật hay không còn cần kiểm chứng, nhưng mà hiện tại yêu tộc xuất hiện hai hư cực thần cảnh, đối với chúng ta là vô hại. Cả yêu tộc vào lúc này vô cùng khẩn trương, nhìn qua hai tồn tại đứng đầu đang giằng co nhau. Một núi không thể chứa hai hổ, đạo lý này bọn họ vẫn hiểu. Nếu thương vẫn còn, tạo thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau, ngược lại có thể hình thành hợp lực, nhất trí đối ngoại, hiện tại thành hai hổ tranh chấp, sợ rằng vị trí yêu hoàng sẽ do một bên đảm nhiệm, cả yêu tộc sẽ không bình an. Hoàng nhìn chằm chằm vào mạch, lạnh lùng nói ra. Mạch tiên sinh, chúc mừng, đỉnh phong của thiên địa lại nhiều ra một người. Mạch cười hắc hắc, nói. Đa tạ Hoàng đại nhân. Cùng vui, hư cực thần cảnh, cảnh giới thật tốt. Khí thế của hắn dừng ở hư cực thần cảnh một lát, lại trở về đăng phong tạo cực, cũng không duy trì quá lâu. Sắc mặt Hoàng đại biến, đối phương bình thường xưng mình là bệ hạ, lại gọi là Hoàng đại nhân, hiển nhiên đã cải biến lập trường. Hừ, đỉnh phong sao, tuy phong cảnh yêu mỹ, nhưng mà không thể chứa nhiều người, bổn hoàng cảm thấy nó chật chội đấy. Ha ha ha, mạch cười to mấy tiếng. Nói. Nhiều người cũng là chuyện không có biện pháp, chuyện trên đời sẽ không theo tâm ý của Hoàng đại nhân đâu. Hoàng lạnh lùng nói. Hơi cải biến vẫn có thể, ví dụ như trừ đi một người. Mạch cầm cốt lân đao trong tay, xiềng xích đảo quanh kêu ầm ầm. Không biết Hoàng đại nhân muốn trừ ai. Sắc mặt Hoàng tái nhợt, nội tâm bốc lửa, giờ này khắc này, nếu như động thủ với mạch, như vậy yêu tộc xong đời. Nhưng hiện tại không trừ hắn. Hậu họa vô cùng, nhưng vấn đề là lực lượng của hắn hiện tại, nếu một lòng muốn đi, có thể làm gì sao? Trừ khi rút nhiều lực lượng của không, bằng không. Vừa nghĩ tới không thôn vệ khủng bố, không cẩn thận là góp bản thân vào. Trên mặt Hoang biến hóa, vạn phần hối hận chính mình ham phạm yêu thánh công, không có gạt bỏ hắn. Ngả sợ hai người sinh xung đột, nói ra. Bệ hạ, không thể. Hoang nhìn qua ngả, tràn đầy khẩn cầu cùng lo lắng. Hắn hừ một tiếng, năm ngón tay niết đùng, lạnh giọng nói. Cút cho ta. Mạch suy cười một tiếng, lơ đễnh, nói. Đám tiểu tử, đi theo ta. Đại quân yêu tộc bạo động, một đám người bay ra, đi theo sau mạch tiến vào Ngũ Hà Sơn. Sắc mặt mạch run rẩy, cũng phi thường đau lòng, 3.000 đại quân chỉ còn 400-500 người, chết tổn thương quá nhiều, kết cục làm hắn đau lòng, dường như có cảm thấy không chân thực.
Mặt hắn âm trầm nhìn qua chiến hạm, nói. Cố Thanh Thanh, đi thôi. Tuy nhân tộc đoán được thân phận Cố Thanh Thanh, nhưng mà do Mạch nói ra đã làm mọi người bạo động. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ngăn nàng lại, nói. Không cần đi, cấm chế trên người của ngươi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Cố Thanh Thanh cười đẩy tay Lý Vân Tiêu ra, nói. Cấm chế trong thiên hạ cũng không phải chỉ có hắn mới phá được, nhưng kẻ khác khó ra tay bằng hắn, yên tâm đi, ta không có việc gì. Thiên võ giới rất nguy hiểm, tiểu tình lang ngươi đừng chạy lung tung, chờ bổn cô nương quay lại tìm ngươi. Cố Thanh Thanh cười cười, không có rụt rè, lập tức bay đi. Lý Vân Tiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn đưa tay áp độn quang của nàng, nói. Ta quên một chuyện, Ngũ Hà Sơn có thể cho ta. Cố Thanh Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Vươn tay ra, Ngũ Hà Sơn nằm trong tay nàng, tản mát hào quang đỏ thẫm, nói. Ngươi muốn cái này. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra thần thái cực nóng, gật đầu. Hi hi, cũng không phải không thể cho ngươi, nhưng mà không có chỗ tốt, bổn cô nương không thích làm. Cố Thanh Thanh nghiêng đầu cười nói. Hừ, nói nhảm quá đi, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng. Lý Vân Tiêu bất mãn hừ một tiếng, tiện tay cầm lấy, Cố Thanh Thanh cũng không né tránh. Ngũ Hà Sơn bị hắn thu đi. Cho dù là chuyện gì thì hắn cũng đáp ứng, hơn nữa Lạc Vân Thường vẫn bị nàng ta khống chế, đối phương ép mình làm trăm chuyện cũng được. Ha ha ha! Cố Thanh Thanh không có hình tượng cười ha hả, rời khỏi chiến hạm, xuất hiện bên cạnh Mạch. Chúc mừng Tiểu Bạc Phơ bước vào hư cực thần cảnh. Mạch hừ một tiếng, nói. Hãy bớt xàm môn đi, đi thôi. Một đám yêu tộc tụ tại trước mắt bao người. Bay thẳng đến xa xa bay đi. Mạch vẫn lạnh lùng nhìn qua phía hoang, hắn bay đi mấy ngàn trượng rồi mới thở ra một hơi. Tuy đột phá đến hư cực thần cảnh, nhưng đột phá mấy hô hấp càng làm độc tố khó khống chế, trắng trợn phá hoại thân thể, ngược lại sau khi trở về đăng phong tạo cực mới áp chế được. Nếu vừa rồi hoang ra tay, như vậy hắn không xong, may mắn hoang băn khoăn quá nhiều. Nhìn Mạch mang theo mấy trăm yêu tộc thối lui, hoang sắc mặt dị thường khó coi. Hôm nay một trận chiến chết tổn thương quá lớn, cơ hồ tinh nhuệ toàn bộ tận, tương lai thế cục trở nên phong vân khó lường, thậm chí là bấp bênh. Ngả cũng thống khổ nhìn qua, nói. Bệ hạ, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng biết rõ ở lâu vô ích, trầm giọng quát. Đều đi. Hiện tại muốn đi, nằm mơ đi. Vi vô nhai quát, lạnh giọng nói. Vây quanh. Giờ phút này quỷ tu la chỉ còn 9 người, muốn vây quanh đại quân yêu tộc. Nhưng chỉ có 9 người thì quá buồn cười. Vi vô nhai xoay người nói. Công Dương đại nhân. Hiện tại thế lực lớn nhất nằm trong tay Công Dương chính kỳ, kim giáp võ sĩ cùng địa minh, đặc biệt là chiến lực cao cấp, ngạo trường không cùng Tuyệt Thiên Hàn và bản thân hắn, chiếm cứ hơn phân nửa chiến lực. Công Dương chính kỳ trầm tư một hồi, nhìn qua chúng nhân nói. Mọi người nghĩ như thế nào? Vi vô nhai tức giận nhìn qua Công Dương chính kỳ. Đối phương dường như không đặt hắn vào trong mắt. Hắn tức giận nói. Giờ phút này yêu tộc tan tác, các ngươi còn có nhị tâm sao? Công Dương chính kỳ nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đám người chúng ta đối mặt hơn ngàn yêu tộc, còn có yêu hoàng hoang, vô nhai đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn, thiên hạ hôm nay ai có thể địch? Vô nhai chắc chắn thắng đối phương sao? Vì vô nhai cười lạnh nói. Nói nhảm. Ngạo Trường Không và Khúc Hồng Nhan đã ở đây, còn có Lệ Hoa Trì, Công Dương đại nhân ngươi nữa, hơn phân nửa đỉnh phong bổn tộc đang ở đây, nếu nói là như vậy còn không thể lưu hoang, ngươi đang nói chuyện cười sao? Công Dương chính kỳ nói, ta tự nhiên là muốn, nhưng mà mấy vị đại nhân khác muốn sao? Khục khục, Ngạo Trường Không đưa tay bên miệng ho khan, vươn tay ra nhìn máu tươi trong tay, nói. Trong chém giết vừa rồi ta bị thương nặng. Hiện tại không thể tái chiến. Lệ Hoa Trì nói. Hai người chúng ta muốn yên tĩnh, bây giờ đã sớm sức cùng lực kiệt, thật sự có lỗi, không phụng bồi. Chỉ còn lại Khúc Hồng Nhan, vẻ mặt phong khinh vân đạm, cũng không tỏ thái độ. Dù sao Thần Tiêu Cung đứng đầu 7 đại tông môn, thiên hạ đệ nhất phái, nàng thân là cung chủ Thần Tiêu Cung, trách nhiệm cũng lớn, không nhàn vân giã hạc như Ngạo Trường Không cùng Lệ Hoa Trì, có thể buông tay làm nhiều việc. Tốt. Tốt, các ngươi đều rất tốt. Vì vô nhai tức giận toàn thân run rẩy, râu tóc bay lên, nhưng mà hắn không có ra tay. Vi Thanh sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Lệ Hoa Trì mỉm cười, nói.
Đại nhân cũng thật tốt. Hoang lạnh lùng nói. Ha ha, xem ra trong nhân tộc các ngươi cũng không bền chắc như thép. Ha ha ha, đã không dám chiến, vậy bổn hoàng không phụng bồi. Hắn vung tay lên, bụng đầy tâm sự mang theo ngàn yêu tộc rời đi. Trận chiến thảm thiết này mấy vạn năm qua chưa từng xảy ra trong yêu tộc vốn thế yếu an cư một góc, bây giờ càng yếu thế hơn. Thương và Lê đã sớm hôn mê, biến thành tù nhân, cũng bị mang đi. Chuyện nơi này đã chấm dứt, đi thôi. Lệ Hoa chỉ thu hồi đàn ngọc, thở ra một hơi nhẹ nhõm, giống như thế gian đã không còn chuyện gì để hắn lo lắng. Tuyết Thần Hề nhìn về phía Công Dương Chính Kỳ, gật đầu nói. Địa tôn giả, Thiên Diệp đảo rút khỏi địa minh, ta sẽ mang vị trí cung chủ truyền cho người khác. Công Dương Chính Kỳ vẻ mặt lưu luyến không rời, xua tan nói. Nếu cung chủ đã có lựa chọn, ta cũng không tiện giữ lại. Tuyết Thần Hề cười cười, kéo tay Lệ Hoa Trì, hai người dắt tay nhau mà đi. Lý Vân Tiêu kêu lên. Đúng, Hoa Trì, chuyện lần trước ở thành Viêm Vũ, đa tạ ngươi. Lệ Hoa Trì cũng không quay đầu lại, phất phất tay, nói. Năm đó thiếu nợ ngươi một nhân tình, trả lại cho ngươi mà thôi, Sơn Thủy có gặp lại, ngày khác tái kiến. Mọi người nhìn qua hai người bọn họ biến mất ở chân trời, hâm mộ nói không nên lời, nhưng cũng không ai đi ngăn cản. Năm đó Cổ Phi Dương cũng như thế, nhịn không được thở dài một tiếng, nhìn trộm người bên canh, Khúc Hồng Nhan cảm ứng được, thần sắc ai oán. Đột nhiên Huyền Hoa cười ha hả, nói. Ha ha, về sau Phong Vân bảng ít đi một đối thủ cạnh tranh. Lệ Hoa Trì vừa đi, xa vào nhi nữ tình trường, tu vị không gia tăng, chờ bị ta vượt qua. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi sai, hai người này là thần tiên quyến lữ, ngươi cầm ta kiếm, hai bên tương trợ lẫn nhau, ngày khác gặp lại, sợ rằng ngươi đuổi theo không kịp. Huyền Hoa nghe thế liền nhíu mày, nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng tranh thủ đi tán gái. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Ngươi không phải có rồi sao? Sắc mặt Huyền Hoa co rút, mặt đầy hắc tuyến, nói. Ngươi nói không phải là. Lý Vân Tiêu cười nói. Trong lòng ngươi hiểu là được, không cần phải nói ra. Huyền Hoa ôm đầu hét lớn. Ngươi giết ta đi, nàng trừ ngực lớn một chút, chân dài và eo nhỏ ra, còn có cái gì đáng nói. Khúc Hồng Nhan lúc này phì cười. Một nữ nhân có nhiều ưu điểm như thế, còn không biết đủ. Huyền Hoa nhìn chằm chằm vào Khúc Hồng Nhan, chảy nước miếng, chậc chậc nói. Nếu nàng có một nửa Hồng Nhan cung chủ, a, à, không, một phần mười, chỉ cần có một phần mười mỹ mạo của Hồng Nhan cung chủ, ta cũng đã biết đủ, đã sớm theo đuổi nàng rồi. Khúc Hồng Nhan đỏ mắt, nói. Ba Hoa. Huyền Hoa kêu lên. Ta nói là thực, người xem tuổi của nàng, là thừa nữ bị ế đấy mà, hiện tại có thể nói là thừa vương, có thể thấy được có bao nhiêu vấn đề rồi. Công Dương Chính Kỳ ở bên cạnh nghe cũng nhíu mày, không hứng thú với chuyện này, nói. Tuy trận chiến này đã tạm thời chấm dứt, nhưng sau trận chiến này đại lục không lạc quan. Cho dù là hoang hay là mạch đều là lực lượng rất mạnh, cũng tạo thành trùng kích với bổn tộc, chư vị đại nhân có thượng sách gì. Mọi người im lặng không nói gì, Thương Ngô Khung đã lâu không nói chuyện, bây giờ lên tiếng. Không thể để chúng du đãng đại lục, nếu không nguy hiểm quá lớn. Hoặc là triệu tập lực lượng tiêu diệt bọn chúng, hoặc là liền trực tiếp đàm hòa, cho bọn chúng hoa địa dung thân đi. Hoa địa. Tất cả mọi người không đồng ý, nhao nhao lắc đầu. Thiên võ giới tuy lớn, nhưng địa bàn chính là nơi dừng chân căn bản, tùy ý kéo lê đi, mặc dù không ảnh hưởng cái gì, nhưng mà mặt mũi khó nhìn. Thương Ngô Khung nói. Kỳ thật hoa địa đối với chúng ta mà nói cũng không tổn thất cái gì, nếu là chư vị không đồng ý, chỉ có thể vây quét. Chỉ cần chúng ta cẩn thận mưu đồ, tập hợp nhiều cường giả, muốn đánh bại chúng phần thắng cũng rất lớn. Trận chiến này nhân tộc chết tổn thương thảm trọng, nhưng cả đại lục tàng long ngọa hổ, còn có quá nhiều cao thủ không tham chiến, nếu như cho đầy đủ thời gian tổ chức điều động, yêu tộc căn bản không ngăn được. Công Dương Chính Kỳ sầu lo nói. Độ khó thật lớn a. Đâu chỉ là độ khó lớn, căn bản là không thể nào. Phi Thanh cười lạnh nói. Dùng lực lượng thánh vực hiện tại, còn có thể điều động ai sao? Những A Miêu A Cẩu căn bản không dùng được, thập đại võ đế. Bảy đại tông chủ còn có ai nghe thánh vực hiệu lệnh? Mà thánh vực bản thân còn bao nhiêu lực lượng? Hắc Phú Hộ và Ti Diêu Ngũ, tất cả đại cục trưởng tổn thương phân nửa,
muốn khôi phục nguyên khí, không có vài chục năm là không thể nào. Lý Vân Tiêu nói, ta cho rằng đây không phải vấn đề căn bản, hai vị đại nhân chế tạo binh khí giết chóc lợi hại như vậy, chỉ cần tạo ra vài ngàn tên như vậy, đừng nói yêu hoàng, cho dù là tứ hải cũng bị san bằng. Vi Thanh và Công Dương Chính Kỳ suýt nữa thổ huyết. Binh khí giết chóc vốn là bí mật của hai người, phải làm ám muội, chính là vì không muốn chọc người ta tức giận, Lý Vân Tiêu nói như vậy hiển nhiên là đang mỉa mai. Vi Thanh cười lạnh nói, nếu có thể làm ra mấy ngàn, bổn tọa còn ở đây nói nhảm với các ngươi sao? Một trận chiến này, quỷ tu la tổn thất thảm trọng, hắn đau lòng như cắt, bây giờ càng tức giận vì bị châm chọc. Thảo luận một chút rồi yên lặng, ai cũng đắn đo chủ ý bất định, dù sao quan hệ tới nhân tộc, thậm chí đại sự cả thiên võ giới, không thể không thận trọng. Thiên Tinh Tử đứng dậy, nói, chư vị từ từ suy nghĩ đi, ta đi trước một bước. Vạn Tinh Cốc vì trận chiến này tổn thất thảm trọng, ta phải về tông môn chỉnh đốn, sợ rằng trong thời gian rất dài, Vạn Tinh Cốc không thể xuất lực thêm nữa, các vị chớ trách. Cao thủ cả Vạn Tinh Cốc đã chạy đến, chỉ còn lại hắn và một trưởng lão trọng thương, người trưởng lão kia thương thế rất nặng, sợ rằng tu vị nửa đời bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy Thiên Tinh Tử nội tâm vô cùng phiền muộn, nhưng Phệ Hồn Tông toàn quân bị diệt làm hắn nhiệt huyết sôi trào, hai phái tranh chấp lâu như vậy, bây giờ đã là lịch sử. Hắn có ý định trở về triệu tập cao thủ, dốc hết toàn tộc diệt trừ Phệ Hồn Tông, sau đó thu nạp cường giả, xưng bá Tây Vực. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Đại nhân đi thong thả, lần trước được đại nhân tương trợ, ta ghi nhớ trong lòng. Thiên Tinh Tử lúc này tươi cười, lần trước thiếu chút nữa đã chết, đổi lấy nhân tình với Lý Vân Tiêu, tất cả không uổng phí, hắn vẫy tay từ biệt nói. Chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, ngày khác rồi nói sau. Cũng không đợi những người khác cáo biệt, hắn vịn trưởng lão kia bay đi. Thân Đồ Giật Tiêu hừ một tiếng, nói. Đây là biến tướng nói cho chúng ta biết, Vạn Tinh Cốc không bị thánh vực quản hạt sao. Thương Ngô Khung lạnh nhạt nói ra. Bảy đại tông môn đã từng bị chúng ta quản hạt bao giờ? Chỉ bán mặt mũi mà thôi, Thiên Tinh Tử chỉ nói cho chúng ta biết, mặt mũi này không bán nữa. Người thánh vực chán nản, có cảm giác thất lạc như bị thiên hạ vứt bỏ. Công Dương Chính Kỳ nói, Đông vực thành Hồng Nguyệt chưa gượng dậy nổi, Tây vực Vạn Tinh Cốc không bị điều khiển, Hoàng Phủ bật lại ngoài ý muốn thân vẫn, bảy đại tông môn chỉ còn lại Bắc vực tứ tông. Thương Ngô Khung nói, Thiên Lĩnh Long gia cũng không khống chế được, Tân Tấn gia chủ Phi Nghê dường như là hồng nhan chi kỷ của Vân Tiêu công tử. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn qua Lý Vân Tiêu, hắn biến thành mục tiêu của mọi người. Đặc biệt là Khúc Hồng Nhan nhìn sang. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt của hắn né tránh. Trong mắt Khúc Hồng Nhan hiện ra một tia lãnh ý, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói ra. Phi Dương ngươi như thế nào, có phải thời tiết quá nóng, tại sao đổ nhiều mồ hôi như vậy, ngay cả áo cũng ướt đẫm rồi. Lý Vân Tiêu nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, lại phát hiện tay áo đã ướt dẫm. À, đúng, đúng à, khí trời nóng quá, xảy ra chuyện gì? Huyền Hoa nói. Ồ, có sao, vì sao chúng ta đều cảm thấy lạnh, ai nha, lạnh chết ta, Hồng Nhan cung chủ, vì sao chung quanh ngươi lạnh như vậy, ai nha, lạnh chết ta, lạnh chết ta. Đúng vậy à, lạnh quá. Người chung quanh ôm người, lúc này tránh né ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu cảm thấy mình như đang ngâm trong nước sôi, toàn thân bực bội khó chịu. Huyền Hoa nói, thương Ngô Khung đại nhân, ngươi và Lý Vân Tiêu xem như kết thù rồi. Là thù không chết không thôi. Thương Ngô Khung ho khan, nói. Là ta nói lỡ, kỳ thật ta không biết cái gì cả, chỉ lỡ miệng. Huyền Hoa nói. Ai nha, kỳ thật việc này cũng không có quan hệ với Lý Vân Tiêu nhiều lắm. Ta nhớ ở thành Hồng Nguyệt, Phi Nghê vì Lý Vân Tiêu mà gần chết, trận chiến đó thật cảm động. Nếu không có nàng xả thân, sợ rằng Lý Vân Tiêu đã sớm hóa thành xương khô. Thần sắc Khúc Hồng Nhan hơi động một chút. Hào khí lạnh như băng hòa hoãn lại, biến thành ấm áp hơn. Lý Vân Tiêu lúc này thở ra một hơi, nhưng mà toàn thân, dinh dính khó chịu, hắn vận chuyển nguyên công, hơi nước và quần áo khô lại. Thiên Chiếu Tử tiếp tục nói. Như thế nói đến, Bắc vực bốn đại tông môn Long gia, Thần Tiêu Cung đều có giao tình không cạn với Vân Tiêu công tử nha. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Khá tốt, nhưng có liên quan gì tới các vị? Không nên bảo ta làm chuyện tốt gì đó nhé. Thiên Chiếu Tử nói.
thiên hạ phân loạn, mong rằng phá quân đại nhân xuất lực. Lý Vân Tiêu pha trò, nói. Ha ha, Thiên Chiếu Tử nhướng mày, hai từ ha ha cực kỳ đả thương người, nhưng nội tâm của hắn cảm thán một tiếng, thánh vực xuất hiện phe phái phân tranh, hơn nữa nguyên khí đại thương, xác thực rất khó nói phục người ta. Lý Vân Tiêu nói, Thiên Chiếu Tử đại nhân nên chỉnh đốn thánh vực đi, đừng suốt ngày chỉ huy người khác làm cái này làm cái kia, xem bản thân mình lúc trước làm gì. Người trong thiên hạ thế dùng các ngươi cầm đầu, nếu bản thiếu gia thấy đáng xuất lực, tự nhiên sẽ xuất lực. Thiên Chiếu Tử nói, phá quân đại nhân nói có lý, xem ra ta phải gọi Mộng Linh chân quân đi ra, ba lão già chúng ta phải chỉnh đốn thánh vực rồi. Sắc mặt Công Dương Chính Kỳ biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vi Vô Nhai nói, Bắc Minh Huyền Cung và Đao Kiếm Tông ta sẽ đi một chuyến, ta tin tưởng bọn họ vẫn có thể phân rõ đại nghĩa. Thiên Chiếu Tử và Công Dương Chính Kỳ sắc mặt ngưng trọng, dùng thực lực hư cực thần cảnh của Vi Vô Nhai, sợ là muốn mạnh mẽ thu phục hai đại tông môn, như vậy phụ tử Vi Thị sẽ có lực lượng quá lớn, đuôi to khó vẫy. Công Dương Chính Kỳ nói, bây giờ thiếu cao thủ, chúng ta cũng nên trọng khải thiên địa phong vân bảng, cọn ra một đời phong hào võ đế mới, dùng ứng phó nguy cơ trước mặt. Trong mắt phụ tử Vi Thị sinh ra dị sắc, Công Dương Chính Kỳ nói nguy cơ, sợ không phải nói yêu tộc, chính là sợ bọn họ kiêu ngạo nên mới tiến hành bây giờ. Nếu thật sự xuất hiện 10 nhân vật như phong hào võ đế, đối với nhân tộc là chuyện tốt, nhưng đối với thánh vực mà nói, chuyện xấu rất lớn. Nhưng Vi Thanh cũng không phản đối, chỉ nói. Lúc này cũng phù hợp, nhưng không biết có cường giả nào tham gia. Ha ha, dù sao ta là không có hứng thú. Huyền Hoa lười nhắc nói. Lớn tuổi, hoàn toàn xem nhẹ chuyên tranh đấu này, nên lưu cho người trẻ tuổi chơi đi. Hai tay Lý Vân Tiêu chắp sau lưng, cười nói. Ai nha, ta tuổi còn rất trẻ, thực lực không đủ, ngàn vạn cẩn thận không để bị đánh chết trên đài, thật đáng sợ, nghĩ lại vẫn không đi. Ngạo Trường không nắm chặt tay phải, ho khan một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức nguyên lực. Sắc mặt Thiên Chiếu Tử đầy hắc tuyến, nói. Khục khục, lưu cơ hội cho người mới tốt hơn, hy vọng có thể khai quật ra lực lượng kinh người. Thiên Chiếu Tử nhìn qua chung quanh, thở dài. Nơi đây sợ rằng trong mấy chục năm không có ngọn cỏ, chúng ta về trước thánh vực, lần này vất vả chư vị. Phàm là người có hy sinh, sẽ lập linh bài cung phụng trong thiên địa. Thần sắc mọi người nghiêm túc, mặc niệm người hy sinh. Lý Vân Tiêu hỏi. Thiên Chiếu Tử đại nhân, Viên Cao Hàn đâu rồi? Thiên Chiếu Tử chắp tay nói. Việc này ta còn phải đa tạ phá quân đại nhân, đa tạ người chiếu cố Cao Hàn. Lần này hắn không đi tới đây, đã bế quan đột phá rồi. Đột phá. Nội tâm mọi người chấn động, Viên Cao Hàn đã là cửu giai đỉnh phong thuật luyện sư, lại đột phá là cái gì? Thiên Chiếu Tử mỉm cười, nói. Phá quân đại nhân lúc trước có thấy thứ kia. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Thuật thần chi quang. Thiên Chiếu Tử gật đầu nói. Sau khi đột phá, cảnh giới thế nào ta không biết, nhưng lại có thể có được thuật thần chi quang. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Như thế rất tốt, ít nhất tương lai mấy trăm năm tộc ta có thuật luyện sư chống lại ngã rồi. Mấy cường giả hóa thần hải nhíu mày, thiên hạ đệ nhất thuật luyện sư nếu không ở hóa thần hải, như vậy quá châm chọc. Thiên Chiếu Tử ôm quyền nói. Chư vị, sau này còn gặp lại. Hắn quay người hóa thành hào quang bay đi, đám người thánh vực đuổi theo sau. Phụ tử Vi Thị trầm ngâm một lát, cũng vung tay lên, triệu tập quỷ tu la, mang theo Mộng Bạch bay đi. Lý Vân Tiêu nhìn qua thân ảnh Mộng Bạch biến mất, đồng tử hơi co lại, cũng không nói cái gì. Công Dương Chính Kỳ nói. Trường không đại nhân, người có tính toán gì không? Ngạo Trường không nói. Ta sẽ về hải ngoại, chuyện tương lai lại bàn bạc kỹ hơn. Công Dương Chính Kỳ gật đầu nói. Như thế cũng tốt, lần này làm phiền. Đám người Ngạo Trường không phất tay cáo từ, cũng tiêu tán trong không trung. Công Dương Chính Kỳ cũng không hề ở lâu, sau đó cũng rời đi. Thánh vực và địa minh vừa đi, cả bầu trời vắng vẻ, chỉ còn lại có vài người hóa thần hải, những võ giả sống sót thổn thức không thôi. Nơi này là địa bàn của Phủ Thiên Nhạc, nhưng bây giờ không chỉ san bằng thành bình địa, hoàn toàn không nhìn ra cái gì nguyên vẹn. Ngay cả Bách Chiến Thắng cũng chết trong trận chiến này. Lý Vân Tiêu triệu tập đám đông trong giới thần bi đi ra, hỏi Quân Như Vân. Người có tính toán gì không?
Quân Như Vân mặt mũi đầy sầu lo, nhìn qua mặt đất biến hóa, khó mà tiếp nhận được. Hắc Liên Thiếu Hoàng đẩy hắn một cái, nói. Còn có thể có tính toán gì không, tự nhiên là đi theo sư tôn. Lý Vân Tiêu nhìn hắn khó xử, khẽ cười nói. Không cần băn khoăn ta, dựa theo suy nghĩ của mình mà làm. Quân Như Vân cố lấy dũng khí, nói. Cổ võ đế quốc chính là nhà đồ nhi, hôm nay phủ thiên nhạc biến đổi lớn, sợ rằng trong đế quốc sẽ sinh ra phong vân, ta muốn về đế quốc, chờ bình tĩnh lại theo sư tôn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tự nhiên như thế, nhưng lực lượng của ngươi đủ sức bình ổn phong ba sao. Không bằng cho Thiếu Hoàng giúp ngươi. Quân Như Vân mỉm cười nói. Dùng thực lực đồ nhi là thừa sức, nếu Thiếu Hoàng tới sẽ thành vướng víu, sẽ trực tiếp liên lụy ta. Đáng chết a! Hắc Liên Thiếu Hoàng giận không kềm được, giơ tay lên muốn đánh, bị Lý Vân Tiêu cản lại. Lý Vân Tiêu lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Quân Như Vân, nói. Ngươi là người có ngộ tính cao nhất trong các đồ nhi của ta, bên trong có lĩnh ngộ kiếm đạo của ta thời gian gần đây, ngươi từ từ quan sát, không cần gấp, nếu không sẽ phản tác dụng. Quân Như Vân đại hỉ, lập tức quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, cẩn thận tiếp nhận ngọc giản. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi đi đi. Vâng, tạ sư tôn. Quân Như Vân cung kính lui ra sau vài bước, quay người hóa thành hào quang bay đi. Hắc Liên Thiếu Hoàng cả giận nói. Hừ, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, lần sau gặp mặt, ta phải đánh hắn ột trận. Mạc Tiểu Xuyên mặt đầy hắc tuyến, cau mày nói. Lời này của ngươi cũng quá ác độc a. Hừ. Hắc Liên Thiếu Hoàng tức giận hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Giờ phút này mấy trưởng lão hóa thần hải nhìn nhau, đều nhìn lên người Huyền Hoa. Huyền Hoa hiểu ý mấy người, tiến lên phía trước nói. Vân Tiêu, có nguyện ý theo ta trở về hóa thần hải? Hắn thấy Lý Vân Tiêu mặt mũi đầy nghi hoặc, nhân tiện nói. Ngươi còn nhớ ngoài thành Hồng Nguyệt, Kỳ Thắng Phong và ước hẹn nửa năm tại hóa thần hải. Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, bấm tay tính toán, ước hẹn nửa năm lửa xém lông mày. Mà hắn và Kỳ Thắng Phong có ước định, lúc trước đã nói cứu Lạc Vân Thường ra xong sẽ mang thải hồng thạch giao cho hắn. Nhưng mà Lạc Vân Thường tuy xuất hiện, nhưng cũng không thoát khốn, cũng không coi là bội ước. Mà thải hồng thạch đã dung hợp vào tim của nàng, càng thì không cách nào lấy ra, chỉ có thể chờ Cố Thanh Thanh trả thân thể Lạc Vân Thường trở lại lấy thải hồng thạch trả cho Kỳ Thắng Phong. Hắn và Kỳ Thắng Phong không chỉ ước hẹn thải hồng thạch, còn có nơi phong ấn ma chủ phổ. Bản thân mình đáp ứng mang hắn đi nơi phong ấn, nhưng mà nơi phong ấn quá mức trọng yếu, sợ rằng đời này sẽ không đi. Nhưng nếu đi hóa thần hải, bị Kỳ Thắng Phong quấn lấy, sẽ bỏ qua hắn sao? Dù sao nơi phong ấn vô cùng có khả năng còn xó lại thập phương quy tắc, là nơi bước vào thần cảnh chân chính. Huyền Hoa thấy hắn do dự, nói. Dù sao ngươi là trưởng lão danh dự của hóa thần hải, hơn nữa ngươi quên Dương Địch sao? Nội tâm Lý Vân Tiêu run lên, nhớ tới tên đệ tử này, nói. Tốt, ta sẽ theo ngươi đi hóa thần hải. Huyền Hoa đại hỉ, vài tên trưởng lão hóa thần hải cũng tươi cười. Trong lúc này, trên trời có mây tím bay tới, có nhiều bóng người xuất hiện, nương theo đó là một đám nữ tử xinh đẹp bay tới. Tham kiến cung chủ. Chừng hơn trăm người, những cô gái này bay thẳng tới bên người Khúc Hồng Nhan, đều bái chào. Chính là người tiếp viện của Thần Tiêu Cung chạy đến, lúc trước thiên địa bị phong ấn, không cách nào đả thông thông đạo, vào lúc này mới hàng lâm. Sau lưng nhiều nữ tử này, chỉ có một người lạnh nhạt đứng đó, chính là lão giả áo đen, Lý Vân Tiêu kinh ngạc, lão giả kia là Ninh Khả Vi. Nhìn kỹ lại, Ninh Khả Vân cũng đứng trong đám người, còn có mấy trưởng lão bị hắn đánh bại lúc đi Thần Tiêu Cung cách đây không lâu. Mấy trưởng lão này phát hiện ra hắn, thần sắc khó coi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cũng không quan tâm bọn họ. Khúc Hồng Nhan nói. Không thể ngờ Hoa Thường đại nhân xuất quan, Ninh Khả Vi thành chủ cũng tới, hai vị vất vả, các vị cũng vất vả, không cần đa lễ. Ninh Khả Vi gật đầu nói. Cung chủ đại nhân nghiêm trọng. Nữ tử váy tím đứng đầu chúng nữ, bộ dáng thủy mị tự nhiên, nói. Nghe nói yêu tộc quy mô xâm chiếm Ngũ Hà Sơn, ta vâng mệnh tới đây, không ngờ lại muộn. Khúc Hồng Nhan nói, một lời khó nói hết, chuyện nơi này người trong thiên hạ sẽ biết sớm thôi, ngươi thông báo cho Hàn Sư Thúc thay ta muốn rời khỏi một hồi, không thể kịp thời trở về.
Chuyện thần tiêu cung sẽ do Hoa Thường và các trưởng lão thương lượng giải quyết. Hoa Thường ngoài ý muốn, nhìn qua Lý Vân Tiêu, dường như hiểu được, nói. Thần tiêu cung sắp xuất sơn, cung chủ đại nhân không trong núi, như vậy không tốt lắm đâu. Tăng thêm thế sự hiện tại, không có cung chủ tọa trấn là không được. Khúc Hồng Nhan mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên không muốn rời khỏi Lý Vân Tiêu, thậm chí vị trí cung chủ nàng cũng không tâm tư, nhân tiện nói. Đã tìm được quân đình chưa? Không ít người là nhíu mày, toàn bộ nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Khúc Hồng Nhan phát giác được khác thường, nói. Như thế nào? Lý Vân Tiêu sờ cằm, không biết nói như thế nào, nhân tiện nói. Hàn quân đình đang ở trong giới thần bi, toàn bộ câu chuyện trong đó một lời khó nói hết, là nàng muốn giết ta, vì vậy ta bắt nàng lại, chuyện trong đó rất phức tạp. Sắc mặt Khúc Hồng Nhan trầm xuống, nói. Quân đình thật sự là sằng bậy, chư vị trưởng lão, quân đình không nói rõ tình hình cho các ngươi, hay là cố ý giấu giếm ta. Đám người Lạc Xuân Nhu biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nói. Chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Khúc Hồng Nhan nói, Quỳ Hoa bà hợp âm nữ đâu rồi? Bổn cung cho các ngươi đi theo bên cạnh quân đình, đừng nói với ta các ngươi cũng không biết tình hình. Quỳ Hoa bà hợp âm nữ mặt xám như cho, vội vàng lăng không dập đầu, không dám nói lời nào. Khúc Hồng Nhan vung tay lên, một lực lượng ngăn cản hai nàng lại, nói. Hiện tại không cần các ngươi chịu tội, việc này ta sẽ tra rõ ràng, sau đó định tội sau. Hai người run rẩy, cũng không dám dập đầu nhận tội. Khúc Hồng Nhan nói, Phi Dương, Hàn Quân Đình là đệ tử ta, lại là đệ tử thần tiêu cung, mong giao cho ta, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Lý Vân Tiêu cười nói, ta và ngươi không cần dườm ra thế đâu, nhưng ta thấy Hàn Quân Đình thông minh nhạy cảm, tâm cơ sâu đậm, ngàn vạn trông giữ tốt. Nghi tâm của hắn sinh ra hào quang, bắn ra một tia sáng, Hàn Quân Đình xuất hiện. Nàng vừa thấy Khúc Hồng Nhan, kinh hô một tiếng sư phó, liền bước lên phía trước, lại nhìn Lý Vân Tiêu và rất nhiều đệ tử ở đây, lập tức hiểu ra vài phần, sắc mặt trắng bệch. Khúc Hồng Nhan lạnh lùng nói, ngươi còn xem ta là sư phó. Hàn Quân Đình cắn đôi môi đỏ mọng, lúc này quỳ xuống, ánh mắt oán hận, nói. Ta chỉ là muốn báo thù cho sư phó, Cổ Phi Dương hắn tính toán cái gì, dựa vào cái gì đáng được sư phó yêu thích. Im ngay. Khúc Hồng Nhan tức giận nói. Chuyện của vi sư cần ngươi quản sao? Hàn Quân Đình không dám nói gì, cúi đầu, 10 ngón tay bấm vào trong thịt, nội tâm như ngàn vạn đao cắt. Khúc Hồng Nhan lạnh lùng nói. Trở về núi cho ta đi tư quá nhai, không có lệnh của ta, không được phép đi ra ngoài. Vâng. Hàn Quân Đình mặt đầy âm trầm đáp lời. Khúc Hồng Nhan nhìn ra được nàng kiệt ngao bất tuần, trong nội tâm thầm than một tiếng, nhân tiện nói. Hoa Thường đại nhân, chuyện quân đình sẽ do ngươi quản, không được nuông chiều nàng. Hoa Thường nói, việc này không vấn đề, nhưng cung chủ thật không về núi sao? Chỉ có Hàn sư thúc tổ là ta không thể bàn giao được. Khúc Hồng Nhan lấy lệnh bài trưởng môn đưa ra, nói. Ngươi dùng cái này đi bàn giao. Hoa Thường tiếp nhận lệnh bài, tuy nhíu mày nhưng không nói cái gì. Khúc Hồng Nhan nhìn qua Ninh Khả Vi, Ninh Khả Vân hai người. Lại nhìn Lý Vân Tiêu liếc, muốn nói cái gì, lại không biết nói ra sao. Ninh Khả Vi tâm tư khẽ động, nói. Hồng Nhan cung chủ nhìn qua lão phu muốn nói lại thôi, chẳng lẽ nhìn thấy tiểu nữ. Khúc Hồng Nhan gật gật đầu, nói. Ninh Khả Nguyệt đã bị Quy Khư chiếm cứ thân thể. Nàng cũng nói trận chiến với Quy Khư, Ninh Khả Nguyệt khôi phục thần trí, nói rõ ràng với mọi người. Tất cả mọi người nghe xong liền chấn động, Lý Vân Tiêu mặt đầu âm trầm. Ánh mắt sắc bén dữ dội. Năm đó Mộ Dung Trúc vì hắn mà chết, Ninh Khả Nguyệt cũng sẽ không có chuyện hôm nay, năm đó nếu không có Khương Sở chết, Thành Hồng Nguyệt cũng không thua tới mư xê này. Ninh Khả Vân nức nở nói. Nói như vậy, muội muội không cách nào trở về. Ninh Khả Vi lúc này dường như già đi vài chục tuổi. Khúc Hồng Nhan nói. Mọi thứ không có tuyệt đối, chỉ có đi một bước tính một bước, chỉ cần Phi Dương không bị bắt đi. Quy Khư không cách nào khôi phục toàn thịnh, có lẽ cũng không thể hoàn toàn khống chế Ninh Khả Nguyệt. Lời này chỉ là phán đoán mà thôi, nhưng mà cho phụ nữ hai không ít an ủi. Ninh Khả Vi lạnh giọng nói. Giết Thiên Tư, giết Quy Khư. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói.
Muốn giết bọn chúng sợ là không dễ, có lẽ cần thỉnh đại nhân kia giúp đỡ, nhưng mà đại nhân kia. Khúc Hồng Nhan cả kinh nói. Chẳng lẽ là Tứ Hải Trung chủ Hải Hoàng Ba Long? Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Chỉ có huyết mạch Ba Gia mới có chân thật chi nhãn, có thể dòm tận chân tướng chư pháp, mới có thể phá vỡ ảo cảnh của Quy Khư, hoặc là. Hắn trầm ngâm nói. Hoặc là ta tu luyện diệu pháp linh mục tới cực hạn, có lẽ cũng được. Nhưng diệu pháp linh mục ngũ trọng, con đường quá xa xôi, không thấy đường đi. Khúc Hồng Nhan nói. Ba Long thân phận vô cùng tôn quý, sao có khả năng giúp chúng ta? Huyền Hoa kêu một tiếng, nói. Ai nha, ta nhớ rồi. Ái nữ Hải Hoàng Ba Long, Tứ Hải công chúa dường như có tình cảm thấm thiết với Vân Tiêu, nếu như ta không nhìn nhầm, trước trận chiến đã từng xuất hiện Eruphi. Toàn thân Lý Vân Tiêu run rẩy. Lập tức cảm nhận được ánh mắt khác thường của Khúc Hồng Nhan, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói. Đừng, đừng nghe hắn nói xàm. Khúc Hồng Nhan gật gật đầu, ung dung nói. Ngươi còn có bao nhiêu Hồng Nhan chi kỷ, đều nói ra nghe một chút. Lý Vân Tiêu vuốt mồ hôi lạnh trên trán, không biết nói như thế nào cho tốt. Khúc Hồng Nhan nói. Ta cũng nhớ trước đó có tiểu muội phi thường đáng yêu, bị ngươi thu vào trong giới thần bi, hẳn đây chính là Tứ Hải công chúa. Lý Vân Tiêu lau đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói. Có sao, vì sao, ta không nhớ rõ. Khúc Hồng Nhan lúc này không bán mặt mũi cho hắn, lạnh nhạt nói. Nếu ngay cả Tứ Hải công chúa cũng thu vào tay, vậy mời Hải Hoàng Ba Long ra tay có lẽ vấn đề cũng không lớn. Việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, phải một kích tất thắng, nếu không sẽ để Quy Khư cùng Thiên Tư chạy đi, muốn lại vây quét quá khó. Ninh Khả Vi ôm quyền nói. Việc này nên làm như thế nào, toàn bộ nghe cung chủ đại nhân và Vân Tiêu công tử thương nghị, Ninh Khả Vi ta xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Lý Vân Tiêu đáp lễ nói. Đại nhân khách khí. Huyền Hoa nói. Vây quét Quy Khư cùng Thiên Tư chính là chuyện thiên hạ, không thể để các ngươi chiến đấu một mình được, việc này nên để thánh vực tận tâm tận lực, hóa thần hải ta cũng không đứng ngoài quan sát. Lý Vân Tiêu nói. Thánh vực vào lúc này sứt đầu mẻ chán. Chờ thiên chiếu tử chỉnh đốn lại còn lâu lắm, tuyệt đối không mang hy vọng đặt lên người bọn họ, chúng ta nên tự giải quyết. Khúc Hồng Nhan cũng nói. Đúng thế, bằng vào lực lượng chúng ta và Hải Hoàng Điện, có lẽ đủ rồi. Lý Vân Tiêu khẽ chau mày, Hải Hoàng Điện trong mắt thế nhân vô cùng cường đại, nhưng Lý Vân Tiêu lại biết Hải Hoàng Ba Long đã sớm không còn cái dũng năm đó, có thể chống lại Quy Khư thật sự khó nói. Huyền Hoa nói. Chỉ cần Vân Tiêu còn là trưởng lão Hóa Thần Hải, việc này cũng chính là chuyện của Hóa Thần Hải tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đám trưởng lão khác gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Lý Vân Tiêu còn là trưởng lão Hóa Thần Hải, liền có thể tuyên truyền tài nguyên Hóa Thần Hải, đạt được ủng hộ lớn nhất. Lý Vân Tiêu làm sao không rõ, mỉm cười, nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên đi tới Hóa Thần Hải. Tất cả mọi người trọng thương, không có mấy tháng chữa thương là không xong. Huyền Hoa cười nói. Bằng vào tài nguyên Hóa Thần Hải, những tổn thương này chỉ thường thôi. Chư vị bằng hữu lúc này chiến đấu anh dũng, tận tâm tận lực, đã cống hiến thật lớn cho tộc ta. Hóa Thần Hải tự nhiên cũng không keo kiệt, ngày sau nếu có cần trợ giúp, cứ tới tìm Hóa Thần Hải. Hắn vung tay lên, hơn 10 đạo hào quang bắn về phía mọi người. Những võ giả kia vui mừng. Vội vàng nắm trong tay, đó là mũi tên có khắc ấn ký. Có thể tìm Hóa Thần Hải làm một chuyện, đối với tại bọn họ mà nói xem như đền bù tổn thất, bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đã triệt để tan thành mây khói trong cối xay thịt này, bọn họ còn sống đã rất tốt rồi. Đa tạ Huyền Hoa đại nhân. Lúc này đám người cảm tạ. Huyền Hoa mỉm cười, nói. Nên thế. Sau đó hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Chúng ta cũng nên đi chứ. Lý Vân Tiêu nói, tốt, hắn thu đám Mạc Tiểu Xuyên vào trong giới thần bi. Mấy trưởng lão Hóa Thần Hải đã nhìn quen mắt, nhưng Lý Vân Tiêu cũng cho bọn họ đi vào thể nghiệm, nhưng lại không dám. Trong đó một trưởng lão đi lên chiến hạm, mọi người trước sau đi vào, hóa thành hào quang bay đi. Hoa Thường nói, chúng ta cũng đi thôi. Trên Mạc Lạc Xuân nhu âm trầm bất định, nói, cung chủ đại nhân theo Cổ Phi Dương đi. Sợ rằng khó bàn giao với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hoa Thường lạnh nhạt nói. Lệnh bài trưởng môn ở đây, đây cũng là bàn giao.
ngươi không cần nhiều lời, chuyện này ta sẽ lo. Sắc mặt Lạc Xuân Nhu không vui, kêu một tiếng, nói. Trực tiếp mở thông đạo trở về sao? Hoa Thường nói. Lần đi quá xa, xé rách thông đạo cần tốn hao tài nguyên quá lớn, hơn nữa rất khó định vị tinh chuẩn, chúng ta nên tìm truyền tống trận của môn phái gần đây. Nàng đưa mắt nhìn Hàn Quân Đình, nói. Ngươi đi bên cạnh ta, không cho phép rời khỏi nửa bước. Hàn Quân Đình cực kỳ bất mãn, nhưng trên người lại bị Hoa Thường điểm một chỉ, phong bế tất cả tu vị, ánh mắt phóng hỏa và thần thái giận dữ. Hoa Thường căn bản không quan tâm nàng giận dữ, mang mọi người về Thần Tiêu Cung. Chỉ còn lại những võ giả trọng thương, lúc này bọn họ cũng rời đi. Một lúc sau trên bầu trời xuất hiện phù văn sáng ngời. Một thân ảnh xuất hiện, ánh mắt quét qua, một tay nâng cằm, lâm vào trầm tư. Sau đó những phù văn kia xuất hiện lần nữa, bóng dáng kia biến mất. Cách đó mấy vạn dặm, trên bầu trời có 7-8 chiến hạm, đẳng cấp không cao, chiến đi đầu là lục giai thanh loan chiến hạm. Trên chiến hạm là người yêu tộc trọng thương, tất cả đang điều tức. Trong thanh loan chiến hạm, Cố Thanh Thanh lại nhảy nói chuyện làm Mạnh nhíu mày, rốt cục nhìn không được quát. Câm miệng, có hết hay không? Cố Thanh Thanh lầm bầm nói. Tốt lắm, người rõ ràng mắng ta. Ngươi không muốn phạm yêu thánh công. Mạch cả giận nói. Nếu không vì phạm yêu thánh công, bổn tọa đã sớm xé miệng ngươi rồi. Bà Tám, ngươi chính là bà Tám, có thể an tĩnh chút hay không? Cố Thanh Thanh giận dữ, thả người muốn nhảy xuống chiến hạm, nói. Nói ta bà Tám, ngươi đời này cũng đừng nghĩ phạm yêu thánh công. Mạch chóng mặt, nội tâm sinh ra sát ý, độc trong người càng mạnh lên theo sát ý, sắc mặt của hắn xanh lại. Đột nhiên Cố Thanh Thanh an tĩnh khó có được, đứng trên chiến hạm, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, thần thái kinh hãi. Mạch cũng phát hiện dị thường, nhìn qua ánh mắt của nàng. Trên bầu trời xuất hiện vô số phù văn. Dừng lại. Phát hiện dị thường, Mạch hét lên, bảo chiến hạm dừng lại. Trong vô số phù văn có huyền khí hình tròn, phía trên khắc rất nhiều đồ án. Ánh mắt Cố Thanh Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức kêu to lên. Vũ Quang Bàn. Vừa rồi trong trận chiến Ngũ Hà Sơn Thương Ngô Khung thi triển trụ quang bàn giống như cái này. Chậc chậc, cô gái nhỏ thật tinh mắt. Trên vũ quang bàn xuất hiện một thân ảnh, tiện tay một chảo, thu hồi vũ quang bàn, ánh mắt nhìn qua Cố Thanh Thanh, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Hàng lâm thuật. Cố Thanh Thanh kinh hãi, đối phương nhìn ra dị thường của nàng, nói. Ngươi là ai? Người nọ chính là Ngô Đại Thành, cười cười, nói. Ta không biết ngươi là ai, ngươi cũng không cần biết rõ ta là ai. Hắn lại nhìn qua Mạch, nói. Nghe nói trên người của ngươi có 3 kiện chân long di hài, phân biệt là cốt, lân, gân, có thể cho ta xem không? Cố Thanh Thanh ăn cả kinh, giờ mới hiểu được long tỏa tinh không chính là long cân, khó trách quỷ dị như thế. Sắc mặt Mạch đại biến, tuy hắn biết rõ cốt lân giao bất phàm, nhưng trong trận chiến mới biết đó là chân long di hài. Long tỏa tinh không hắn cũng không biết là vật gì, đối phương lại biết là long cân, hơn nữa cốt lân giao ở trong Ngũ Hà Sơn mấy ngàn năm, người trước mặt tuyệt đối chưa từng gặp qua. Người rốt cuộc là ai? Ha ha, gặp lại làm gì từng quen biết, trước tiên nên đưa cho bổn tọa nhìn xem, nói không chừng ta sẽ thích đấy. Thích ca xui đầu ngươi. Mạch giận quá thành cười, mắng. Không muốn chết cút ngay. Hàn quang xuất hiện trong mắt Ngô Đại Thành, cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi trúng thất huyễn lục đạo yểm, loại độc này sẽ chấn động theo nguyên lực của ngươi, ngươi thi triển lực lượng càng mạnh, độc tính càng mạnh, nếu ngươi muốn giết ta, sợ rằng sẽ bị độc chết đầu tiên. Mạch hoảng hốt, người này nói đúng bệnh trạng của hắn, cả kinh nói. Ngươi, các hạ có biện pháp hóa giả. Ngữ khí lập tức uể oải. Ngô Đại Thành híp mắt cười nói. Trên người của ta đúng lúc có thứ giải cái này. Hắn vươn tay ra. Trong lòng bàn tay có một hộp ngọc, óng ánh sáng long lanh, vật bên trong là con cóc màu xanh đang nằm, không biết sống hay chết. Đột nhiên đồng tử Cố Thanh Thanh co lại, thất thanh nói. Nhật Nguyệt Tinh Thiềm. Ngô Đại Thành khen. Mặc dù không biết ngươi là người phương nào, nhưng đã có thể thi triển hàng lâm thuật, như vậy chính là cường giả đỉnh phong trong thiên địa, kiến thức không kém chút nào. Cố Thanh Thanh trầm giọng nói. Người mang vũ quang bàn. Lại có Nhật Nguyệt Tinh Thiềm chí bảo bực này, ngươi là người phương nào? Ha ha! Ngô Đại Thành cười nói.
trong thiên hạ kỳ nhân dị sự nhiều vô số kể, ngươi sao biết rõ? Mạch hỏi. Cố Thanh Thanh, Nhật Nguyệt Tinh Thiềm là vật gì? Cố Thanh Thanh trầm mặc một hồi, mới nói. Vật ấy chỉ có ghi lại trong điển tịch, thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi chỉ là truyền thuyết, căn bản không có khả năng tồn tại. Nó vốn là chân linh cổ xưa, có được lực lượng cường đại, có thể để giải trừ tất cả khác thường, sau khi chết sẽ hóa thành hình thái như ngọc, gọi là Nhật Nguyệt Tinh Thiềm. Cố Thanh Thanh thấy hắn động tâm, sợ hắn bị đối phương lừa dối, vội nói. Nhưng trong người của ngươi là thiên hạ chí độc, đại tuyệt diệt ngũ độc thất huyễn lục đạo yểm, loại độc này ta còn chưa từng nghe qua có vật có thể giải. Ngô Đại Thành cười nói. Nếu là Nhật Nguyệt Tinh Thiềm bình thường, gặp gỡ độc tới trạng thái cốt tủy, sợ sẽ không có thuốc nào cứu được. Nhưng ngươi có thể áp chế độc tính, mà trong tay của ta chính là Nhật Nguyệt Tinh Thiềm Vương. Hình thể con cóc xanh to như nắm đấm, trông rất sống động, tuyệt không như là tử vật. Mạch nuốt nước bọt, nhịn không được nói. Vật ấy thật có thể giải độc trên người ta. Ngô Đại Thành cười nói. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Mạch bắt đầu trầm mặc, cảnh giới của hắn cực cao, mặc dù không hiểu giải độc, nhưng nội tâm có cảm giác thứ trong tay Ngô Đại Thành là vật hắn muốn. Ta phải làm sao mới có Nhật Nguyệt Tinh Thiềm này? Mạch nói trọng điểm. Ha ha! Ngô Đại Thành cười nói. Cầm long cốt, lân, gân để đổi. Cái gì? Mạch giận dữ, quát lên. Ngươi muốn cốt lân giao? Nằm mơ, ngươi nhiều lắm chỉ có thể liếc nhìn. Ngô Đại Thành híp mắt, lật tay thu Nhật Nguyệt Tinh Thiềm lại, cười nói. Nhìn, vật kia lại không đẹp, có gì đẹp mắt, nếu ta chỉ nhìn, Nhật Nguyệt Tinh Thiềm cũng chỉ có thể cho các hạ nhìn mà thôi. Đám thủ hạ Mạch vây quanh Ngô Đại Thành. Như thế nào, muốn động thủ? Ngô Đại Thành cười lạnh một tiếng, bộ dáng không có sợ hãi. Mạch lạnh giọng nói. Cốt lân giao tuyệt không thể cho ngươi, Nhật Nguyệt Tinh Thiềm cũng phải lưu lại. Ngô Đại Thành thâm ý nhìn qua hắn, nói. Cẩn thận quá tham, biến thành không còn tất cả. Nội tâm Mạch chấn động, Ngô Đại Thành dùng ánh mắt lợi hại như xem thấu tâm tư của hắn, lập tức có cảm giác bị người ta nhìn xuyên qua linh hồn, cả kinh hít khí lạnh liên tục, hắn bắt đầu do dự. Đối phương đột nhiên xuất hiện, hơn nữa người mang rất nhiều bảo bối, hiển nhiên lai lịch không nhỏ, mà bản thân mình trúng độc trong người, nếu thật đánh nhau, thắng bại không biết, quan trọng hơn là, nếu như mất Nhật Nguyệt Tinh Thiềm, độc trên người của mình không biết tới khi nào mới có thể giải. Các hạ ra điều kiện khác đi, cốt lân đao làm bạn với bổn tọa từ nhỏ đến lớn, thật sự khó có thể bỏ thứ mình yêu thích. Mạch bắt đầu chịu thua. Ngô Đại Thành nói, đúng là khó bỏ những thứ mình yêu thích, lúc này mới có thể làm nổi bật tính mạng là quan trọng cỡ nào. Nếu như người bị trúng độc chết, cốt lân đao sẽ không còn, đến lúc đó ta lại lấy tới tay mà thôi. Theo ta thấy, nếu không thể giải độc, trong vòng 3 năm ngươi sẽ bị độc chết. Chỉ 3 năm mà thôi, ta vẫn chờ được. Mạch tức giận nói. Nói bậy nói bạ, ngươi giao Nhật Nguyệt Tinh Thiềm cho ta, bổn tọa sẽ thiếu nợ nhân tình của ngươi, ngày sau sông pha khói lửa, quyết không chối từ. Ngô Đại Thành mỉa mai nói. Chậc chậc, ngay cả binh khí cũng không chịu giao cho ta, còn nói cái gì sông pha khói lửa, không cảm thấy quá dối trá hay sao? Mạch lạnh lùng nói. Đã như vậy, ta xem các hạ có bổn sự gì lấy được binh khí của ta. Sát. Nói ra chữ này, Mạch lập tức tăng lực lượng lên đăng phong tạo cực đỉnh phong, chém ra một đao thật mạnh. Xuy. Thân ảnh Ngô Đại Thành bị chém thành hai nửa, chỉ còn lại tàn ảnh. Cách bên phải vài trượng, thân ảnh Ngô Đại Thành xuất hiện, lạnh lùng nói. Nếu các hạ muốn tự tìm đường chết, ta sẽ rời đi, 3 năm sau gặp lại. Không đúng, là 3 năm sau ta tới gặp ngươi, nhưng mà ngươi sẽ không thấy ta đâu. Cười dài mấy tiếng, phú quang bàn lóe sáng, lập tức biến mất trên bầu trời. Sắc mặt Mạch âm trầm lợi hại, ánh đao vừa động chất độc đã phát tác, đang lan tràn ra khắp tứ chi bách hài, không có dấu hiệu khống chế được. Nếu tiếp tục như vậy, không cần 3 năm hắn sẽ chết. Lúc ấy người trúng độc rất nhiều, nhưng không ai như hắn, hút vô số máu độc vào trong người. Nếu không phải tu vị bản thân hắn mạnh mẽ, huyết thuật có năng lực tinh lọc rất mạnh, sợ rằng hắn đã sớm chết rồi. Cố Thanh Thanh nhìn qua hắn, nói. Nếu như thứ đó thật sự là Nhật Nguyệt Tinh Thiềm, có lẽ là vật duy nhất có thể cứu ngươi. Trong truyền thuyết còn có vài loại thánh vật giải độc, độ khó khi tìm kiếm còn không dưới Nhật Nguyệt Tinh Thiềm đâu. Mạch cắn răng một cái, lập tức hét lớn.
đi ra, bằng hữu đi ra, ta đổi. Cốt Lân Giao tuy trọng yếu, nhưng nó làm sao bằng tính mạng của hắn được. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, giữ lại tánh mạng, nói không chừng sau này có cơ hội đoạt đao từ trong tay của ta đấy, ha ha. Ngô Đại Thành lúc này xuất hiện ở xa xa, trong mắt tràn đầy trêu tức, hiển nhiên đối phương biết sẽ như vậy. Mạch lạnh giọng nói, ngươi giao Nhật Nguyệt Tinh Thiềm trước, nếu không ta đưa ngươi trước, ngươi trực tiếp dùng vũ quang bàn chạy thì làm sao bây giờ? Ngô Đại Thành cười nói, nếu ngươi không tin ta, vậy cũng không có sao, cứ để cô gái nhỏ này làm trung gian, chúng ta giao bảo vật cho nàng. Cố Thanh Thanh cười cười, nói, khanh khách, như vậy quá để mắt bổn cô nương, nhưng mà nhãn lực của ngươi rất tốt, bản cô nương là người đáng tin. Mạch khẽ nói, hãy bớt xàm ngôn đi. Hắn đã có phần không chờ được, trực tiếp ném Cốt Lân đao cho Cố Thanh Thanh. Ngô Đại Thành lấy Nhật Nguyệt Tinh Thiềm ra, đưa tới trước. Quá trình giao dịch không có gì xảy ra, Cố Thanh Thanh thuận lợi luân chuyển cho hai bên, lúc cầm Cốt Lân đao đưa cho Ngô Đại Thành, ngón tay dường như hữu ý vô ý đụng vào. Ngô Đại Thành lập tức cảm ứng được, đồng tử hơi co lại, lập tức cười cười, bàn tay của hắn cũng sờ tay của nàng, cười dâm. Hắc hắc, Cố Thanh Thanh sợ tới mức vội vàng co tay lại, không cho hắn sờ. Ngô Đại Thành cười nói. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi sờ ta, không cho ta sờ ngươi sao? Cố Thanh Thanh lúc này tránh xa vài chục trượng, lúc này mới nói. Không biết xấu hổ, bổn cô nương băng thanh ngọc khiết, há có thể do ngươi sờ loạn. Ha ha, không tệ, ta thích, ngươi có thể cân nhắc đi cùng ta đấy. Ngô Đại Thành cười nói. Ánh mắt Cố Thanh Thanh đảo một vòng, nói. Ngươi cũng biết ta chỉ hàng lâm thân nà, vạn nhất bản thể là lão thái bà thì sao? Ngô Đại Thành nói, nếu là xú lão thái bà, ta sẽ một chưởng đập chết ngươi. Còn nữa, ta muốn bộ dạng hàng lâm thể này là đủ rồi, đối với bản thể của ngươi ta không có hứng thú. Cố Thanh Thanh đỏ mặt, nổi giận mắng. Đồ lưu manh, cút. Ha ha. Ngô Đại Thành cười to mấy tiếng, vũ quang bàn lóe lên, hắn biến mất không thấy gì nữa. Mạch cầm lấy Nhật Nguyệt Tinh Thiềm, ánh mắt có hào quang tỏa sáng, nói. Vật này dùng thế nào? Cố Thanh Thanh nói. Rất đơn giản, ăn nó là được. Mạch nói. Tốt, tất cả mọi người hộ pháp cho ta. Hắn cẩn thận ngồi xếp bằng xuống, mở hộp ngọc ra, cầm lấy con cóc màu xanh rất sống động, hắn hút mạnh nó vào trong cơ thể của mình. Sắc mặt Mạch đại biến, gương mặt màu xanh lục biến thành xanh lá cây, thân thể biến thành màu của con cóc. Cố Thanh Thanh liếc mắt nhìn, biết đã bắt đầu giải độc. Lúc trước nàng chạm vào tay của Ngô Đại Thành, lập tức cảm ứng được thân thể là chết, Ngô Đại Thành cũng bị cường giả hàng lâm thân thể, nhưng mà không biết là người phương nào. Xem ra thiên võ giới đúng là tàng long ngọa hổ, chính mình đã khinh thường anh hùng thiên hạ. Ý niệm của nàng lưu chuyển thật nhanh, lập tức nghĩ đến giới thần bi của Lý Vân Tiêu, còn nhớ tới người nọ đã nói, nội tâm nóng rực, ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Giờ phút này, Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan đang ngồi chiến hạm đi tới Hóa Thần Hải. Tất cả mọi người đang bế quan trong mật thất, chiến hạm bay thẳng tới một tòa thành có truyền tống trận. Sau trận chiến Ngũ Hà Sơn, đặc biệt là vào thời khắc Mạch trùng kích hư cực thần cảnh, thiên địa cảm ứng hàng lâm, cảnh giới của Lý Vân Tiêu bắt đầu buông lỏng, hắn hút rất nhiều linh khí vào trong cơ thể, nguyên lực trong người ngưng kết thật nhiều. Đây chính là dấu hiệu đột phá siêu phàm nhập thánh, Lý Vân Tiêu khẩn trương, lập tức trầm tĩnh lại. Xếp bằng trong tụ linh trận, linh khí chung quanh hóa thành rồng, trực tiếp rót vào trong thân thể. Cửu tinh đỉnh phong đã là cực hạn võ đạo, dưới tình huống không thể bước vào thần cảnh, chỉ có thể không ngừng mang nguyên lực trong người áp xúc lại, từ đó tu vị bước vào siêu phàm nhập thánh tương đương quy chân thần cảnh. Quá trình này đối với hắn mà nói quen việc dễ làm, lặp lại quá trình này cũng không có gì khó khăn cả. Từ khi lực lượng lắng đọng và trầm tích, thương thế trên người chuyển biến tốt rõ ràng. Sau một hồi, linh khí nồng đậm trong mật thất tỏa ra, cực phẩm nguyên thạch biến mất mất gần ức, đây là tài phú nhiều võ giả cả đời cũng không có được. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu trở lại siêu phàm nhập thánh, không chỉ có tu vị, còn có tự tin không gì sánh nổi, trong mắt của hắn tỏa ả khí thế uy hiếp thiên hạ. Chỉ trong nháy mắt đã thu liễm lại, bình thường không có gì lạ. Nội tâm của hắn đột nhiên khẽ động, dường như cảm ứng được cái gì, hai tay của hắn nắm lại, tiếng xương cốt kêu vang. Sắc mặt âm trầm.
Đôi mắt của hắn đỏ rực như máu, càng nhìn thấy hai đạo thân ảnh giờ nát bước đi trong thiên địa bao la. Hai người đột nhiên dừng lại, dường như cảm ứng được cái gì. Ồ, siêu phàm nhập thánh, nhanh như vậy. Thiên Tư quay đầu, trên mặt của hắn đầy thần sắc kinh ngạc. Thân thể Ninh Khả Nguyệt run lên, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng mờ mịt, xuyên thấu qua vô số không gian, giống như đối mặt với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Hai tay Ninh Khả Nguyệt che miệng lại, nước mắt lăn dài trên má, nói. Ngươi tìm nơi trốn đi, ta không về được. Chậc chậc, hoan nghênh tới cứu người đấy. Thiên Tư cười ha hả, nói. Ngươi có thể tiêu dao một hồi, chờ Quy Khư đại nhân trở về, thời gian của ngươi sẽ chấm dứt. Chiến thương của hắn sinh ra hào quang sáng ngời, chặt đứt lực lượng Nguyệt Đồng. Hình ảnh trước mặt Lý Vân Tiêu tối sầm, thế giới như lâm vào bóng tối, ánh mắt chậm rãi trở lại trong mật thất. Tới tìm ta sao, Quy Khư, Thiên Tư, ta chờ các ngươi. Lý Vân Tiêu xanh mặt, tuy hắn đã trở lại siêu phàm nhập thánh, nhưng muốn đối phó hai người này còn xa mới đủ, về phần cảnh giới cao hơn, sợ rằng trong thời gian ngắn rất khó đạt được. Lực lượng. Hắn lập tức nghĩ đến Nam vực Phong Ma chi địa, đó là nơi có thể thành thần nhất, nghĩ đến đây, ý niệm trong đầu không thể ức chế sinh ra suy nghĩ điên cuồng. Phong ấn. Đầu óc của hắn thanh tỉnh lại, lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ đáng sợ kia, thân thể bắt đầu run rẩy. Năm đó ma chủ hàng lâm thế giới, hắn lại muốn hủy diệt thế giới. Nam vực phong ấn hạ ma phổ, ít nhất còn có một nửa lực lượng ma chủ, nếu hắn mà đi ra, thiên hạ ai có thể đối địch với hắn chứ? Sợ rằng Hoang Dung hợp không, hoặc là Quy Khư chiếm cứ Ninh Khả Nguyệt cũng không thể là đối thủ của phổ. Hắn xua tan suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu. Tu vị rất khó tăng lên trong thời gian ngắn, chỉ có thể bắt tay từ phương diện khác tăng chiến lực lên. Hắn duỗi hai tay ra, trong tay trái nâng Ngũ Hà Sơn, tay phải cầm Khôi Lỗi hình người. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ánh mắt Lý Vân Tiêu co rút lại, nhìn chằm chằm vào Khôi Lỗi hình người, lẩm bẩm. Thượng cổ tam đại hung trận, thật sự có thể diễn luyện bằng khôi lỗi sao? Hắn lấy ngọc giản mục trang tặng cho ra, bắt đầu nghiên cứu tâm đắc khôi lỗi thuật. Bên trong có một ít trụ cột khôi lỗi thuật, còn có lĩnh ngộ của mục trang về khôi lỗi thuật, nó như mở cánh cửa hoàn toàn mới trước mặt Lý Vân Tiêu, hắn bắt đầu đắm chìm vào trong tri thức. Chiến hạm bay đi không lâu, lập tức bay tới một tiểu thành, mọi người cho chiến hạm bay thấp, đi vòng về chủ thành Tây Vực tiến tới Hóa Thần Hải. Bởi vì trên chiến hạm tiêu chí Hóa Thần Hải làm người ta chú ý quá mức, lập tức kinh động nội thành, một đám cao thủ lập tức chạy ra đón, nhưng chưa chờ bọn họ đi tới, mọi người cũng đã rời đi, trực tiếp truyền tống tới Lật Thành chủ thành Tây Vực. Đám thủ vệ nội thành lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy những người tới khí vũ phi phàm, nhưng hoàn toàn không cảm thụ được nguyên lực chấn động. Trong đó có một nữ tử đẹp như thiên nhân, làm cho hắn lập tức hít thở không thông, lúc này mới khôi phục tinh thần. Nhưng đều cảm giác như đang nằm mơ, trên đời này thực sự có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Những thủ vệ trong Lật Thành không thất thần quá lâu, kiến thức tự nhiên là có, hiểu những người này là nhân vật khó lường, lập tức cho người đi thông chi thành chủ, lại tiến lên cẩn thận hỏi. Chư vị đại nhân từ xa tới Lật Thành, vất vả. Không biết chư vị đại nhân tới Lật Thành có chuyện gì, chúng ta có thể cống hiến sức lực hay không? Hắn nói rất cẩn thận, cực kỳ già dặn. Một vị trưởng lão nói, chúng ta muốn đi Hóa Thần Hải, lập tức mở thông đạo cho chúng ta. Nội tâm thủ vệ cả kinh, thất thanh nói. Hóa Thần Hải, các vị muốn đi Hóa Thần Hải, không biết có phê hàm hay không? Hóa Thần Hải quản chế truyền tống trận rất nghiêm, bất cứ người nào truyền tống qua lại đều phải thông chi người phụ trách Hóa Thần Hải bên kia trước, đạt được phê hàm mới có thể mở thông đạo. Tên trưởng lão ném tấm lệnh bài ra, nói. Chúng ta chính là người thuật uyển Hóa Thần Hải, đây là lệnh bài, có tác dụng hơn phê hàm rất nhiều. Thủ vệ cầm lệnh bài trong tay, chỉ cảm thấy còn nặng hơn cả núi, đầu đầy mồ hôi lạnh, lệnh bài kia thiệt giả hắn đâu có nhận ra, vội nói. Bổn thành mấy năm qua chỉ có một vị đại nhân đi Hóa Thần Hải, hơn nữa là có phê hàm chuyên trách. Chư vị muốn đi, ta không thể làm chủ, kính xin các vị báo cáo thành chủ đại nhân đi. Hắn lập tức cho người dẫn bọn họ vào phòng khách quý. Những trưởng lão này đứng ở thuật uyển, cho tới bây giờ đều là tồn tại cao cao tại thượng, được nhiều người ủng hộ, chưa từng phải chờ đợi như thế này, lập tức giận dữ nói.
lão phu phải về hóa thần hải, sao có thể bị ngươi làm chậm trễ? Lập tức mở thông đạo cho ta, bằng không tự gánh hậu quả. Thủ vệ kia vẻ mặt cầu xin, nói. Đại nhân đừng làm khó dễ ta, không nói ta không có quyền lực như vậy, cũng không có bổn sự mở thông đạo ra, muốn mở thông đạo hóa thần hải cùng thánh vực, nhất định phải có thủ dụ và chìa khóa của thành chủ mới được. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn nói không giả, cũng không muốn khó xử hắn, nói. Ngươi cứ xử lý theo trình tự đi. Thủ vệ kia như chút được gánh nặng, vội vàng chạy đi, bảo người dưới dẫn bọn họ vào phòng khách quý. Tên trưởng lão phẫn nộ nói. Thật sự là hoang đường, đi về hóa thần hải còn gặp chuyện này. Lý Vân Tiêu biết rõ tính nết những trưởng lão này, một đám không dành thế sư, hai là cao cao tại thượng đã quen, không có mấy tính tình gì tốt, hắn mỉm cười, nói. Làm việc tốt thường gian nan, cũng không nên quan tâm chút chuyện nhỏ này. Hừ, giá trị của chúng ta, bọn họ là con sâu cái kiến có thể hiểu sao? Bọn họ cả đời cũng không có công phu như vậy. Tên trưởng lão này tức giận không tiêu, đám trưởng lão khác cũng không tốt hơn cái gì. Nhưng bọn họ nhìn thấy bộ dáng và vẻ mặt Lý Vân Tiêu cùng Khúc Hồng Nhan bình tĩnh, cũng không phát hỏa cái gì, chỉ tức giận đứng tại chỗ mà thôi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đã lâu không trở lại hóa thần hải, thật sự nhớ mong nha. Ta nhớ năm đó Tử Duệ trưởng lão dốc lòng nghiên cứu khôi lỗi thuật có phần tâm đắc, không biết Tử Duệ trưởng lão vẫn còn không. Mấy người kia đều sững sờ, không rõ Lý Vân Tiêu vì sao đột nhiên đề cập người này. Người này ở trong thuật uyển hóa thần hải, cho dù là danh vọng hay thành tựu đều phi thường bình thường, không thế nào được người ta chú ý tới. Huyền Hoa kỳ quái nói. Người có giao tình rất tốt với hắn sao? Dường như cũng bình thường mà. Lý Vân Tiêu cười nói. Chư vị hiểu lầm, gần đây ta nghiên cứu khôi lỗi thuật, rất nhiều thứ cần tìm hắn nghiên cứu thảo luận một phen. Huyền Hoa nói. Thì ra là thế, cảm giác cảnh giới dừng lại, nhất thời khó có thể tinh tiến, cho nên muốn bắt tay vào phương pháp khác, tìm kiếm biện pháp tăng cường thực lực sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu kinh ngạc, nói. Bị ngươi nhìn ra. Huyền Hoa cười nói. Ta cũng nghĩ qua, nhưng vẫn không nhẫn tâm từ bỏ tăng tu vị, vẫn không ngừng lục lọi biện pháp tiến lên đăng pơ gông tạo cực, sợ là đến chết cũng không buông tha. Lý Vân Tiêu nói. Ta cũng không phải buông tha. Chỉ là trong thời gian ngắn không thể tăng thực lực lên, không ngừng tìm kiếm đột phá bản thân, mượn vật bên ngoài chung quy không phải là cách giải quyết tốt. Khúc Hồng Nhan có phần bận tâm, nói. Ngày ấy ta thấy ngươi tu vị chỉ là cửu tinh đỉnh phong, nhưng thực lực còn mạnh hơn siêu phàm nhập thánh bình thường, muốn tiến thêm một bước rất khó khăn, thời điểm này phân tâm chuyện khác, chỉ sợ không tốt. Lý Vân Tiêu cười nói. Siêu phàm nhập thánh, ta đã đột phá rồi. Cái gì? Tất cả mọi người ăn cả kinh, Khúc Hồng Nhan nhìn qua, ánh mắt tỏa sáng, vui vẻ nói. Ta cảm giác, cảm thấy ngươi dường như có phần khác trước, nhưng lại không thể nói xảy ra chuyện gì, thì ra là đột phá. Khí tức trên người Lý Vân Tiêu lập tức tăng lên tới cực điểm, lực lượng siêu phàm nhập thánh bộc phát ra, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Mấy trưởng lão khác giật mình, đều đi lên chúc mừng hắn. Huyền Hoa chúc mừng, nói. Tốt tiểu tử ngươi. Không ngờ trở về siêu phàm nhập thánh nhanh như vậy, dùng tiềm năng thân thể này của ngươi, đột phá hư cực thần cảnh nằm trong tầm tay rồi. Lý Vân Tiêu đáp lễ từng người, mới nói. Cũng không có gì đáng mừng rỡ, chút lực lượng này không đủ rồi, muốn trùng kích đăng phong tạo cực không biết năm nào tháng nào, cho nên ta phải từ vật khác tăng thực lực bản thân lên. Huyền Hoa nói. Ngươi là đồ biến thái, thực lực đã đủ khủng bố, trước kia chưa bước vào siêu phàm nhập thánh. Ta còn không có lòng tin thắng ngươi, hiện tại càng không thể nào. Sắc mặt của hắn chán nản. Lý Vân Tiêu cười nói. Sự do người làm nha. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng nói vọng vào, nói. Thành chủ Lật Thành Lôi Viên, bái kiến các vị tiền bối. Giọng nói kia mang theo kính sợ và run rẩy, không dám đẩy cửa tiến vào. Sau khi Lôi Viên nhận được tin tức liền chạy tới, bởi vì gần đây có cuộc chiến Ngũ Hà Sơn. Đã chấn kinh cả Tây Vực, Thánh Vực không ngừng truyền thông báo tới các môn phái tăng viện binh, Lật Thành cũng đi không ít cao thủ, nhưng đều tan thành mây khói, hài cốt không còn. Đám người Lý Vân Tiêu vừa xuất hiện, Lôi Viên lúc này phán đoán vô cùng có khả năng là cường giả may mắn sống sót trong cuộc chiến Ngũ Hà Sơn trở về, lúc này bất chấp tầm hoan tác nhạc với Vũ Cơ, lập tức chạy tới nơi này. Vừa vào sân nhỏ,
đã bị khí tức Lý Vân Tiêu phóng xuất ra chấn nhiếp, sắc mặt sợ hãi tái nhợt, một lúc sau mới khôi phục tâm thần. Lý Vân Tiêu nói, vào đi. Lôi Viên lúc này mới dám đẩy cửa tiến vào, bộ dáng nom nóp lo sợ, cung kính nói. Lôi Viên bái kiến chư vị đại nhân. Tên trưởng lão lúc trước quát. Đừng nói nhảm rong dài, nhanh chóng mở truyền tống trận đi thông hóa thần hải, chúng ta cần phải đi trở về, chậm trễ thời gian của chúng ta, người bồi nổi hay không? Tính tình nóng nảy, thần thái cao ngạo miệt thị từ trên cao xuống, tăng thêm khí tức khủng bố lúc trước. Lôi Viên lúc này đoán được mấy người trước mặt là trưởng lão hóa thần hải không thể nghi ngờ, lập tức khom người nói. Là tại hạ lãnh đạm, sẽ đi an bài. Hắn nhanh chóng cúi người đi ra ngoài, lập tức bắt tay vào việc mở truyền tống trận. Dù sao truyền tống trận đi thông hóa thần hải và thánh vực không phải đại thành nào cũng có, nhưng đúng lúc lật thành có được, nhưng vài chục năm qua chưa mở ra lần nào. Rất nhanh, Lôi Viên đã đi trở về, thông báo truyền tống trận đã mở ra. Mọi người lúc này mới tiến vào trong truyền tống trận, nhanh chóng rời khỏi lật thành. Lôi Viên nhìn qua hào quang truyền tống biến mất, lúc này thở ra một hơi. Trong phải hải vực to lớn, lúc này có kim quang hiện ra, kéo dài mấy chục dặm, kéo dài không tiêu tan, nước biển sinh ra gợn sóng lăn tăn. Mặc dù mặt trời đã lặn, nơi đây vẫn tỏa sáng, kim mang càng tăng lên, giống như cự bảo mọc lên từ đáy biển, đang không ngừng cắn nuốt linh khí chung quanh. Trong kim quang cũng không phải bảo vật gì đó, mà là một hòn đảo, phía trên có các loại kiến trúc trải dài, rộng chừng ngàn mẫu, trong đó con đường ngang dọc khắp nơi, người đến người đi như nước chảy. Chính là dưới hóa thần hải, hải thị Thận Thành. Qua mấy canh giờ sau, đám người Lý Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện trong hải thị Thận Thành, đi ra khỏi truyền tống trận to lớn. Đột nhiên cảnh báo vang lên, trên bầu trời hơn 10 đạo hào quang bay tới nơi này. Mấy người trong thông đạo lập tức bị thần thức bao phủ. Là từ Tây vực lật thành tới, người đến là người phương nào, chưa xin phê hàm mà dám trực tiếp truyền tống tới, vô lễ. Một lão giả râu cá trên đã sớm chờ ở bên cạnh, bên người có mười mấy người đang đứng, còn có một chút ẩn nấp ở nơi bí mật, cũng hơn trăm người đang ở đây. Mấy trưởng lão thuật huyền đang muốn nổi giận, huyền hoa ngăn cản bọn họ, nhìn qua trưởng lão râu cá chê. Chúng ta là người thuật huyền. Hiện tại phải đi về. Thuật Uyển. Lão giả râu cá chê giật mình, Thuật Uyển chính là nơi tinh anh hóa thần hải hội tụ, cũng có thể nói là cơ cấu quyền lực lớn nhất ngoài trưởng lão viện hóa thần hải, nhưng mặc dù là rất nhiều trưởng lão đều là người Thuật Uyển. Mấy vị là, vì sao không thông chi? Trên mặt lão giả râu cá chê đầy hồ nghi, vẫn còn có chút cảnh giác, dù sao tùy tiện thả người đi vào hải thị Thận Thành chính là tội lớn, huống chi người muốn đi vào hóa thần hải là trưởng lão. Trưởng lão Thuật Huyền không phải hắn có thể đắc tội, cho nên áp thấp tư thái, cẩn thận hỏi thăm. Huyền Hoa nói, chuyện có nguyên nhân, đi vội vàng. Đây là lệnh bài của ta, thỉnh kiểm duyệt. Một kim sắc quang mang bay tới. Lão giả râu cá chê cầm xem xét, sợ tới mức thiếu chút nữa té lăn ra đất, toàn thân phát run, kinh hãi nói. Huyền, ngươi, ngài là, Huyền. Huyền Hoa mỉm cười, thu lệnh bài trở về, nói. Chính là ta, an bài đi, ta trực tiếp đi hóa thần hải. Thỉnh ngài chờ một chút, sẽ xong ngay. Lão giả râu cá chê quát lui mọi người, nhanh chóng đi an bài. Trong hóa thần hải có truyền tống trận tới từ các nơi trong đại lục, mà từ Thiên Vũ đại lục tiến vào hóa thần hải cần phải đi qua hải thị Thận Thành. Hải thị Thận Thành tên là Bất Dạ Thành, nội thành mặc dù người đi lại như nước, nhưng căn bản là ba loại người, thương nhân, thuật luyện sư cùng võ giả. Các loại giao dịch huyền khí và đan dược cấp cao, có hơn phân nửa đều diễn ra ở nơi này. Lý Vân Tiêu sinh lòng cảm khái, thần thức không ngừng quét qua các nơi. Nếu không phải ước hẹn nửa năm với Kỳ Thắng Phong như lửa xém lông mày, hắn càng muốn tăng khôi lỗi thuật lên một tầng, bằng không hắn sẽ nghỉ ngơi trong hải thị Thận Thành mấy ngày. Huyền Hoa đại nhân, tất cả đều an bài tốt, mời. Lão giả râu cá chê trở về nhanh chóng, cung kính đứng trước mặt Huyền Hoa báo cáo. Đám võ giả chung quanh xôn xao, tất cả đều mở to mắt nhìn qua Huyền Hoa, bọn họ mặc dù tu luyện trong hải thị Thận Thành, cho tới bây giờ chưa thấy qua mấy vị phong hào võ đế trong truyền thuyết, mặc dù có người nhìn thấy cũng không biết thân phận, giờ phút này nghe lão giả nói thế, lập tức kinh ngạc sau đó hạ thấp tư thái. Huyền Hoa nhìn qua phía Lý Vân Tiêu, động tác này bị lão giả râu cá chê khôn khéo nhìn thấy, trong nội tâm chấn động mãnh liệt,
chuyện này chứng minh thân phận thiếu niên này còn trên huyền hoa. Nhưng, điều này có thể sao? Lão giả râu cá chê nhíu mày, nhìn lén Lý Vân Tiêu vài lần, nội tâm có các loại suy đoán, nhưng đều không có đầu mối. Lý Vân Tiêu đứng đó không nhúc nhích, nhưng hai mắt sáng như sao, ánh mắt sinh ra hào quang quét qua bốn phía, nhìn chằm chằm vào cửa hàng cách đó mấy trăm trượng. Khúc Hồng Nhan kinh ngạc nói. Như thế nào? Lý Vân Tiêu thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, nói. Không có gì, chỉ phát hiện vài món đồ vật thú vị. Đồ vật thú vị. Khúc Hồng Nhan và Huyền Hoa đều kỳ quái, Huyền Hoa nói. Muốn không nhìn không? Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Đi xem đi. Huyền Hoa lập tức nhìn trưởng lão dâu cá chê. Chúng ta tạm thời có việc, truyền tống chờ sau đi. Lão giả nào dám nói chứ không? Lập tức nghe lệnh. Hắn càng tò mò thân phận của Lý Vân Tiêu, hơn nữa cũng nhìn qua cửa hàng xa xa, dường như cũng không có gì kỳ quái cả, là một cửa hàng đã cũng như rất nhiều cửa hàng mà thôi. Mấy trưởng lão thuật huyền cũng đi theo Lý Vân Tiêu, đi tới cửa hàng trước mặt. Mấy vị đại nhân, muốn mua cái gì? Tiểu nhị cửa hàng nhìn thấy mấy người bất phàm, đặc biệt là trên nhìn quai Khúc Hồng Nhan vài lần. Khúc Hồng Nhan lúc ở Lật Thành đã hấp dẫn quá nhiều chú ý. Đã sớm đeo khăn che mặt, nhưng không thể ngờ vẫn hấp dẫn nhiều người nhìn qua. Lý Vân Tiêu chỉ vào cái hộp màu hồng phấn, có hơn 10 hộp đan dược nằm trên kệ, nói. Đây là đan dược gì? Tiểu nhị cười nói. Khách nhân hảo nhãn lực, đây là bát giai thanh xương đan, thiên kim khó cầu, chúng vừa từ trong hóa thần hải đưa ra không lâu, tuyệt đối thượng phẩm, giá cả công bằng. Lý Vân Tiêu tiện tay cầm hộp ngọc mở ra, bên trong có viên đan dược tròn vo. Chúng có màu xanh nhạt, linh khí bức người, nhưng trong diệu pháp linh nhãn của hắn lại có thể nhìn thấy một tia ma khí trong đó. Tiểu nhị thấy hắn mở hộp, kinh hãi, nhanh chóng tiến lên muốn đoạt lại, nói. Đại nhân, không thể, làm thế linh khí trong đan dược sẽ xói mòn, phẩm chất sẽ hạ thấp. Lúc này một túi nguyên thạch bay lên mặt tiền cửa hàng, lão giả dâu cá chê phụ trách truyền tống chẳng biết lúc nào đã theo tới đây, chỉ vào tiểu nhị nói. Đừng có lải nhải, mấy vị này đại nhân muốn nhìn cái gì thì nhìn cái gì. Lão giả dâu cá chê phi thường khôn khéo, thật vất vả mới có thể tiếp xúc với những đại nhân vật như thế này, tại sao không thân cận hơn chứ, nếu làm cho vị đại nhân nào đó dễ chịu, tùy tiện thưởng cho cái gì đó thì hắn cũng sẽ dễ chịu. Mình ở Hải Thị Thận Thành phụ trách truyền tống mấy chục năm, tất cả trưởng lão hóa thần hải ra vào thường xuyên, nhưng mà hắn khó gặp được tồn tại đỉnh cấp như Huyền Hoa. Cho nên hạ lệnh trì hoãn truyền tống xong, hắn hấp tấp chạy tới thêm chút sức. Tiểu nhị cửa hàng nhận ra lão giả dâu cá chê, vội vàng khom người chào hỏi. Thì ra là Chu Bách đại nhân. Chu Bách khom người chào đám người Huyền Hoa, trên mặt đầy sùng kính. Huyền Hoa chỉ nhìn rồi gật đầu xem như đáp lễ, lại nhìn qua viên thanh xương đan, hỏi. Có cái gì không đúng sao? Lý Vân Tiêu cầm đan dược ra rồi bóp nát. Một tia ma khí hiện ra trong lòng bàn tay, bị nguyên khí bao trùm, phiêu hốt bất định. Đây là ma khí. Hắn bình tĩnh nói ra. Huyền Hoa cau mày nói. Những năm gần đây hóa thần hải nghiên cứu về ma công rất nhiều, số trưởng lão nghiên cứu ma công không ít, Trần Vũ đại nhân là thứ nhất, nhưng hắn đã thân vẫn ở Ngũ Hà Sơn. Sắc mặt Chu Bách bên kia nghe xong đã đại biến, Trần Vũ cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù chưa gặp được chân thân nhưng tên tuổi như sấm bên tai. Lý Vân Tiêu nói, mang ma khí nhập vào đan dược cũng bình thường sao? Tay phải Huyền Hoa đưa lên xoa cằm, trầm ngâm nói. Điểm này ta cũng không biết, nhưng hơn phân nửa là được, có vấn đề về luyện chế sao? Một vị trưởng lão nói, theo ta được biết, đan dược gia nhập một chút ma khí vào, hiệu quả rất tốt, không ít trưởng lão cũng bắt đầu tinh nghiên đạo này, hy vọng có được thành tựu. Lý Vân Tiêu nói, luyện chế đại quy mô như thế, có nghiên cứu qua tính an toàn của nó chưa? Tên trưởng lão lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng việc này là thuật trưởng đại nhân cho phép, tính an toàn có lẽ sẽ có bảo đảm. Thuật trưởng đại nhân, đây là người đứng đầu hóa thần hải, chính là thiên hạ thuật luyện sư công hội hội trưởng, Lỗ Thông Tử. Thần thức Lý Vân Tiêu quét ra, không chỉ có cửa hàng này, trong các cửa hàng chung quanh đều có những vật có ma khí. Cũng không chỉ cực hạn trong đan dược, thậm chí còn có huyền khí. Hắn đi vào trong một cửa hàng, chọn chúng một thanh kiếm, cẩn thận quan sát. Chu Bách tự nhiên là nhanh chóng trả nguyên thạch.
Keng. Lý Vân Tiêu dùng ngón tay chạm vào kiếm, thanh kiếm phát ra âm thanh long cong dễ nghe. Tiểu nhị đã thu nguyên thạch, tự nhiên sẽ không quản hắn làm cái gì, cười nói. Đại nhân yên tâm, đây là quan dương kiếm thất giai, vô cùng lợi hại, trong thất giai xem như cực phẩm. Lý Vân Tiêu nói, thật là cực phẩm. Phanh, một tiếng, thanh kiếm này đứt đoạn, lăng không một chảo, hắn bắt một tia ma khí vào lòng bàn tay. Tuy ma khí nhập vào đan dược, nhưng không cách nào luyện hóa, nó vẫn như lúc ban đầu. A, à, tiểu nhị bị dọa xanh mặt, trong mắt lồi ra, ngây ngốc nhìn thanh kiếm gãy. Hắn xoa xoa đôi mắt khó tin, kinh ngạc nói. Cái này, hắn sợ đối phương nói mình bán hàng giả, yêu cầu bồi thường, may mà những người này sau khi bẻ gãy kiếm đã đặt kiếm lên bàn, cũng nhanh chóng rơi đi. Nhìn qua kiếm gãy và nguyên thạch trong kiếm, tiểu nhị như đang nằm mơ. Đám người Lý Vân Tiêu nhanh chóng rời khỏi Hải Thị Thận Thành, tiến vào Hóa Thần Hải. Nơi này mênh mù mênh mông như tiên cảnh, linh khí ngưng tụ thành thực chất, nó không ngừng phiêu tán chung quanh. Mấy người phụ trách truyền tống trận khom người chào. Huyền Hoa nói, chúng ta trực tiếp đi Thuật Thần Đảo gặp mặt thuật trưởng đại nhân. Người phụ trách thét dài, trên mặt biển có một con đại bàng màu xanh bay lên, xoay quanh trời cao. Đám người Huyền Hoa bay lên, trực tiếp đứng trên lưng đại bàng, thời không thay đổi, tốc độ đại bàng rất nhanh. Sau nửa chén trà nhỏ, phía trước xuất hiện một hòn đảo nằm trong mây mù, phía trên linh vụ đậm đặc. Mọi người bay xuống dưới, Huyền Hoa thở dài nói. Rốt cục trở về, trận chiến này đúng là ác mộng, đáng tiếc chân vũ các trưởng lão đã nằm lại đó. Khúc Hồng Nhan nói. Càng ác mộng là, trận ác mộng này chưa chấm dứt, kế tiếp sẽ là dung chuyển dữ dội. Hóa Thần Hải nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Huyền Hoa gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Chúng ta phải đi tìm thuật trưởng đại nhân, mấy vị trưởng lão không biết đi cùng hay không. Vài tên trưởng lão nhìn nhau, đều lắc đầu nói. Chuyện báo cáo giao cho Huyền Hoa đại nhân đi, chúng ta trực tiếp đi bế quan, sợ rằng nửa năm một năm rất khó xuất quan. Tổn thương của bọn họ quá nặng, thậm chí dung chuyển căn cơ vỡ đạo, trong ngắn hạn không thể khôi phục được. Hơn nữa mặc dù bọn họ lệ thuộc Hóa Thần Hải, cũng đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Nhưng bản thân cũng không phải là thuật luyện sư, hoặc cũng không phải dùng thuật đạo làm chủ tu, mà là phụ trách võ đạo, căn bản mặc kệ chuyện Hóa Thần Hải, chỉ được Hóa Thần Hải cung phụng, tùy thời tiếp nhận điều khiển. Mấy người tạm biệt xong lại bay trở về thuật uyển chữa thương. Huyền Hoa lại dẫn Lý Vân Tiêu hai người đi tới Trung ương Thuật Thần Đảo, dừng lại trước một bức điêu khắc này không rõ gương mặt, hoặc là nói không có gương mặt, tương truyền đây là thần thuật sư cuối cùng trong 10 vạn năm qua. Cũng là tồn tại vĩ đại thành lập Hóa Thần Hải. Trước điêu khắc có cung điện màu trắng, hùng vĩ trang nghiêm, vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ tạp âm nào, trước cung điện cũng không có hộ vệ. Đột nhiên một thân ảnh màu đỏ hiện ra trước mặt ba người. Nghĩa phụ đã chờ các ngươi ở trong, không thể tưởng ngờ Hồng Nhan tỷ tỷ đã rời núi. Khúc Hồng Nhan gỡ khăn che mặt xuống, xinh đẹp cười nói. Đã lâu không gặp, thật cảm khái. Liễu Phỉ Yên cũng mỉm cười, nói. Ta cũng vậy. Nàng nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Từ biệt tại thành Hồng Nguyệt, đã có nửa năm rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Phỉ Yên vẫn xinh đẹp như trước. Hai má Liễu Phỉ Yên đỏ rực, trách cứ nói. Trước mặt Hồng Nhan tỷ tỷ nói ta xinh đẹp, người đang châm chọc hay cười nhạo ta đấy. Đôi mắt Khúc Hồng Nhan như sóng nước ba động, nói. Là người của hai thế giới. Quả nhiên biến hóa rất lớn. Lý Vân Tiêu dường như nghe ra cái gì, ngượng ngùng không dám nói nữa. Huyền Hoa thì cười ha hả, nói. Một trận chiến này vì sao không thấy ngươi tới, còn ở lại Hóa Thần Hải hưởng phúc, ngươi biết thảm thiết thế nào, chết bao nhiêu người không? Liễu Phỉ Yên nhìn hắn một chút, nói. Ta đã nghe được một ít tình báo, chờ tí nữa ngươi báo cáo trước mặt nghĩa phụ, không cần nói với ta, đi thôi. Huyền Hoa tự đòi mất mặt. Hừ nhẹ một tiếng, bốn người đi vào cung điện. Hào quang ba động, cấm chế lóe lên, bốn người đi vào đại điện. Trong đại điện có lão giả mặt trắng như xương, mặt mũi đầy nếp nhăn, hai mắt sáng ngời hữu thần, trong đêm tối như sao trời chớp động, khí chất của người đứng đầu rất đậm. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan thần thái nghiêm túc, ôm quyền nói. Bái kiến thuật trưởng đại nhân. Huyền Hoa cũng đi lên hành lễ. Lỗ Thông Tử mỉm cười. Bộ dáng tuổi già sức yếu biến mất,
cho người một cảm giác tinh anh, nói. Phi Dương, Hồng Nhan cung chủ, từ biệt hơn 10 năm, không ngờ còn có ngày gặp lại, lão phu thật vui vẻ. Lý Vân Tiêu cười nói. Sơn Thủy có gặp lại, thời điểm gặp lại sẽ tương kiến, ta cũng rất vui vẻ có thể quay về Hóa Thần Hải, có thể gặp lại thuật trưởng đại nhân. Khúc Hồng Nhan nói. Bổn cung cũng thế. Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Lỗ Thông Tử vuốt râu cười ha hả, nói. Nhanh ngồi đi, hôm nay chúng ta nên tâm tình một phen. Trong đại điện hào quang lóe lên, lăng không xuất hiện năm bảo tọa, từ trên cao hạ xuống. Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên đều ngồi xuống, đột nhiên ngoài điện có giọng nói truyền ra, sau đó bóng người lắc lư, một cái ghế xuất hiện bên cạnh lão giả, thân thể hơi mập, mặc cẩm y màu xám, hơi có vẻ phú quý. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Thì ra là Vũ Thần đại nhân. Huyền Hoa thấp giọng nói. Vũ Thần hiện tại là Phó Tổng hội trưởng thuật luyện sư công hội. Lão giả kia hơi quay người, ôm quyền nói. Thì ra là Hồng Nhan cung chủ, thất kính. Hắn không đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu, giống như không có người này. Khúc Hồng Nhan thấy hắn miệt thị Lý Vân Tiêu, trong lòng tức giận, lập tức lạnh lùng nói. Thứ cho bổn cung mắt phụng về, các hạ là. Vũ Thần nhướng mày, hiển nhiên có phần không vui, hừ nhẹ nói. Phó Tổng hội trưởng thuật luyện sư công hội, Vũ Thần là ta. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nói. Chưa từng nghe qua. Ngươi, Vũ Thần giận tím mặt, thiếu chút nữa nhảy lên, thiên hạ hôm nay, ai dám. Cố ý khiêu khích hắn như vậy. Nếu không phải đối phương là trưởng giáo thiên hạ đệ nhất đại phái, sợ rằng hắn sẽ nổi giận mà ra tay ở đây. Huyền Hoa nhịn không được quay đầu đi, ôm bụng cười thầm, dốc sức liều mạng cố nén cười, thân thể run dữ dội. Ở đây ai không phải cao thủ, thần thái của hắn như vậy sao có thể giấu giếm được người khác, tự giác thất thố, vội vàng ngồi xuống, cố nén cười ý, gương mặt biến hóa lợi hại. Khúc Hồng Nhan cười nói. Các hạ không cần tức giận, tuy trước kia chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ không phải đã nghe qua rồi sao? Tốt, tốt cho Khúc Hồng Nhan. Vũ Thần giận dữ, xoay người sang chỗ khác, không hề để ý đến nàng. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười ha hả, nói. Vũ Thần đại nhân không cần tức giận, không cần chấp nhặt với Hồng Nhan. Thần Tiêu cung phong sơn 20 năm, 20 năm trước các hạ chỉ là một tiểu lâu la, tính toán qua, ai quen ngươi chứ? Ngươi, ngươi! Vũ Thần càng giận đỏ mắt, suýt nữa thổ huyết, sát khí bùng lên. Mặc dù là 20 năm trước, tên tuổi của hắn cũng truyền khắp thiên hạ thuật luyện đại sư, ai dám nói không biết. Lỗ Thông Tử không vui nói. Vũ Thần, Hồng Nhan cung chủ và Phi Dương từ xa tới là khách, không được lãnh đạm. Vũ Thần tức giận ôm quyền chắp tay, nói. Vâng, nhưng mặt như xương lạnh, hiển nhiên khẩu thị tâm phi, hơn nữa âm độc nghiêm mặt, có trời mới biết hắn có âm mưu gì. Lỗ Thông Tử nói. Huyền Hoa, mang chuyện Ngũ Hà Sơn nói tường tận đi. Không được bỏ sót điểm nào. Vâng. Sắc mặt Huyền Hoa trở nên nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng, thậm chí có một tia thống khổ. Một trận chiến này hy sinh nhiều tới mức khó thống kê, bao nhiêu cường giả tan thành mây khói, vĩnh viễn không còn hài cốt. Hắn bắt đầu kể lại, bắt đầu từ khi rời khỏi Hóa Thần Hải, hắn vốn cho rằng đây là nhiệm vụ độ khó bình thường, lại không nghĩ lâm vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Trong đại điện chỉ có tiếng Huyền Hoa vang lên. Tất cả mọi người liên lặng nghe, hai canh giờ sau mới nói rõ chân tướng. Về sau càng yên tĩnh như chết, mỗi người như nhập thần, cảm nhận huyết tinh và thảm thiết qua lời kể. Hừ, không thể ngờ công dương chính kỳ càng ác độc như vậy, theo ta thấy, việc này nên mời Hào Kiệt Thiên Hạ tới đời thánh vực một câu trả lời. Phú Thần lòng đầy căm phẫn, sau khi yên lặng thì giận tím mặt, nói. Phụ tử Vi Vô Nhai không phải thứ gì tốt, lại công nhiên bắt người làm thí nghiệm. Làm ra nhiều binh khí giết chóc như vậy, cũng phải cho người thiên hạ câu trả lời. Sắc mặt Lỗ Thông Tử cũng âm trầm, hắn vẫn không có lên tiếng, sau khi Vũ Thần nói xong, mấy người đều trầm mặc, đang chờ hắn tỏ thái độ. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, rốt cuộc Lỗ Thông Tử mới nói. Hiện tại thánh vực nguyên khí đại thương, tây vực các phái càng tổn thất thảm trọng, bây giờ là thời khắc nguy cơ, không nên hỏi tội, bình tĩnh quan sát động tác của thánh vực đi. Vũ Thần tức giận nói. Thánh vực làm ra chuyện nhân thần công phấn như thế, chẳng lẽ cứ tính toán như vậy sao? Lỗ Thông Tử nói.
Hôm nay Thiên Chiếu Tử Đại Nhân tự mình đi ra khống chế thánh vực, phụ tử Vi Thanh và Công Dương Chính Kỳ sẽ ngăn cản lẫn nhau, tăng thêm yêu tộc trước mắt, rất khó sinh ra sóng gió lớn. Nếu vào lúc này chúng ta khởi sự, vậy thật sự là nện một tảng đá lớn xuống nước, sóng lớn sẽ sinh ra. Cũng không phải nói tùy ý bọn họ làm ẩu, mà là phải sau chuyện yêu tộc mới so đo. Phú thần mặc dù có bất mãn, nhưng vẫn buồn bực ngồi vào vị trí, nói. Tất cả nghe thuật trưởng đại nhân sắp xếp. Ánh mắt Lỗ Thông Tử nhìn sang, nói. Không biết việc này, Phi Dương trưởng lão và Hồng Nhan cung chủ thấy thế nào? Phú thần nhướng mày, đoạt nói trước. Thuật trưởng đại nhân, cổ Phi Dương chính là trưởng lão danh dự hóa thần hải là đúng rồi, nhưng cổ Phi Dương đã chết nhiều năm, Lý Vân Tiêu cũng không thể chứng minh thân phận của mình, nếu có thể chứng minh còn có thể thương thảo, hai chữ trưởng lão, này gọi quá qua loa, dù sao quan hệ tới danh dự hóa thần hải, còn phân phối tài nguyên không nhỏ đâu. Trên mặt Lỗ Thông Tử không vui, dường như có phần không kiên nhẫn, khua tay nói. Nếu thân phận còn chờ thương thảo, ta hiện tại chính thức bổ nhiệm Lý Vân Tiêu là trưởng lão danh dự hóa thần hải, về phần tài nguyên, nếu thuật uyển không cầm ra được, vậy cứ khấu trừ vào định mức của ta đi. Thuật trưởng đại nhân, chuyện này, sao có thể chứ? Phú thần cả kinh nói. Lỗ Thông Tử hừ nhẹ nói. Tại sao không thể? Phú thần nói. Lý Vân Tiêu chỉ là tiểu mao tử, hà đức hà năng gì hưởng thụ vinh dự như thế? Lý Vân Tiêu quay đầu qua, cười nói. Phú thần đại nhân, ngài lại bắt đầu coi thường người ta rồi sao? Cái gì? Phú thần giận tím mặt, hắn đứng phát dậy, tức giận chỉ vào Lý Vân Tiêu, quát. Đầy tớ nhỏ, ngươi dám. Khí thế trên người Lý Vân Tiêu bùng nổ dữ dội, như rồng như hổ, áp thẳng qua. Ầm ầm. Không khí lập tức nổ tung, phú thần bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, bay ra xa vài chục trượng. Đụng vào vách đại điện, tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Phú thần vô cùng kinh hãi, hắn khó tin và sợ hãi. Lý Vân Tiêu thu liếm khí tức, bộ dáng như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng mà ánh mắt lạnh hơn trước, nói. Phú thần đại nhân, bệnh bị coi thường lại phát tác, bản thiểu gia không thể không ra tay chữa trị, không biết trí nhớ của ngài nhớ rõ chưa? Trong mắt phú thần đầy hoảng sợ, Lỗ Thông Tử cũng phát hiện điểm này, ánh mắt co rút lại. Hai mươi mấy tuổi siêu phàm nhập thánh. Trong lịch sử Thiên Vũ Đại Lục cũng chưa từng nghe nói qua. Phú thần đầy oán khí, đánh rất hàm răng cũng chỉ nuốt vào bụng, mặt âm trầm ngồi vào vị trí của mình. Cường giả siêu phàm nhập thánh chính là đỉnh phong của thế giới, bất luận người nào cũng có thể hoành hành thiên hạ, không bị bất luận tổ chức gì quản thúc, nói trắng ra chính là không sợ ai, huống chi còn trẻ như vậy đã là siêu phàm nhập thánh, vừa nghĩ tới tuổi của hắn, phú thần càng run rẩy khó nhịn. Lỗ Thông Tử khen. Chúc mừng Phi Dương trở lại thực lực đỉnh phong. Lý Vân Tiêu nói. Siêu phàm nhập thánh mà thôi, đã vượt qua thì chẳng có gì đáng mừng. Sắc mặt của hắn lạnh nhạt, nói ra lời trong đáy lòng. 20 năm trước thiên võ giới vô cùng thái bình, có thể cô đọng nguyên lực, đạt tới siêu phàm nhập thánh không ai không phải nhân vật kinh thiên vĩ đại. Mà hiện tại thiên hạ đại loạn, các loại anh hùng cùng nhân vật thiên tài xuất hiện lớp lớp, rực rỡ như ngôi sao. Cường giả siêu phàm nhập thánh cũng khó tiến vào top 10. Tu vị cả đời của cổ Phi Dương lúc trước dừng ở trước ngưỡng cửa đăng phong tạo cực, tuy có đụng chạm tới bình chướng kia, lại không thể đột phá. Là người của hai thế giới, làm cho hắn lĩnh ngộ thiên đạo càng sâu, nhìn được càng xa. Giờ này khắc này, mặc dù vừa bước vào siêu phàm nhập thánh, nhưng mà hắn có chín thành nắm chắc tích lũy thực lực, cuối cùng có thể đi vào đăng phong tạo cực. Hơn nữa thân thể kiếp này cường hoành vượt xa nhiều đại năng yêu tộc, tăng thêm các loại huyền khí thần thông, thực lực mạnh không dưới năm đó. Bên người còn có rất nhiều đồng bạn, bằng hữu, đệ tử, Hồng Nhan, tất cả lực lượng này đủ sức chống lại bất cứ môn phái nào, vũ thần dám bất kính với hắn, hắn cũng không do dự phản kích. Không nói đến hóa thần hải sẽ không làm gì được hắn, hơn nữa hóa thần hải càng không dám làm gì hắn. Lỗ Thông Tử tán thưởng nói. Phi Dương quá khiêm tốn, lực lượng đồng đẳng với quy chân thần cảnh, sát thương lớn tới mức khó ngăn cản được. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lúc trước, siêu phàm nhập thánh đủ để trấn áp và ngăn cản một phương, nhưng hiện tại hiển nhiên làm không được. Không chỉ có hai đại thánh địa thực lực suy yếu, ngay cả uy hiếp của bảy đại tông môn đã dần dần tiêu giảm, thực không phải chuyện tốt. Cho nên vào lúc này hỏi tội thánh vực, hiển nhiên không phải lúc thích hợp nhất.
Lỗ Thông Tử nói. Lão Phu cũng cho rằng như vậy, chờ sau khi thần Đô Tam Lão khống chế thánh vực lần nữa sẽ có quang cảnh gì. Phi Dương, người có thể quay về hóa thần hải, ta rất vui mừng. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn nói là ước hẹn nửa năm với Kỳ Thắng Phong, cau mày nói. Người nọ tuy mạnh, chẳng lẽ thuật trưởng đại nhân còn sợ ứng phó không được sao? Lỗ Thông Tử thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra. Lão Phu đau lòng, đau nhức như đau xoắn. Năm đó cùng bái ân sư học nghệ, cùng tu hành với sư đệ, tình nghĩa đồng môn còn rõ mồn một trước mặt, giống như hôm qua. Lại không nghĩ thời gian trôi qua, trăm năm sau ân sư chưa chết lại thành thù địch, ta vô cùng đau lòng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Năm đó đại nhân và Kỳ Thắng Phong đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hiểu lầm thì cứ nói ra, ta nghĩ Kỳ Thắng Phong cũng không phải kẻ ngoan cố. Lỗ Thông Tử trầm mặc một hồi, mới nói. Không biết chư vị có từng nghe qua hai cực thần thể. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan kinh hãi, nhìn qua nhau. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Chẳng lẽ là dựa vào Nghê Hồng Song Thạch, thành tựu cực âm thân thể cùng cực dương chi thân? Lỗ Thông Tử nói. Phi Dương quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hai cực thần thể đúng là cực âm cùng cực dương hai chủng thể chất cực đoan, nhưng thực sự không phải dựa vào Nghê Hồng Song Thạch luyện thành, vốn là trời sinh thần thể rất mạnh. Nhưng mà lực lượng thuộc tính của Nghê Hồng Song Thạch chỉ làm thân thể võ giả hướng về nó mà thôi. Ta nhớ được Thần Tiêu Cung có công pháp gọi là Cửu Dương Thần Công, chuyên môn sáng tạo ra vì Cửu Dương Thần Thể, nghe nói có được Cửu Dương Thần Thể sẽ luyện chế cực dương chi thân, không biết thiệt giả. Khúc Hồng Nhan gật gật đầu, nói. Thật có chuyện này, nhưng mà tình huống cụ thể không đơn giản, trong lúc nhất thời rất khó nói ra ngoài. Mặc dù là Cửu Dương Thần Thể cũng cần phối hợp với Thải Hồng Thạch mới được, Lạc Vân Thường bởi vì chuyện này mới bị Cố Thanh Thanh bố trí ám cục, hiện tại thân thể bị đoạt, người cũng chẳng biết đi đâu, làm cho nàng yêu thương không dứt. Lý Vân Tiêu nói, năm đó ta tại Đông Hải gặp được Bạc Vũ Kình, hắn dường như cũng tu luyện cực âm thần thể. Lỗ Thông Tử thở dài. Đúng thế, năm đó hắn cũng đã tu luyện cực âm thần thể tẩu hỏa nhập ma, khó có thể khống chế. Ta cho hắn đi tới Đông Hải tìm kiếm phương pháp áp chế, không ngờ đi nhiều năm như vậy, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Ta cho rằng hắn vẫn lạc, không ngờ sư đệ vẫn còn sống. Khúc Hồng Nhan nói. Đã như thế, thuật trưởng đại nhân và sư đệ phải có quan hệ tốt với nhau chứ, vì sao? Một đường tới, nàng cũng từ trong lời Lý Vân Tiêu biết được ước hẹn nửa năm, là chuyện của Kỳ Thắng Phong ba người. Lỗ Thông Tử lắc đầu nói. Ta đây cũng không biết. Cũng không biết sư tôn làm gì với hắn. Năm đó sư tôn là được đạt được một khối nghê thạch, hắn bắt đầu tu luyện cực âm thần thể, về sau cắn trả công thể, may mắn sư tôn thực lực cường hoành, kịp thời thoát thân mà ra. Nhưng hai cực thần thể hấp dẫn quá lớn, sư tôn không muốn buông tha, rốt cục nghĩ ra một biện pháp tên là tử tế. Tử ở đây là chết. Tử tế. Tất cả mọi người là sững sờ, mặc dù không rõ, nhưng mà nghe cái tên đã cảm thấy không đúng. Trong mắt Lỗ Thông Tử bắn ra hào quang sáng ngời, dường như nhớ lại, chậm rãi nói. Đúng là, tử tế, tu luyện cực âm thần thể đến cuối cùng, nhất định sẽ hồn tiêu phách tán, triệt để tử vong. Nhưng thân thể này lại đại thành, cuối cùng tu luyện thành công. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, lập tức nghĩ đến Vu Giật Tiên, thân thể Vu Giật Tiên không phải đại thành, mà là còn kém một đường, liền lưu lại một sợi hồn phách của bản thân, chờ đợi cơ hội phục sinh. Xem ra tử tế này cũng không phải Kỳ Thắng Phong nghĩ ra, ít nhất Vu Giật Tiên dùng là vì tử tế cho mình. Hắn nói, hẳn là Kỳ Thắng Phong lựa chọn tử tế là Bạc Vũ Kình. Trên mặt Lỗ Thông Tử xuất hiện vẻ đau xót, gật đầu nói. Đúng là thế, Phi Dương đại nhân đoán đúng. Lúc ấy sư tôn không đành lòng buông tha cơ hội thần thể đại thành, tăng thêm bị nghê thạch ảnh hưởng tâm tính đã lâu, cho nên đi vào tà đạo, bắt đầu truyền thụ, tử tế, cho sư đệ. Việc này bị ta kịp thời phát hiện, hơn nữa kịp thời ngăn lại. Sư tôn rốt cục bị hai người chúng ta kích thương, tiềm thân trốn đi. Trong lòng Khúc Hồng Nhan cả kinh, quá trình tu luyện cực âm thần thể hoàn toàn tương đồng với cực dương thần thể, nàng an ủi. Nếu như Kỳ Thắng Phong bước vào tà đạo, việc này cũng chẳng trách thuật trưởng đại nhân. Lần này nếu hắn dám vô lễ, chúng ta sẽ không đứng ngoài quan sát. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, hắn biết rõ chuyện tương đối nhiều. Cũng không có đơn thuần tin lời của Lỗ Thông Tử. Dù sao Kỳ Thắng Phong biết rõ nơi chôn giấu Vu Giật Tiên,
không cần phải cho Bạc Vũ Kình tu luyện tử tế, hoàn toàn có thể dùng thân hình vu giật tiên, hơn nữa hắn hôm nay cũng làm như vậy. Lỗ Thông Tử cảm kích nói. Đa tạ Hồng Nhan cung chủ tương trợ to lớn. Khúc Hồng Nhan vội vàng đáp lễ nói. Thuật trưởng đại nhân nghiêm trọng, vào lúc này thế cục biến hóa, hóa thần hải và thánh vực ổn định quá trọng yếu, ta thân là trưởng môn thần tiêu cung, tự sẽ không cho phép người ta phá hư ổn định này. Sau khi Vũ Thần bị Lý Vân Tiêu giáo huấn, hắn vẫn không lên tiếng, giờ phút này mới nói. Chúng ta tuyệt đối không cho phép Kỳ Thắng Phong sằng bậy, mặc dù hắn đã từng là người của chúng ta, nhưng thời đại đã bất đồng, không cho phép hắn dương oai. Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên cũng khẽ gật đầu, bày rõ quyết tâm. Lý Vân Tiêu hỏi, Kỳ Thắng Phong này kết oán với thuật trưởng đại nhân, hắn còn muốn đoạt quyền hóa thần hải. Lỗ Thông Tử nhíu mày, nói. Ân sư ân trọng, cho dù là mục đích gì, lão phu đều chỉ có thể làm tiếp, cũng muốn chấm dứt ân oán với ân sư khi trước. Lý Vân Tiêu nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ thuật trưởng đại nhân hoàn thành tâm nguyện này. Lỗ Thông Tử cảm kích nói, đa tạ chư vị, tất cả mọi người vội vàng đứng lên đáp lễ. Sau đó không còn chuyện của hắn, Huyền Hoa lập tức an bài xong xuôi, mang Cổ Phi Dương trở lại sân nhỏ năm đó của hắn. Mỗi một vị trưởng lão đều có lãnh địa của mình, ngoại nhân không được đi vào. 20 năm trước Cổ Phi Dương vẫn lạc, tại thuật thần đảo tiểu viện này đã hoang phế, về sau lục tục có người tiến giai trưởng lão, đã từng có người muốn tham ô tiểu viện này, nhưng đều bị Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên ngăn lại, cho nên vẫn còn tới hiện tại. Tiểu viện thật lớn, bên trong có 13 gian phòng ngủ, hơn nữa còn có mật thất tu luyện. Từ lần trước gặp nhau tại thành Hồng Nguyệt, Huyền Hoa liền làm cho người tới sân nhỏ quét dọn, bởi vì hắn biết rõ Lý Vân Tiêu cuối cùng có ngày trở về. Ha ha, có phải rất cảm khái hay không? Huyền Hoa nhìn qua Lý Vân Tiêu đang hoài niệm, nhịn không được cười to. Lý Vân Tiêu nói, xác thực rất cảm khái, nhân sinh như mộng, 13 gian phòng ngủ, Hồng Nhan cứ tùy tiện chọn đi. Huyền Hoa cả kinh nói, này làm sao có thể, người có tâm tư gì? Ba. Trán của hắn bị Liễu Phỉ Yên gõ một cái, Liễu Phỉ Yên lạnh lùng nói. Đầu óc ngươi suy nghĩ cái gì thế? Cho rằng người đời ai cũng giống như ngươi cả sao? Hai má Khúc Hồng Nhan đỏ rực, dù sao cũng là nữ nhân, nói. Trận chiến này ta bị tổn thương, nguyên khí tiêu hao thật lớn, đi bế quan trước. Nàng tùy tiện chọn gian phòng bên cạnh đi vào. Ba người hơi sững sờ, lộ ra thần sắc cổ quái. Bởi vì Khúc Hồng Nhan chọn gian phòng chính là gian phòng Cổ Phi Dương ở lại năm đó. Lý Vân Tiêu cảm nhận được ánh mắt quái dị của hai người, ho khan một tiếng, nói. Ta cũng muốn đi bế quan, tạm biệt. Dứt lời, hắn đi tới gian phòng khác. Huyền Hoa nói. Ngươi không phải muốn tìm Tử Duệ trưởng lão sao? Bước chân Lý Vân Tiêu dừng lại, nói. À, ta quên. Huyền Hoa cổ quái nói. Ngươi tâm thần bất định nha. Có phải có tâm sự hay không? Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Tâm sự gì chứ, ngươi chỉ là vũ phu mà thôi, đừng học người ta làm tâm lý, ngươi hiểu cái dám gì về tâm sự. Nói xong không hề để ý tới hai người, lăng không bay đi. Huyền Hoa hét lớn. Phương hướng sai rồi, Tử Duệ trưởng lão không ở bên kia, ngươi tâm thần bất định a. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đầy hắc tuyến, hắn lóe lên sau đó đổi hướng. Huyền Hoa hét lớn. Sớm trở về, ta còn có rất nhiều chuyện võ đạo cần thương lượng và luận bàn với ngươi đấy. Nhưng Lý Vân Tiêu đã bay đi không thấy đâu nữa. Huyền Hoa thầm nói. Không được, thật vất vả mới mang hắn về thuật thần đảo, phải đánh 7 ngày 7 đêm, như vậy ta mới có thể tiến thêm một tầng. Liễu Phỉ Yên nói. Nếu ngươi muốn đánh, ta tùy thời phụng bồi. Huyền Hoa lắc đầu liên tục, nói. Ngươi không được, ta quá quen thuộc ngươi rồi. Đánh cũng không có ý mới, đừng nói đột phá, hoàn toàn chỉ là tiêu hao nguyên lực mà thôi. Nếu Ngân Nguyệt Võ Đế có nhã hứng này, không bằng để bổn cung chơi đùa một lát. Khúc Hồng Nhan chẳng biết lúc nào đi ra khỏi phòng, nàng tươi cười nhìn hắn. Ngươi không phải bế quan rồi sao? Huyền Hoa sững sờ, lập tức đại hỉ nói. Nếu Hồng Nhan cung chủ chịu hạ mình, tại hạ cầu còn không được, thần tiêu cung chính là thiên hạ đệ nhất đại phái. Vũ kỹ thần thông nhiều không kể xiết, nhất định có thể có thu hoạch. Khúc Hồng Nhan gật đầu nói. Ta cũng rất chờ mong Ngân Nguyệt Võ Đế có thể mang tới kinh hỉ gì cho bổn cung đấy.
Huyền Hoa cười to, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, nói. Hồng Nhan cung chủ đi theo ta. Hai người liền bay đi xa xa, Liễu Phỉ Yên nhíu mày theo sau. Nàng cũng rất muốn kiến thức vũ kỹ của Thần Tiêu cung, cũng có khát vọng chiến một trận. Thuật thần đảo biến hóa cũng không lớn, đặc biệt đối với thuật luyện sư mà nói, 20 năm cũng không phải một thời gian rất lâu. Lý Vân Tiêu bằng vào ấn tượng, hắn nhanh chóng tìm tới trụ sở Tử Duệ, trực tiếp bay xuống dưới. Trước của có hai khôi lỗi cực lớn đang đứng, chúng cao 8 trượng, giống như hai môn thần canh cửa. Lý Vân Tiêu vừa định đi vào bên trong, hai khôi lỗi lập tức động, chúng cầm một thanh chiến đao ngăn cản đường đi. Lý Vân Tiêu ngây ngốc, vốn định nói muốn gặp Tử Duệ trưởng lão, nhưng trước mắt chỉ là hai khôi lỗi mà thôi, căn bản nghe không hiểu, không thể nói cái gì, lại ngăn cản đường đi. Trầm tư một hồi, liền cao giọng quát. Tử Duệ trưởng lão có ở đây không? Lý Vân Tiêu có việc cầu kiến. Giọng nói hội tụ sau đó truyền vào sân nhỏ. Đột nhiên trong nội điện có hào quang sáng lên, một hầu tử to lớn xuất hiện vỗ vào mạnh vào cái gương. Sóng âm từ cái gương khuếch tán ra, âm thanh bong bong long cong kêu vang, dường như đang bó động gì đó. Đang lúc Lý Vân Tiêu im lặng, đại hầu tử hai mắt bắn ra hung quang nhìn qua hắn. Ánh đao hai khôi lỗi canh cửa lóe lên, vung vẩy lấy chiến đao chém vào Lý Vân Tiêu. Mà mẹ nó, cái quỷ gì đây? Bái phỏng cũng không được sao? Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu, cũng không có e ngại đám khôi lỗi này, thân thể tiến lên phía trước, hai tay biến thành màu vàng, trực tiếp cầm lấy chiến đao, trầm giọng quát, nói. Cút! Hai tay dùng sức nâng lên, khôi lỗi cao 8 trượng bay lên cao. Đại hầu tử kêu gào loạn xạ, nhảy dựng lên, giơ hai tay lên đỉnh đầu nện xuống. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng. Tay phải lật một cái, Mộ Vân Kính bay lên ngăn cản. Phanh! Hai đấm của đại hầu tử đánh vào Mộ Vân Kính, sóng âm nhộn nhạo, mặt kính chấn động như nước, thậm chí trực tiếp thoát ra khỏi kính, chấn động nhộn nhạo. Lực lượng to lớn chấn động phản chấn hai tay đại hầu tử. Xèo, xèo! Đại hầu tử thống khổ kêu vài tiếng, thân thể cực lớn quay cuồng trên bầu trời. Lý Vân Tiêu thu hồi Mộ Vân Kính, tiến vào trong sân nhỏ. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng truyền ra. Dám xông vào cấm địa của lão phu, chết. Lý Vân Tiêu nhớ rõ tiếng nói này, đúng là Tử Duệ, rất nhiều trưởng lão trầm mặc ít nói, cả ngày đều nghiên cứu, cơ bản không có người nào lõi đời. Đây không phải sân nhỏ sao? Như thế nào thành cấm địa? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Hừ, sân nhỏ của lão phu là cấm địa. Một đạo thân ảnh thoáng hiện ra, không nói hai lời đâm tới một kiếm. Kiếm khí sắt bén đâm vỡ không khí. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, không ít thuật luyện sư đều tính tình cổ quái, những người này cả ngày yên lặng trong thuật đạo, đã vong ngã nghiên cứu, hắn cũng không trách. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, dùng ngón tay kẹp lấy thân kiếm, lập tức áp diệt kiếm ý, sau đó hai ngón kẹp lấy thân kiếm, nhìn qua Tử Duệ giống như cười mà không phải cười. Cái gì? Tử Duệ chấn động, sau đó tức giận quát một tiếng. Long cong! Vậy mà rút trong thân kiếm ra một thanh kiếm khác, lập tức đâm vào hai mắt Lý Vân Tiêu, hàn quang lóe lên, trực tiếp đâm mù mắt người, kiếm quang lăng lệ như muốn gọt đầu của người ta. Đang, gờ. Đáng tiếc Lý Vân Tiêu có diệu pháp linh mục thấy rõ ràng, hai ngón tay kẹp lần nữa, mỉm cười nói. Trong kiếm này còn có kiếm không? Tử Duệ cười lạnh, nói. Tiểu tử quả nhiên thật sự có tài, khó trách dám xông vào cấm địa của lão phu. Hắn hất tay lên, kiếm kia cũng không muốn, trực tiếp phứt sạch, phất tay áo liền xoay người rời đi. Lý Vân Tiêu ném giường kiếm đi, theo sau nói. Tử Duệ trưởng lão, tại hạ có một ít nghiên cứu khôi lỗi thuật, muốn luận bàn với trưởng lão một phen. Tử Duệ dừng bước, xoay người dò xét Lý Vân Tiêu vài lần, cười nhạo nói. Mao hài tử, còn có nghiên cứu khôi lỗi thuật sao, ha ha. Lý Vân Tiêu cũng không có tính nhẫn nại với hắn, nói. Được rồi, cho dù ta không nghiên cứu, ta chỉ muốn thỉnh giáo trưởng lão hơn 10 vấn đề mà thôi. Hơn 10. Tử Duệ dừng bước lại, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng mình là đệ tử của ta sao? Cho dù là đệ tử của lão phu, cũng không có khả năng một lần giải đáp hơn 10 nan đề. Xem ngươi có chút bổn sự, có thể xông vào đây, ta cho ngươi hỏi một câu, hỏi xong thì cút. Lý Vân Tiêu nghĩ xong, nhân tiện nói. Vừa rồi hai khôi lỗi trước cửa. Hẳn là sinh ra linh trí A. Nhưng mà linh trí cực thấp,
cùng loại với khí linh bình thường. Nhưng bọn chúng thời điểm công kích phối hợp lẫn nhau, ta rất muốn biết, hai, thậm chí khôi lỗi làm thế nào mới có thể hợp làm nhất thể. Tử Duệ sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, toàn thân đều là sát khí, quát. Nói, là ai cho ngươi tới tìm hiểu khôi lỗi thuật của ta? Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nói. Trưởng lão đại nhân muốn nuốt lời sao? Trả lời ta đi. Tử Duệ lạnh lùng nói. Trả lời vấn đề của ngươi chưa hẳn không thể, ta nói ngươi cũng nghe không hiểu, ta chỉ muốn biết là kẻ nào sai xử ngươi tới đây, vậy mà dám nhìn thành quả nghiên cứu của lão phu. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Như thế nào, cả hóa thần hải này trừ Tử Duệ trưởng lão ra, còn có người cảm thấy hứng thú với thứ này sao? Tử Duệ sững sờ một chút, lập tức nhíu mày, nghĩ một hồi, nói. Nói cũng đúng, kỳ quái a, hóa thần hải trừ mấy đệ tử của ta ra, giống như không có người nghiên cứu cái này. Hắn lúc này đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần. Vừa xem xét thì Tử Duệ kinh hãi không thôi, hắn phát hiện mình không nhìn thấu tu vi của Lý Vân Tiêu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tử Duệ thận trọng, có thể tùy ý đi lại trong hóa thần hải, trẻ tuổi như thế, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói. Thuật trưởng đại nhân mới bổ nhiệm trưởng lão danh dự, Lý Vân Tiêu, đặc biệt thỉnh giáo Tử Duệ trưởng lão về khôi lỗi thuật. Trưởng lão danh dự. Tử Duệ ăn cả kinh, lại dò xét Lý Vân Tiêu vài lần, nói. Ta mặc dù quanh năm dốc lòng nghiên cứu, không hỏi thế sự, nhưng hóa thần hải xính ra trưởng lão danh dự chính là đại sự, không có khả năng không hề nghe thấy, lệnh bài ngươi đâu. Lý Vân Tiêu nói. Vừa mới bổ nhiệm, còn không có lệnh bài. Tử Duệ cười lạnh nói. Ngươi nói dối cấp thấp quá. Lý Vân Tiêu nói. Thân phận của ta không trọng yếu là luận bàn khôi lỗi thuật. Luận bàn, ha ha, chê cười, ngươi có tư cách gì luận bàn với lão phu? Tử Duệ không che giấu cái gì, vẻ mặt khinh miệt. Lý Vân Tiêu lấy ngọc giản ra đưa tới, nói. Trưởng lão trước xem cái này. Thần thức Tử Duệ quét qua, hắn nhíu mày, cầm thần ngọc giản và cảm ứng. Sắc mặt của hắn biến hóa, vốn kinh ngạc lại lập tức kinh hãi, lại trầm tư, hắn lâm vào suy nghĩ thật sâu. Hai người đứng đó không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn cảnh này. Qua hai canh giờ, Tử Duệ mới chậm rãi khôi phục tâm thần, nói. Ngọc giản này ngươi có được từ đâu? Lý Vân Tiêu cười nói. Hải ngoại tông môn lánh đời, Mục gia Mục Trang cho ta. Gia chủ Mục gia, khó trách, khó trách. Thần thái Tử Duệ hiểu ra, hai tay cầm ngọc giản như chí bảo, nói. Trong đó chứa đựng tâm đắc và lĩnh ngộ khôi lỗi thuật chính là vật báu vô giá. Ngươi không giữ lại cho ta quan sát, có thể thấy được ngươi tuổi còn rất trẻ, không hiểu giá trị thứ này. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nói. Cũng không phải là ta không rõ giá trị, mà là không xuất ra trọng bảo, Tử Duệ trưởng lão sao quan tâm tới ta. Ha ha! Tử Duệ xấu hổ cười cười, nói. Nói cũng phải, nếu đã nhận chỗ tốt của ngươi, lão phu tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, ngươi có gì khó thì hỏi đi. Bộ dáng của hắn như đã tính trước, căn bản là không cho rằng Lý Vân Tiêu có thể hỏi cái gì giá trị. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Sợ là không nói rõ trong thời gian ngắn, Tử Duệ trưởng lão không mời ta đi vào an vị sao? Tử Duệ cau mày nói. Còn không nói rõ sao? Thời gian lão phu có hạn, rất quý đấy. Lý Vân Tiêu thầm mắng không thôi, cho ngươi nhặt tiện nghi lớn như thế, bây giờ còn cố làm ra vẻ, hắn lấy khôi lỗi hình người ra. Nói. Đại nhân xem cái này. Khôi lỗi rất tráng kiện, gương mặt phi thường mơ hồ, nhìn như rất thô ráp, trước ngực có khắc chữ đinh, sau nhực có khắc mão, chính là một trong lục đinh trận khôi. Tử Duệ nhìn qua khôi lỗi thô ráp như vậy, hắn định chế nhạo vài câu, đột nhiên ánh mắt co rút lại, sắc mặt quan sát cử động của đinh mão khôi lỗi trước mặt, cẩn thận quan sát. Chi, trận khôi, đây là trận khôi, hơn nữa còn là tâm luyện trận khôi đẳng cấp cao nhất. Đột nhiên Tử Duệ kêu lên, bộ dáng như gặp quỷ, hắn gõ đầu mình vài cái, dùng chứng minh không phải nằm mơ, chứng minh chính mình không nhìn lầm. À, thì ra thứ này là trận khôi, tại hạ đã hiểu. Thời gian của Tử Duệ trưởng lão phi thường có hạn, tại hạ không quấy rầy, cáo từ. Lý Vân Tiêu thò tay thu ra, thu khôi lỗi trong tay Tử Duệ lại, quay người muốn đi. Chớ đi. Tử Duệ khẩn trương, bước chân gấp gáp, trực tiếp thuấn di đến trước cửa.
ngăn cản Lý Vân Tiêu, vội vàng nói. Tâm luyện trận khôi này cho ta xem một chút, trên đời này làm sao có thể còn có thần vật như vậy, không có khả năng, không có khả năng, có lẽ đã sớm tuyệt tích mới đúng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Không còn tồn tại, có quan hệ gì với Tử Duệ trưởng lão chứ? Hơn nữa trưởng lão thời gian quá quý giá, chậm trễ một chút ta lại thẹn trong lòng, cáo từ. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn, thân ảnh vượt qua Tử Duệ, đi ra bên ngoài. Chút ít tâm tư của thuật luyện sư hắn quá rõ ràng, lấy lục giáp thần khôi ra hấp dẫn Tử Duệ, đối phương nhất định sẽ quấn quýt lấy mình. Chớ đi! Tử Duệ quát to một tiếng, dường như đang bối rối, thống khổ không thôi, lúc này thoáng ôm lấy Lý Vân Tiêu, nâng tựu hướng trong sân đi, trong miệng không ngừng kêu lên. Không quý giá, không quý giá, thời gian lão phu không có quý giá. Tử Duệ trưởng lão kêu to lên. Được rồi! Lý Vân Tiêu nói ra. Tử Duệ đại hỉ, vội vàng gọi người hầu, trưng rượu pha trà. Lý Vân Tiêu nói. Trưởng lão nói tâm luyện tận khôi là cái gì? Tử Duệ vội hỏi. Cho ta xem một chút mới được. Lý Vân Tiêu đem đinh mão đưa lên. Qua một hồi, Tử Duệ mới định thần lại, ôm đinh mão vào trong ngực, nói. Vật này chắc là từ mục gia đúng không? Lý Vân Tiêu cười nói. Trưởng lão tuệ nhãn. Tử Duệ thở dài. Đương kim trên đời, trừ mục gia ra, sợ rằng không nơi nào có cả. Lý Vân Tiêu. Tử Duệ cười lạnh nói. Đây là tâm luyện khôi lỗi. Tâm luyện khôi lỗi dùng thần thông quảng đại và trận pháp bất phàm tạo thành, lúc này luyện chế nó mục đích thể hiện thần thông và lực lượng trận pháp. Đinh mão khôi này chính là tâm luyện trận khôi, khí linh của chúng là hồn của trận pháp, phải diễn hóa trận pháp đầy đủ mới có thể thi triển ra. Mà thần trí của trận hồn có thể so với người thường. Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Đại nhân có hai con khôi lỗi trước cửa tiểu viện, có thể chính là căn cứ vào tâm luyện trận khôi luyện thành sao? Tử Duệ mắng. Đó là hai rác rưởi, làm sao có thể so sánh với tâm luyện khôi lỗi? Ta chỉ tạo thành hợp kích trận pháp mà thôi, sau đó khắc lên người của chúng, cho nên có thể tạo thành công kích đơn giản, khác biệt quá lớn. Lý Vân Tiêu suy nghĩ thoáng một phát, nói. Ta hiểu ý của ngươi, hạch tâm của tâm luyện trận khôi là thể hiện thần thông và lực lượng trận pháp, thần thông cùng trận lực làm sinh mệnh. Ánh mắt Tử Duệ sáng ngời, khen. Ngươi ngộ tính rất cao. Đúng thế, trận khôi chỉ là vật dẫn, mấu chốt ở chỗ hồn và thần thông. Nhưng tâm luyện khôi lỗi tụ tập đủ mới có thể sinh ra khí linh. Lý Vân Tiêu nói. Vậy không thể nào, đồng thời xuất hiện rất nhiều khí linh sao? Ví dụ như trận thế cần rất nhiều trận nhãn và lực lượng của nhiều người. Tử Duệ nói. Ngươi nói loại tình huống này chỉ tồn tại trên lý luận, nhưng rất khó thực hiện, nhiều trận nhãn hơn nữa cũng chỉ quy về một hồn. Cũng chỉ là khí linh trong tâm luyện khôi trận. Hắn lúc này thở dài nhìn qua đinh mão khôi lỗi, nói. Đáng tiếc a, nếu như có bộ nguyên vẹn, có lẽ có thể tái hiện khôi lỗi thuật kinh thiên động địa này. Nhưng mà tinh thần chán trường của hắn bị quét sạch nhanh chóng, có phần kích động nói. Có thể có được một tâm luyện khôi lỗi đã là cơ duyên lớn lao, chỉ cần lão phu không ngừng miệt mài theo đuổi thì nhất định sẽ có đột phá. Khôi lỗi này bao nhiêu tiền, ta mua. Lý Vân Tiêu nói, không bán, không bán, ha ha, tiểu tử, thứ này ngươi giữ lại vô dụng, nếu như ngươi ưa thích khôi lỗi, lão phu có thể cho ngươi mấy khôi lỗi lợi hại. Tử Duệ tràn đầy tự tin, nói, không chỉ có khôi lỗi, ngươi muốn thực hiện nguyện vọng gì thì có thể nói với ta, dùng năng lực của lão phu có thể thực hiện giúp ngươi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, bộ dáng sùng bái, nói, thật. Tử Duệ tự tin vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Đương nhiên. Lý Vân Tiêu nói. Ta muốn bước vào thần cảnh. Tử Duệ. Con mẹ ngươi, dám trêu chọc ta. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không có trêu chọc ngươi, ta là rất chân thành. Trừ phi có thể giúp ta bước vào thần cảnh, nếu không khôi lỗi không bán. Hừ. Tử Duệ vô án, một tay cầm đinh mão khôi lỗi trong tay, lạnh lùng nói. Khôi lỗi này người bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhìn ra được Tử Duệ trưởng lão thật sự ưa thích thứ này, trước đừng kích động, chúng ta nên nói chuyện thật tốt. Ta cũng rất ưa thích khôi lỗi, trưởng lão có các loại tâm đắc gì cứ lấy ra chia sẻ. Sắc mặt Tử Duệ lúc này khó coi, tâm đắc gì đó với mỗi thuật luyện sư chính là chí bảo, trên đường nghiên cứu thuật đạo,
mỗi một bước đều đi thập phần gian khổ, không có người nào nguyện ý lấy tâm đắc của mình ra trao đổi, trừ phi là có thể tìm được chỗ tốt ngang nhau. Lý Vân Tiêu nói, trước đó là tâm đắc lĩnh ngộ của gia chủ Mục gia, ta đã không giữ lại cho ngươi xem rồi. Tử Duệ lạnh lùng nói, những vật kia không phải ngươi lĩnh ngộ ra, đương nhiên cảm thấy không đáng tiễn, có thể tùy tiện cho người ta xem. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói. Nhưng mà Đinh Mão khôi lỗi là bị ta phát hiện, còn có Ngọc Giản cùng thời đại, dường như là chủ nhân khôi lỗi này lưu lại, tên là Mục Trần. Hắn lấy Ngọc Giản khôi lỗi thuật của Mục Trần ra xoay xoay trên tay. Sắc mặt Tử Duệ ngây ngốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Giản này. Với năng lực của hắn đương nhiên nhìn ra Ngọc Giản này niên đại đã lâu, hoàn toàn tương xứng với Đinh Mão khôi lỗi. Hơn nữa hai chữ Mục Trần. Mục Trần. Tử Duệ hét ầm lên, thất thanh nói. Gia chủ đời đầu tiên của Mục gia, khôi lỗi chân nhân Mục Trần trong truyền thuyết. Hắn lưu Ngọc Giản lại. Nhanh, nhanh cho ta xem. Tử Duệ lao tới như hổ đói. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười cười, hắn đứng nguyên tại chỗ, cũng không thấy hắn làm động tác. Hào quang lóe lên, trực tiếp thuấn ra chỗ khác, Tử Duệ vồ hụt. Tử Duệ lúc này mới phát giác chính mình thất thố, vội nói. Vân Tiêu công tử, giá trị vật kia là vô giá, đặt trong tay của ngươi là lãng phí, nhanh, mau mau cho ta xem. Bộ dáng lòng nóng như lửa đốt, thật sự khó nhịn được. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đây chính là khôi lỗi chân nhân Mục Trần lưu tâm đắc, vật báu vô giá, há có thể tùy tiện cho người ta quan sát. Đại nhân nên chết tâm này đi, giao Đinh Mão khôi lỗi cho ta, mẹ của ta gọi ta là về nhà ăn cơm. Tử Duệ cực kỳ lúng túng, hai má xấu hổ đỏ bừng, vội vàng lấy Ngọc Giản ra, cẩn thận đưa cho Lý Vân Tiêu, nói. Đây là tâm đắc nhận thức của lão phu về khôi lỗi trong bao nhiêu năm qua, đều ghi lại trong đó, Vân Tiêu công tử xem xong thì hủy đi, ngàn vạn không thể cho người thứ ba xem. Lý Vân Tiêu thu hồi Ngọc Giản, lúc này mới nói. Trước kia ta cho ngươi xem tâm đắc của gia chủ Mục gia, xem như huề nhau. Đinh Mão khôi lỗi phải đưa cho ta, ta phải về nhà ăn cơm. À, ngươi! Ánh mắt Tử Duệ trợn tròn, tức giận nói. Giao tâm đắc của Mục Trần cho ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi nói cho ngươi thì cho ngươi. Nói giống như ta thiếu nợ ngươi vậy. Thân ảnh của hắn lóe lên, vượt qua bên cạnh Tử Duệ, thu hồi Đinh Mão khôi lỗi. Tử Duệ làm sao ngăn cản được thân pháp của hắn, trong chớp mắt phát hiện khôi lỗi biến mất, lập tức như hài tử bị bỏ rơi, kêu to oa oa sau đó nổi giận lao tới. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu trưởng lão lúc trước thành thật với nhau, ta cũng không chờ tiếc rẻ tâm đắc của Mục Trần, đến hiện tại nha, chờ thời điểm ta có nghi vấn lại quay về tìm ngươi. Nếu tất cả thuận lợi, vậy không cần gặp lại. Hắn vươn tay ra, một tay kết ấn đánh tan cấm chế, hóa thành độn quang bay đi. Ngăn hắn lại, nhanh ngăn hắn lại. Tử Duệ kêu lên tê tâm liệt phế, hai mắt đỏ bừng. Trong tiểu viện xuất hiện mấy đạo hào quang, nhưng làm sao ngăn cản Lý Vân Tiêu, hắn đã sớm biến mất không thấy tung tích. Phốc, Tử Duệ phun ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lý Vân Tiêu bay đi mấy ngàn trượng mới hóa ra chân thân, bước chậm trên biển mây. Âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ là muốn cái mạng già của Tử Duệ rồi. Chờ ta khống chế thập nhị đô thiên thần sát trận xong, tâm đắc Mục Trần giao cho hắn đánh giá cũng không muốn. Nếu trong đó gặp được nan đề, còn có thể ra giá tìm hắn thỉnh giáo, nếu không chắc chắn sẽ không thể lay động lão giả đó được. Cả thuật thần đảo thập phần rộng lớn, nơi này linh khí khôn cùng, giống như tiên cảnh, nhất thời khó có thể phân biệt rõ phương hướng. Đột nhiên một đạo hắc quang bay ra, đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, chính mà ma khí cường đại. Trong hắc quang là một võ giả sắc mặt dữ tợn xuất hiện, thậm chí có một tia thống khổ dẫy giụa, đột nhiên đồng tử co rụt lại, dường như phát hiện Lý Vân Tiêu, độn quang của hắn dừng lại, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu. Ngươi là đệ tử của trưởng lão nào? Võ giả này thu liễm ma khí toàn thân, thần sắc thống khổ trên mặt cũng mất đi, sắc mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu hỏi. Lý Vân Tiêu nói, tại hạ là môn hạ của Tử Duệ trưởng lão, đại nhân là. Tên võ giả trước mặt rất lạ lẫm, hơn phân nửa là sau này gia nhập vào Hóa Thần Hải. Tên võ giả nói, ta chính là tinh thuần trưởng lão Hóa Thần Hải, hừ, lại không nhìn ra thân phận của bổn tọa, phải bị tội gì. Hắn quát lên, trên mặt bị màu đen bao phủ.
Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng nói. Thất kính, nhưng mà tinh thuần trưởng lão, ta nghe qua đại danh như sấm bên tai, chỉ là chưa gặp qua chân thân, thất kính. Tinh thuần nhíu mày, người bình thường bị hắn quát tháo như vậy, hơn phân nửa là sợ tới mức quỳ xuống, nhưng đệ tử trước mặt mặc dù bối rối nhưng không có sợ như vậy. Hắn nghĩ đến Tử Duệ cũng là quái nhân, vài năm cũng gặp được một lần, môn hạ đệ tử xem ra cũng là loại hình trì độn. Không sao, ta chính là trưởng lão võ tu, rất ít lui tới với thuật đạo các ngươi, không nhìn được cũng rất bình thường. Nhưng bổn tọa hiện tại có việc, cần ngươi tới tương trợ một hai. Tinh thuần chậm rãi nói ra, trong mắt bắn ra tinh quang khó phát giác. Thần thái này làm sao mà giấu giếm được Lý Vân Tiêu, hắn trực tiếp giả ngu đến cùng, sững sờ nói. Chuyện gì, ta bây giờ còn có chuyện quan trọng trên người, muốn tiến đến thuật thần điện. Cái gì, đi thuật thần điện, làm cái gì? Tinh thuần sững sờ một chút, nếu không có đại sự thì rất ít trưởng lão đi tới thuật thần điện, hơn nữa còn là trưởng lão trực tiếp đi tới, rất ít phái đệ tử đi. Lý Vân Tiêu lộ ra bộ dáng khó xử, nói. Cái này, không quá thuận tiện nói a. Tinh thuần nhíu mày, quát. Có cái gì bất tiện, chẳng lẽ là sợ bổn tọa nói ra sao? Nhanh nói ra cho bổn tọa. Quả nhiên hắn giật mình, sắc mặt đối phương trắng bệch, bắt đầu run rẩy. Nội tâm tinh thuần cười lạnh, loại mao đầu tiểu tử này còn không bị chính mình tùy ý đắn đo. Lý Vân Tiêu bộ dáng khó khăn, dùng tay che miệng, thấp giọng nói. Phó hội trưởng Vũ Thần Đại Nhân từ bên ngoài mang về một đám ca cơ, ủy thác Tử Duệ Đại Nhân luyện chế 300 viên cường thể hồi dương đan, đan này. Hắc hắc, ngài hiểu, hiện tại đan đã luyện thành, phái ta đưa đi. Tinh thuần triệt để sửng sốt, ngây ngốc một hồi, mới hầu nghi nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi không có gạt ta chứ? Vũ Thần Đại Nhân hắn. Lý Vân Tiêu sợ hãi, vội vàng nói. Ta sao dám lừa gạt đại nhân, người xem, đan dược đang ở đây. Hắn lấy ra một bình ngọc như mở dê đưa lên, nói. Tử Duệ đại nhân còn dặn đi dặn lại, nhất định không thể nói cho những người khác. Ai nha, lần này thảm rồi, việc này đại nhân ngài ngàn vạn không thể nói ra, nếu không ta sẽ bị trách phạt nghiêm khắc. Vẻ mặt của hắn bất cần đời, đau khổ cầu khẩn tinh thuần phải giữ bí mật. Tinh thuần thật sự sững sốt, nhìn qua đan dược màu hồng trong bình, chừng hơn 300 khỏa, lại tỏa ra linh khí bức người, xem xét cũng không phải là phàm dược, bán tín bán nghi cơ bản là tin rồi. Hắn thầm nghĩ, việc này đã bị ngươi tiết lộ ra ngoài, nếu lại bị Vũ Thần biết rõ, đâu chỉ trách phạt nghiêm khắc, sợ là tâm giết cả nhà ngươi đều có. Nhưng hắn vẫn nghiêm mặt, nói. Đây là chuyện riêng của Vũ Thần đại nhân, ta tự nhiên sẽ giữ bí mật, ngươi không được nói lung tung. Lý Vân Tiêu vội vàng gật đầu, thu đan dược lại, nói. Tự nhiên sẽ không, việc này thập phần giữ bí mật, là Vũ Thần đại nhân tự mình đến tiểu viện ủy thác Tử Duệ trưởng lão luyện chế. Nội tâm tinh thuần cười lạnh, thầm nghĩ Vũ Thần có tật xấu như thế, thanh đao này rơi vào trong tay của mình, không hảo hảo lợi dụng một phen, như vậy sẽ phụ tin tức này, hắc hắc.